Chương 181. Lăng Thiên là như không nghe thấy gì ôm Lăng Thần đi đến trước cửa. Lăng Thần nhìn thấy mình sắp phải bước vào phòng nên cố gắng lấy dũng khí. Đôi môi anh đào khẽ mở ra kề sát tai Lăng Thiên nói nhỏ. Phu quân. Khi nói xong gương mặt đỏ ửng đến cổ. Lăng Thiên dương dương tai làm như không nghe gì. Thần nhi. Muội vừa nói gì vậy? Huynh không nghe thấy gì hết. Lăng Thần hờn dỗi không nói lại. Nhưng khi thấy Lăng Thiên muốn tiếp tục đi vào phòng liền muốn mở miệng nói hai chữ kia, thì đột nhiên Lăng Thiên quay đầu lại nhìn thẳng Lăng Thần. Thần nhi, có muốn nói gì thì nhìn huynh mà nói này, như vậy nghe mới rõ. Lăng Thần càng xấu hổ thêm, gương mặt muốn chôn sâu vào lòng ngực Lăng Thiên, sống chết không chịu ngẩng đầu lên nhìn. Thật lâu sau mới chuyển ra hai chữ thật nhỏ. Phu, quân, Lăng Thiên cười to, rốt cuộc cũng nghe thấy được. Thần nhi, may mắn võ công của huynh mới đột phá chứ không muốn nghe được tiếng phu quân này, của muội thật khó. Nương tử tha mạng. Thì ra Lăng Thần không cam lòng yếu thế, cánh tay đặt bên hông hắn hung hăng nhéo. Nghe được Lăng Thiên gọi mình bằng nương tử khiến lòng nàng vừa vui mừng, vừa ngượng ngùng nhưng lại có chút chua xót chờ đợi rốt cục cũng có kết quả. Đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng, nằm ở trên ngực Lăng Thiên ô khóc nức nở. Lăng Thiên vỗ nhẹ mái tóc dài của nàng thở dài. Bạc mệnh liên khanh cam làm thiếp. Quả thật có chút bạc đãi thần nhi. Lời này không phải là Lăng Thiên muốn đánh vỡ sự hạnh phúc của Lăng Thần. Nên biết với tài mạo, bản lĩnh của Lăng Thần, chỉ cần gia thế tốt hơn một chút là có thể trở thành chánh phu nhân của Lăng Thiên. Đây cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ tiếc là thời đại này có chút cổ hủ. Thân phận của Lăng Thần có chút bi ai, hiện tại gả cho Lăng Thiên làm thiếp đó chính là con đường tốt nhất rồi. Nghe thấy Lăng Thiên nói vậy Lăng Thần dần ngưng khóc, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô hạn. Chỉ cần công tử thương tiếc thần nhi là đủ rồi. Thần nhi chưa bao giờ có dũng khí cầu xin xa vời cả, chỉ cần công tử không đuổi thần nhi đi. Thì kiếp này thần nhi vĩnh viễn ở bên cạnh công tử, dù là nô tỳ thần nhi cũng không tiếc nuối. Lăng Thiên vỗ nhẹ mái tóc dài của Lăng Thần mà thở dài một tiếng buồn bã. Tiếng bước chấn nhẹ nhàng truyền đến, Lăng Thiên khẽ cau mày. Sao lại đến nữa? Quả nhiên là Tiêu Nhạn Tuyết quay lại, thái độ của nàng đối với Lăng Thiên có chút biến chuyển nhỏ, ánh mắt nhìn về Lăng Thiên mơ hồ có chút tìm tòi và nghiên cứu. Lăng Thiên nhẹ nhàng đặt Lăng Thần xuống để cho nàng nằm trong lòng mình. Tối qua Lăng Thần vừa trở thành phụ nhân nên vẫn còn rất thẹn thùng. Đem gương mặt giấu thật sâu trong lòng ngực Lăng Thiên. Lăng Thiên cười cười nhìn Tiêu Nhạn Tuyết hỏi. Mới sáng thôi mà Tiêu cô nương đã đến đây hai lần rồi, không biết có chuyện gì muốn chỉ giáo tại hạ đây. Tiêu Nhạn Tuyết cười thản nhiên nói. Nhạn Tuyết mạo muội đến đây là muốn nhờ Lăng công tử cho phép thần, nhi tỷ tỷ đến giúp Nhạn Tuyết một ít việc. Không biết ý Lăng công tử như thế nào? Ồ, Lăng Thiên nhíu mày nói. Hỗ trợ, gấp làm gì? Thân thể thần nhi của ta không khỏe, nếu việc quá mệt thì thôi đi. Vừa nói vừa mang hai cái ghế trúc ra đặt, dưới cây nho ý bảo Tiêu Nhạn Tuyết ngồi xuống, rồi hắn rót một chén trà đặt Tiêu Nhạn Tuyết. Nếu Tiêu Nhạn Tuyết đến mượn người thì Tiêu gia đã có hành động rồi. Chỉ là thực lực của Lăng Thần ẩn giấu rất kín, nên không biết muốn thần nhi hỗ trợ cái gì đây. Không bằng thừa dịp này kiếm một chút tin tức từ nha đầu này thử. Cũng để thử xem Tiêu nha đầu này ứng đối như thế nào. Lăng Thần vốn muốn đứng lên làm những việc này, nhưng bị Lăng Thiên đè xuống ghế trở lại nên gương mặt đỏ lên. Đôi mắt đầy thâm tình nhìn Lăng Thiên tràn ngập hạnh phúc. Tiêu Nhạn Tuyết trong lòng phát sinh sự thay đổi rất nhỏ, ánh mắt như hâm mộ nhìn về phía Lăng Thần như cố ý như vô tình. Nên biết Tiêu Nhạn Tuyết chính là người đứng đầu đồng trang lứa tại Tiêu gia, thì há có phải là người tầm thường. Nàng cùng Lăng Thần kết giao, thì một nửa xuất phát từ lòng yêu mến tài nghệ của Lăng Thần, mặt khác còn có tâm tư thu phục Lăng Thần. Cho dù tài hoa hơn nữa cũng chỉ là nô bộc mà thôi, còn đi theo một tên chủ tử chẳng ra gì. Nếu Tiêu Nhạn Tuyết hứa hẹn có thể trả lại sự tự do, cho nàng chưa chắc không thể thu phục được. Đúng là có tâm tư như vậy nên nàng mới kết giao thân mật với Lăng Thần. Nhưng trải qua sự biến đổi vừa rồi khiến cho kế hoạch của nàng bị thay đổi. Lăng Thần không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa, hơn nữa là người của Lăng Thiên nên muốn thu phục nàng là điều vô vọng. Tiêu Nhạn Tuyết có chút tiếc hận thầm than một tiếng, một lát sau mới nói tiếp đề tài này. Đầu tiên Nhạn Tuyết đã được lão phu nhân đồng ý đợi khi các thế lực lớn tề tụ, tại Thừa Thiên thì ở trong nhà đấu giá. Của Lăng gia tại Thừa Thiên tiến hành đấu giá 7 vật kỳ chân hiếm có. Thứ hai Nhạn Tuyết muốn trong thời gian ngắn này, cùng với thần tỷ tỷ luận bàn một chút về âm luật, sau lại mời thần tỷ tỷ chỉ điểm đôi chút. Ba là, còn có ba nữa. Lăng Thiên kinh ngạc há to miệng. Tiêu gia các ngươi không có người sao? Bắt một lao động làm việc đến chết hà? Thần nhi của ta há có thể để cho các ngươi làm như vậy? Thấy Tiêu Nhạn Tuyết trợn tròn mắt, Lăng Thiên giơ tay lên xua xua. Tốt tốt. Mời ngài nói tiếp đi, ta rửa tai lắng nghe. Trong phút chốc này Tiêu Nhạn Tuyết có xúc động muốn đánh tên trước mặt thành đầu heo. Lăng Thần tỷ tỷ sao lại cam nguyện ủy khuất hầu hạ một tên hoàn khố như vậy chứ?
Tiêu Nhạn Tuyết hừ lạnh một tiếng. Thứ ba là nghe nói đệ nhất tài tử của Tây Môn Thế gia đến Thừa Thiên rồi. Tây Môn Khánh. Tiêu Nhạn Tuyết vừa nói đến đây thì Lăng Thiên đã chặt đứt lời nàng rồi. Không sai, là Tây Môn Thanh. Tiêu Nhạn Tuyết lại không nghe thấy điều gì khác thường trong đó. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Lăng Thiên, không biết sao hắn lại phản ứng mạnh như thế. Lăng Thiên trừng mắt há to miệng, thật lâu không thể đóng lại. Thế giới này lại có Tây Môn Khánh. Lại còn là một đại tài tử. Không biết có Phan Kim Liên hay không. Tây Môn Thanh học rộng tài cao, thi tử ca phú cầm kỳ thi họa không gì không biết, không gì không giỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tây Môn Thế gia cố ý tổ chức một nhã văn hội muốn cùng so sánh với thiên hạ tài tử. Hơn nữa với thanh danh của Tây Môn Thanh này và tính cách của hắn, nhất định sẽ đến từng đại thế gia khiêu chiến. Tiểu muội bất tài, cầm kỳ thi họa có thể đánh một hai trận, nhưng Tây Môn Khánh rất tinh thông âm luật. Theo sự hiểu biết của muội thì khắp Thừa Thiên này chỉ có Thần Tỷ Tỷ mới thắng hắn nên mới muốn mời. Cuối cùng Lăng Thiên cũng hiểu người của Tây Môn Thế gia này gọi là Tây Môn Thanh mà không phải là Tây Môn Khánh. Ta để Lăng Thần cho các ngươi mượn, thế còn Lăng gia chúng ta cũng muốn tham gia vậy. Tiêu Nhạn Tuyết ngẩn người nhưng liền che miệng cười, trong nụ cười lộ rõ sự khinh miệt. Mặc dù không nói gì nhưng ý tứ này rất rõ ràng. Với một hoàn khố như ngươi cũng muốn tham gia nhã văn hội. Ngươi xứng sao? Một luồng lửa giận đột nhiên bùng nổ trong lòng Lăng Thiên. Ánh mắt nhìn gương mặt đang thản nhiên cười của Tiêu Nhạn Tuyết đang mơ hồ lộ ra sự khinh thị, khiến cho hắn có xúc động muốn đánh người. Lại có người trong Lăng gia ta dám nói vậy? Tiêu gia, quá kiêu ngạo rồi. Công tử không muốn cho mượn sao? Hay là lo lắng không có thần cô nương thì Lăng gia không có dũng khí tham gia nhã văn hội? Thái độ của Tiêu Nhạn Tuyết bình tĩnh trở lại, từng bước ép tới gây sự. Loại khẩu khí này đừng nói là Lăng Thiên, mà ngay cả Lăng Thần đang nằm trong lòng Lăng Thiên cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Ánh mắt ẩn chứa lửa giận. Hừ, dám nói phu quân ta như vậy. Tỷ muội, ta khinh. Coi như là thân tỷ muội cũng không nể mặt. Để cho Lăng Thần đi giúp các ngươi cũng được nhưng... Lăng Thiên nói. Mấy ngày này Lăng Thần không tiện hành động, sợ rằng qua mấy hôm nữa mới được. Trong nháy mắt Lăng Thiên, dưới kinh nghiệm ở hai thế giới đã ép cơn giận trong lòng xuống, thản nhiên trả lời. Tiêu Nhạn Tuyết cúi đầu thi lễ. Vậy đa tạ công tử đồng ý. Nhưng khi cúi đầu xuống ánh mắt thay đổi thật nhanh. Gia Gia nói đúng. Tên hoàn khố Lăng Thiên này quả nhiên không tầm thường, dưới sự đả kích như vậy nhưng lại rất bình tĩnh. Khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt đã nhiều hơn một tia ý tứ khác. Nếu đã như vậy thì vài ngày tới Nhạn Tuyết đến mời Thần Tỷ Tỷ. Nhạn Tuyết cáo từ. Chậm đã Tiêu cô nương. Lăng Thiên lên tiếng ngăn cản, ánh mắt cười cười. Tiêu cô nương, không biết bảy kiện bảo vật chân quý của quý phủ là gì vậy? Có thể tiết lộ cho Lăng Thiên biết được không? Tiêu Nhạn Tuyết làm bộ trần chờ một chút. Nói với Lăng công tử cũng không sao. Dù sao mấy thứ đồ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi. Trên đời này rất hiếm gặp, cao nhân có thể biết đến nó đã ít lại càng ít. Ngụ ý của nàng chính là tên hoàn khố như ngươi khẳng định không hề biết gì. Nói cho ngươi cũng là đàn gảy tai trâu mà thôi. Ngươi chỉ nghe một chút thôi chứ biết gì trong đó. Đây là một lần thử dò xét của Tiêu Nhạn Tuyết nữa. Đấu với bổn cô nương. Nói nhảm sao? Để bổn cô nương đào hết bí mật của ngươi. Bổn cô nương có đại danh lừng lẫy là nam cổ hậu đó. Lăng Thiên dường như có nghe thấy sự trào phúng trong giọng nói của nàng, biểu hiện ra một bộ dáng hứng thú. Vậy mong Tiêu cô nương chỉ giáo cho đôi chút, để cho Lăng Thiên là ếch ngồi đáy giếng này cảm thấy hứng thú. Nhưng ở đáy mắt chợt lóe hàn quang, chẳng lẽ nha đầu kia đang muốn dò xét ta? Tiêu Nhạn Tuyết cố ý như vô tình tránh khỏi ánh mắt lăng lệ của Lăng Thiên. Đệ nhất kiện hy thế kỳ chân chính là một khối gỗ lấy từ đỉnh Tuyết Sơn, ở cực bắc, là một khối băng phách đàn hương hiếm thấy. Ngoại trừ thơm mát dị thường thì còn có tác dụng ngưng thần ngủ ngon. Chỉ cần chặt lấy một đoạn nhỏ dài chừng 2 thước đặt ở trong phòng, mùa hè có thể cảm thấy mát mẻ sảng khoái, nếu lấy cả khối làm thành vật đựng, thì đồ vật để trong đó có thể bảo quản trăm năm không hư nát. Mặt khác, chỉ cần có một miếng nhỏ ở trên người là có thể tránh được độc trùng trong thiên hạ. Lăng Thiên ồ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, băng phách đàn hương này hẳn là Tiêu gia vì Nam Cung Thế gia mà chuẩn bị đây, làm quan tài thì quả thật là lựa chọn tốt nhất. Lúc này khí trời càng ngày càng nóng, thi thể Nam Cung Nhạc vô luận bảo tồn hay vận chuyển cũng là một vấn đề, nhưng nếu có thứ này thì khi vận chuyển quay về đến Nam Trịnh ít nhất cũng sẽ không phát mùi hôi thối. Bất quá thứ tốt như vậy mà dùng trên người Nam Cung Nhạc, vô luận là làm quan tài hay là cái khác, Lăng Thiên cũng cảm giác được có chút đáng tiếc, ngay cả khi người này có cống hiến lớn, nhưng trong miệng lại nói, thứ tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến xem. Vài ngày nữa khí trời bắt đầu nóng lên, có thứ này, mùa hè hẳn là dễ chịu hơn không ít. Tiêu Nhạn Tuyết khẽ cười một tiếng. Đến lúc đó đương nhiên sẽ mời Lăng công tử là nhân vật có kiến thức đến tham dự. Lăng Thiên liên tục gật đầu.
đó là dịch không đi không được đệ nhị kiện hy thế kỳ chân có cùng xuất xứ, với băng phách đàn hương, cũng được phát hiện ở một thung lũng sâu nơi cực bắc tuyết sơn, đó là một khối thiên niên noãn ngọc, cực hàn chi địa lại sinh ra vật chí noãn, có thể thấy được thiên địa quả là thần kỳ. Tiêu Nhạn Tuyết cảm thán một tiếng, thiên niên noãn ngọc có công năng trấn tâm ngưng thần, đối với người học võ lại càng có diệu dụng thật lớn. Tiêu Nhạn Tuyết vừa nói chuyện vừa một bên khóe mắt liếc vẻ mặt Lăng Thiên lặng lẽ dò xét. Lăng Thiên vừa là ừ một tiếng, trên mặt vẫn một vẻ hăng hái, trong lòng quả thực là có để tâm, cười nói. Thiên niên noãn ngọc à? Hay quá, công hiệu của vật này chắc không chỉ có điểm này thôi. Vật như vậy có thể nói là hãn thế kỳ chân. Lăng Thần đứng một bên sắc mặt cũng làm như bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại khá căng thẳng. Thiên niên noãn ngọc, bảo vật này nàng đã từng nghe công tử khen ngợi qua. Bảo vật này đối với người bình thường mà nói, công hiệu cũng rất lớn, thường đem bên người chẳng những có thể khiến hàn thử bất xâm, thân thể khang kiện, ngoài ra còn có thể ích thọ duyên niên. Nhất là đối người tu luyện thuần âm Lăng Thần, mà nói càng lại là nhất kiện bảo bối vạn kim khó mua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nên biết nữ tử bản chất thuần âm, như Lăng Thần có thân thể trí âm, tu luyện hàn băng thần công cố nhiên là thuận lợi, nhưng thế gian mọi sự vạn vật đều có hạn chế. Có câu vật cực tất phản, Lăng Thần lấy trí âm thân thể tu luyện trí âm chi công, tốc độ tiến cảnh rất nhanh tất nhiên là chuyện tốt, nhưng trong đó cũng có họa ngầm thật lớn. Lăng Thần lúc này công lực còn thấp, nguy cơ cũng chưa lộ ra, nhưng nếu có một khối thiên niên noãn ngọc mang bên người, thì lại có thể nhận được sự hỗ trợ rất tốt. Phủ cực thái lai chi công. Các đồ vật có tác dụng phụ trợ tu luyện hàn băng thần công lại ở cùng một chỗ. Ba kiện này do một người đi tầm bảo phát hiện ra cùng một ngày, cũng là thiên ý tạo hóa. Vào ngày đó, cực bắc tuyết sơn đột nhiên phát sinh tuyết lở, băng tuyết trôi qua, người tầm bảo duy nhất may mắn còn sống liền phát hiện ra ba kiện bảo vật này. Tiêu Nhạn Tuyết tới thời khắc mấu chốt thì lại dừng lại, cố ý khơi gợi hứng thú của Lăng Thiên. Nàng nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, hai mắt lưu chuyển, dĩ nhiên ngừng lại. Lăng Thiên cười ha ha, đơn giản liền thỏa mãn tâm ý của nha đầu này. Đó là vật gì? Tiêu Nhạn Tuyết đắc ý cười, tự hồ cảm giác mình vừa thắng một ván, nhướng mày cười nói. Chính là hai đóa chu băng tinh hỏa liên. Đại hoàn đan của Lăng Thiên vẫn chưa tiến hành luyện chế là bởi vì thiếu một linh dược sinh trưởng tại nơi vô cùng lạnh. Lăng Thiên sớm đã phái người đi vào nơi cực bắc cực hàn để tìm kiếm, mặt khác đi khắp đại lục tìm mua, nhưng thiên địa linh vật bực này há có thể dễ dàng tìm được. Nguyên bản Lăng Thiên có ý định tìm một loại dị thảo đồng loại khác như thu hàn liệt hỏa thảo để vận dụng, không biết Tiêu gia dĩ nhiên lại có đại thần thông như thế, trong tay có băng tinh hỏa liên là thần dị linh dược trong truyền thuyết. Linh dược này có công hiệu mạnh gấp đôi thu hàn liệt hỏa thảo. Đại hoàn đan nếu có vị dược này, công hiệu tất nhiên hơn xa khi luyện chế bằng loại thảo dược khác. Lăng Thiên khóe miệng hiện lên vẻ tiếu dung thần bí như có như không. Xem ra, Tiêu gia đấu giá hội, mình thật là không thể không đi. Không chỉ là băng tinh hỏa liên ở tình thế bắt buộc, mà thiên niên noãn ngọc nọ cũng vậy. Kiện bảo vật thứ tư xuất xứ từ đáy biển sâu Nam Hải, đó là thiên lam u nhật. Tiêu Nhạn Tuyết trong khẩu khí hơi có một giọng điệu khoa trương. Tựa hồ đối với thiên lam u nhật cực kỳ yêu thích. Lăng Thiên trong bụng cười lạnh một tiếng, khóe miệng cũng không khỏi nhếch nhếch. Thiên lam u nhật chính là một viên bảo thạch huyễn lệ dị thường, có thể giữa ban ngày phát ra ánh sáng màu xanh da trời, ánh sáng như ngọc, rất thần kỳ, chính là nhất kiện bảo vật cực kỳ hiếm thấy, và càng lại là một món đồ trang sức tuyệt hảo. Quả thật là vật được nữ tử yêu thích nhất, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, nói đến hiệu dụng chân thật thì lại không có gì. Trong mắt Lăng Thiên, thứ này bất quá chỉ là một hòn đá tương đối kỳ lạ mà thôi. Kiện bảo vật thứ năm chính là Nam Hải Thất Thải Tử Đàn Châu, to cỡ nắm tay, từ xưa đến nay chưa từng thấy Thất Thải Tử Đàn Châu to như thế. Nói là hy thế chi chân, liên thành chi bảo, cũng tuyệt không quá phận. Tiêu Nhạn Tuyết nói, trong khẩu khí lộ ra vẻ tự hào không thể nghi ngờ. Lăng Thiên lắc đầu, không nói gì, thầm thở dài. Lăng Thần lại tự hồ rất có hứng thú, nhưng thấy Tiêu Nhạn Tuyết có vẻ như đã nói xong thì rất buồn bực. Chẳng lẽ vị Tiêu đại tiểu thư này lại không biết diệu dụng của bảo vật này? Công tử từng nói qua, đồ vật này trong tay người bình thường, trừ vẻ chân quý ra thì cũng không có gì khác. Nhưng bảo vật này lại thực sự có diệu dụng khác, chỗ cực kỳ thần dị là vật này là khắc tinh của độc vật trên thế gian. Chỉ cần ngâm vào rượu ngon, đợi đến khi màu sắc rượu hóa thành màu tím giống như tử đàn châu, thì rượu đã biến thành thần vật giải độc, có khả năng giải vạn độc trên thế gian. Kiện bảo vật thứ 6 chính là một khối mặc sắc huyền thiết. Nặng 175 cân, cái này. Nói đến mặc sắc huyền thiết này, Tiêu Nhạn Tuyết không khỏi có chút nghẹn lời, đơn giản là vì nàng cũng không biết rõ lai lịch hoặc là công dụng của nó. Mọi người đều biết, mặc sắc huyền thiết mặc dù là tài liệu luyện chế binh khí tốt nhất, nhưng do nó là kim loại cứng rắn nhất trong thiên hạ, dùng phương pháp tầm thường căn bản không thể làm nó nóng chảy được, muốn thay đổi hình dạng của nó cũng cực kỳ khó khăn.
Tiêu gia đã tiến hành thử nghiệm vô số lần, rất cố gắng nhưng lại chưa hề có nửa điểm hiệu quả. Trong mắt Tiêu Nhạn Tuyết, thứ này chính là một cái gân gà thật lớn, thật sự không rõ tại sao Gia Gia lại muốn mình đem nó đến đây. Nàng cũng không Lăng Thiên kiếm được từ tay Tiêu Phong Hàn một cái xưởng luyện binh khí, Tiêu Phong Hàn chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ thông tin thẩm thấu từ đây ra. Tuy nhiên mấy năm đầu còn có chút tin tức trở ra, nhưng sau đó dĩ nhiên nửa điểm cũng không có. Chỉ là từ một số binh khí lộ ra ngoài thì thủ nghệ của xưởng này, tựa hồ vẫn không ngừng tăng lên. Điều này cũng làm cho Tiêu Phong Hàn càng ngày càng không cam tâm. Lần này cho Tiêu Phong Dương và Tiêu Nhạn Tuyết mang theo Mặc Sắc Huyền Thiết đi Thừa Thiên chỉ là thủ đoạn thử dò xét ý tứ của Lăng Thiên. Nếu như Lăng Thiên có thể đem Mặc Sắc Huyền Thiết này về, như vậy, chứng minh kỹ thuật luyện kim Lăng Thiên nắm giữ ở mức Tiêu gia không thể so sánh được. Nếu là quả thật là như vậy, đối với thực lực của Lăng Thiên nhất định phải một lần nữa đánh giá lại. Lăng Thiên trong mắt dị quang chợt lóe, Mặc Sắc Huyền Thiết, Tiêu Phong Hàn, lão hồ ly này. Tống cái đồ vật này đến Thừa Thiên, ngoại trừ thử dò xét binh khí xưởng của ta, thì chẳng lẽ còn có thể có dụng ý khác ư? Hắn lầm bầm, ta sao lại cho ngươi toại nguyện? Bất quá, cái Mặc Sắc Huyền Thiết Lăng Thiên nhất định phải lấy. Trước mắt binh khí của mấy tên tâm phúc, mặc dù đều là loại tốt nhất nhưng cũng không phải là thần binh lợi khí gì. Nếu có khối Mặc Sắc Huyền Thiết này, đem chia ra, cho vào mỗi kiện binh khí một vài cân, thì lại có thể làm cho sắt thường hóa thành lợi khí, đủ cho mọi người trong đệ nhất lâu được trang bị thần binh lợi khí thượng thừa. Điều này có thể khiến cho lực chiến đấu của đệ nhất lâu biến hóa tăng lên long trời lở đất. Lăng Thiên tại sao tâm có thể không động? Về phần kiện bảo vật thứ bảy, chính là Thanh Liệt Thiên Kiếm của Nhất Đại Võ Lâm Tông Sư 1000 năm trước, Thiên Dương Đại Lục đệ nhất môn phái, Thiên Thượng Thiên Môn Chủ Âm Tuyệt Không. Từ ngàn năm trước có truyền lưu một truyền thuyết, bên trong Liệt Thiên Kiếm có chứa đựng một đại bí mật kinh thiên động địa. Ai có được Liệt Thiên Kiếm, người đó liền có khả năng trở thành thiên hạ chi chủ. Tiêu Nhạn Tuyết rốt cục kể xong bảy kiện hy thế kỳ chân, trong lúc nhất thời cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Nàng nâng chung trà lên, uống một ngụm thật to. Liệt Thiên Kiếm. Lăng Thiên trong lòng cười lạnh một trận. Nguyên lai kế hoạch của Tiêu gia chính thức ở chỗ này. Chính thức là âm mưu. Nhưng Tiêu gia lại quang minh chính đại biểu hiện ra. Hiển nhiên lần này đến Thừa Thiên, dã tâm của Tiêu gia đã hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Ngàn năm trở lại thế nhân mặc dù không biết Thanh Liệt Thiên Kiếm này rốt cuộc đã từng là bội kiếm của ai, nhưng câu truyền ngôn ai có được Liệt Thiên Kiếm, có khả năng trở thành thiên hạ chi chủ đã sớm đi vào lòng người. Thanh kiếm này, đã không đơn thuần là một thanh thần binh lợi khí nữa, mà đã thành một loại tồn tại tượng trưng. Ngay cả môn chủ Thiên Thượng Thiên Âm Tuyệt Không năm xưa với tu vi tiên thiên đỉnh phong, cảnh giới tông sư mà dĩ nhiên tuẫn mệnh trong đại chiến. Theo Lăng Thiên phỏng chừng, sợ rằng cùng ý nghĩa ẩn giấu của thanh kiếm này không thoát khỏi có mối quan hệ. Lăng Thiên có thể tưởng tượng tới lúc Tiêu gia xuất ra Liệt Thiên Kiếm này. Mục tiêu tối hậu chính là muốn mượn vật này trợ giúp Thừa Thiên chi hội lần này, khiến cả thiên hạ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ. Vật này có thể dẫn khởi lòng tham nơi đáy lòng của con người, là sự dụ hoặc lớn nhất đối với bao nhiêu anh hùng hào kiệt, khiến họ tham dự tranh đoạt. Dã tâm của bao nhiêu quân chủ hào hùng bởi vậy mà ngo ngoe muốn động. Một khi tranh đoạt bắt đầu, Tiêu gia chỉ cần thêm dầu vào lửa một chút, như vậy thiên hạ lập tức đại loạn. Biến địa phong hỏa khắp nơi sắp hừng hực nổi lên. Điều này cơ hồ là kết cục không tránh khỏi. Chỉ vì tranh đoạt Liệt Thiên Kiếm, tranh đoạt một cái danh phận hư vô mờ ảo thiên hạ chi chủ, quân vương mỗi nước, mỗi người đều tận lực, cho nên trong lúc đó, mỗi một thế lực đều chèn ép nhau, đối địch nhau, tuyệt không có thể hợp tác. Đơn giản là, trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua, thiên hạ chi chủ chỉ có thể có một. Đến lúc đó, sợ rằng sau khi tranh đoạt xong Liệt Thiên Kiếm, các thế lực mỗi nước đều đã nguyên khí đại thương. Thậm chí có thể do vậy mà một hai quốc gia yếu nhược bị diệt vong, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Tới lúc đó, Tiêu gia vốn vẫn đang nghỉ ngơi dưỡng sức tất nhiên thừa thế nổi lên. Tại lúc đó quân phương khắp nơi đều là nhân khốn mã bì, Tiêu gia Long Đằng Yên Kỳ chắc chắn, trong thời gian ngắn có thể khuếch trương thế lực thành thế không thể chống lại. Nếu kế hoạch này có thể tiến hành thuận lợi, như vậy, đại nghiệp nhất thống đại lục của Tiêu gia thật sự là rất có khả năng hoàn thành trong thời gian ngắn. Tung ra một miếng ngồi dụ hoặc vô pháp kháng cự như vậy, tất nhiên sẽ dẫn động phản ứng khắp nơi. Kế hoạch này của Tiêu gia không thể nói là không độc, nhưng không thể nói là không cao minh. Ai là người được nhiều chỗ tốt nhất trong đại kế hoạch này, cho dù các thế lực đều biết rõ đây là âm mưu của Tiêu gia, nhưng liệu có thể tránh bị cuốn vào hay không? Đơn giản là vô luận người nào có được Liệt Thiên Kiếm, thì thực lực và danh vọng sẽ vô hình chung tăng vọt. Mà trong trận tranh đoạt thiên hạ này, những phương nhược tiểu chưa chắc đã chịu khuất tất quy thuận. Tuyệt không có thể sống tạm bợ. Cho dù chính mình không nghĩ đến Liệt Thiên Kiếm, nhưng cũng tuyệt không để cho kẻ khác có được. Đến lúc đó, đây sẽ trở thành tâm bệnh của tất cả các thế lực. Tiêu Nhạn Tuyết một mực quan sát phản ứng của Lăng Thiên,
nhưng lại vẫn thấy hắn chỉ một bộ hờ hững, một chút ý nghĩ trong lòng cũng nhìn không ra. Trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Lúc này mới nhất thời bốc đồng, mang theo vẻ giận dỗi đem chuyện Liệt Thiên Kiếm nói ra. Theo Tiêu Nhạn Tuyết, dù sao thanh kiếm này sớm muộn cũng sẽ hiện thân trong đấu giá hội, nói ra sớm vài ngày cũng không quan hệ gì. Đâu biết ba chữ Liệt Thiên Kiếm vừa nói ra đã thấy, trên mặt Lăng Thiên Nguyên bổn đang cười đùa thoáng cái thu lại, sắc mặt trở nên trầm trọng. Hai hàng lông mày như lưỡi kiếm thoáng trao lại, liền như thể hai con thanh long chìm, trong giấc ngủ tịch mịch ngàn năm đột nhiên thoát khỏi xiềng xích buộc thân, bay vọt lên. Cuối cùng đã đem ngươi bức ra nguyên hình. Tiêu Nhạn Tuyết đắc ý nhưng cũng nhịn không được sự hoảng sợ. Lăng Thiên lông này nhíu lại, cả người tựa hồ cùng trở nên cao thâm khó lường, sát khí xâm xâm mơ hồ muốn phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, Lăng Thiên đã khôi phục lại bộ dáng, nhoẻn miệng cười, nói. Thật là hào bảo bối, Tiêu tiểu thư, đợi đến ngày đó, ta mang theo nhiều bạc một chút, cần phải ôm vài món quay về để ở nhà. Ồ, nên để ở đại sảnh, để cho ai tới Lăng gia ta cũng đều chiêm ngưỡng được một phen. Đáng chờ mong nha. Tiêu Nhạn Tuyết trong lòng cười lạnh nhưng miệng lại cười nói. Đó là hiển nhiên, như thế, uy danh Lăng gia tất nhiên như mặt trời giữa trưa, tiểu muội lần nữa cầu chúc cho tâm nguyện của Lăng công tử toàn bộ đạt. Lăng Thiên cười dài mà nhìn Tiêu Nhạn Tuyết, biết cô nàng này tất nhiên đã phát hiện ra điều gì, đối với việc mình để lộ ra chút khí thế lưu lộ hiển nhiên là có sự nhận biết, nhưng lại không nói lời nào. Nhìn tiểu nha đầu phối hợp với mình đem màn hí kịch này diễn tiếp, Tiêu Nhạn Tuyết bị hắn nhìn chằm chằm thì mặt nóng dần lên, trong lòng nhảy loạn lên, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, bưng chén trà lên. Nhưng lại cảm giác được không biết là nên buông thì tốt hay không buông thì tốt. Phải biết rằng Tiêu Nhạn Tuyết mặc dù thông minh lanh lợi, cơ trí hơn người, nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô nương khuê các. Để cho một đại nam nhân như Lăng Thiên nhìn chằm chằm, há lại không thẹn thùng. Đang muốn đứng dậy cáo từ thì đã thấy Lăng Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, cất tiếng nói. Tiêu đại tiểu thư, sao lại muốn đi, không để cho Lăng mỗ thưởng thức thêm kiến thức ư? Không phải mới vừa nói rất đặc sắc sao? Làm sao không nói tiếp? Bán hàng mà không giới thiệu rõ ràng thì sao bán được? Tiêu Nhạn Tuyết vốn đang xấu hổ, vừa nghe được lời ấy thì bất giác giận dữ. Lời ấy của Lăng Thiên coi nàng chẳng khác gì người đi bán hàng rong, tới nhà người ta giới thiệu sản phẩm. Cái này không nói, ngoài ra còn bảo mình vẫn chưa kể rõ chi tiết về bảo vật. Nên biết, Tiêu Nhạn Tuyết thiên tư thông dĩnh, tài hoa hơn người, tự cho mình rất cao. Lần này là lần đầu tiên có người nói nàng kiến thức không được đầy đủ, sao lại không tức giận? Tiêu Nhạn Tuyết cười lạnh nói, thật không minh bạch ư? Lăng công tử nói như thế, tất nhiên là đối với một kiện bảo vật trong đó biết rõ lai lịch như lòng bàn tay, chẳng biết có thể chỉ điểm cho tiểu muội một chút được không? Lăng Thiên mỉm cười. Cái khác không nói, Nam Hải thất thải tử đàn châu nọ lần trước xuất hiện, tại nhân gian là 150 năm trước, lần nọ là cứu. Đang nói đột nhiên ngắt đoạn, chỉ thấy một chuỗi cười ý vị thâm trường, nhưng lại làm cho Tiêu Nhạn Tuyết càng thêm không thoải mái. Tiêu Nhạn Tuyết vốn đang ngưng thần lắng nghe, chợt thấy Lăng Thiên mới nói mở đầu một cái rồi lập tức dừng lại. Lập tức cảm thấy Lăng Thiên như là đang trêu chọc mình, bất giác hàn học nói. Lăng công tử sao không nói tiếp, nếu như Lăng công tử thật sự nói rõ ràng, Nhạn Tuyết tự nhiên là cảm kích vạn phần. Nhưng nếu là trêu Nhạn Tuyết thì ta yêu cầu công tử phải có một lời giải thích. Lăng Thiên lạnh lùng cười. Giải thích? Giải thích cái gì? Ta không cần giải thích chính là che giấu chính là xác thực, hắc hắc hắc, tiểu thư tài cao, xem làm sao có thể điều tra được đại hải cố sự. Tiêu Nhạn Tuyết xấu hổ, Lăng Thiên nói lời này là muốn trả thù câu trước của mình, hạng người như ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao biển rộng. Nói như vậy, chính mình khi đó châm chọc hắn không có kiến thức, nghĩ không ra người này nhớ cừu như thế. Lúc ấy không phát tác nhưng vào lúc này, chính mình không hề phòng bị lại bị hắn đột nhiên làm khó dễ, nhất thời làm mình ứng phó không kịp. Tiêu Nhạn Tuyết trong lòng tuy cực kỳ tức giận nhưng nàng rốt cuộc là con cháu danh môn, đại gia khuê tú. Lăng Thiên bên ngoài có tiếng là hoàn khố. Đối với danh tiếng của hắn không cần quan tâm, nhưng chính mình tuyệt đối không thể như vậy được, không được đánh mất mặt mũi. Nàng tức giận hừ một tiếng, lập tức muốn cáo từ. Nhưng Lăng Thiên lại giống như chưa hết ý, danh mãnh mà cười, đột nhiên nói. Ai ra? Ta đột nhiên nghĩ tới một việc, ai? Tiếc nuối, ôi tiếc nuối. Vừa nói vừa lắc đầu dậm chân, vẻ mặt phiền muộn. Tiêu Nhạn Tuyết không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, không khỏi tạm thời bỏ đi ý niệm cáo từ trong đầu, tò mò hỏi. Không biết Lăng công tử chuyện gì tiếc nuối như thế. Lăng Thiên vừa thở dài một tiếng, làm đủ công phu hoa dạng rồi mới nói. Ta đột nhiên nhớ đến, năm đó chúng ta hai đứa oa nhi, tuy không nói là thân nhưng có thể nói là thanh mai trúc mã, ngây thơ vô tội. Ôi, lúc ấy nếu không phải. Nói vậy bây giờ ngươi đã thành lão bà của ta. Tuyệt đại gia nhân như thế, cứ như vậy mà tuột khỏi tay. Chẳng phải khiến ta tiếc nuối đến cực điểm sao? Lời này vừa nói ra,
cho dù Tiêu Nhạn Tuyết da mặt dày đến mấy cũng không chịu nổi, càng huống chi nàng là một người da mặt cực mỏng, là cô nương tuổi trẻ. Người này ghê tởm đến cực điểm. Ngươi! Tiêu Nhạn Tuyết giận dữ, vẻ mặt đỏ bừng, oán hận dậm chân, muốn nói cái gì nhưng lại cảm giác được giờ phút này, mình vô luận nói cái gì thì đều bị tiểu tử này chiếm tiện nghi. Rốt cục đỏ mặt oán hận cầm chén trà trong tay nhằm Lăng Thiên ném, tới đồng thời giận dữ khiển trách một tiếng. Ngươi là kẻ phóng đãng bất học vô thuật, ngươi đi chết đi. Sau đó chạy như bay ra ngoài. Chỉ lưu lại một luồng gió thơm. Lăng Thiên cười to. Đi thong thả. Thong thả một chút. Ái, đừng uốn éo như thế chứ. Lăng Thần đứng một bên không khỏi khì khì bật cười một tiếng rồi thản nhiên nói. Thiếu gia, ngài vừa châm chọc vừa trào phúng, vừa làm trò xấu hổ. Hơn nữa, một câu cuối cùng này thật đúng như kỳ binh đột xuất, Tiêu gia muội tử nói như thế nào cũng là nữ nhi, có vẻ hơi quá đáng nha. Nói bậy, ta làm sao mà quá phận, ta rõ ràng chỉ là nói ra một việc thật mà thôi. Chẳng lẽ không phải như vậy? Lăng Thiên làm bộ vảnh râu trừng mắt nói. Hừm, ngươi như thế nào lại bắt đầu gọi ta là công tử? Chẳng lẽ là lại muốn ta dùng gia pháp xử lý? Vừa nói vừa nắn vuốt đầu ngón tay, vẻ mặt tà tiếu. Trung quy cảm giác được gọi công tử vẫn thuận miệng hơn một chút. Nếu là vì gọi công tử mà bị thi ra pháp, thì thần nhi cũng tùy vào công tử. Lăng Thần đem thân thể chậm rãi tiến sát vào trong lòng Lăng Thiên. Công tử, đơn giản là một câu xưng hô công tử này chính là thuộc về một mình thần nhi. Tương lai vô luận công tử có bao nhiêu thê thiếp, nhưng gọi nam nhân của mình là, công tử lại thủy chung chỉ có một mình thần nhi mà thôi. Lăng Thiên trong lòng kích động một trận, không nhịn được ôm chặt lấy nàng. Đúng lúc đó ngoài cửa lại có tiếng bước chân, cước bộ vội vã, có vẻ như có nhiều người. Lăng Thiên dương mắt nhìn lại, không khỏi ngẩn ra, người tới dĩ nhiên là Ngọc Băng Nhan hai ngày nay không thấy đâu. Không khỏi trong lòng thầm nghĩ, Ngọc Mãn Thiên đã tới Thừa Thiên, Ngọc Băng Nhan như thế nào không ở nhà bồi tiếp tam thúc nàng. Lại vội vã chạy tới bên này, xem bộ dáng nàng tự hồ có đại sự gì muốn tìm mình, nhưng mà có thể có đại sự gì chứ. Thiên ca, tam thúc ta đã tới rồi. Vừa thấy Lăng Thiên, Ngọc Băng Nhan đã mở miệng nói ra điều này, bộ dáng hơi có chút thở hổn hển. Khiến cho huynh đệ Tiết Lãnh cùng Tiết Phi hai người đi theo bên nàng, trên mặt có chút cười khổ. Đại tiểu thư, đây chính là đại bí mật của Ngọc gia ta. Ngài như thế nào cứ như vậy hô to gọi nhỏ ra như vậy? Nếu như để người hữu tâm biết được, thì không cẩn thận có thể gây ra phong ba tính của tam gia nhà ta, không có việc gì hắn cũng muốn làm loạn lên. Ồ, tam thúc ngươi tới. Vậy ngươi sao không ở nhà bồi tiếp lão nhân ra đi dạo chơi, sao lại chạy đến chỗ ta? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tranh thủ lúc nào rảnh ta nhất định sẽ đi bái phòng lão nhân ra một chút. Lăng Thiên đầy vẻ sủng nịnh vân vê mấy sợi tóc của Ngọc Băng Nhan, trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp. Xem ra Ngọc gia tiểu công chúa này đối với mình quả nhiên là toàn tâm toàn ý. Bất quá so với Tiêu Nhạn Tuyết thì Ngọc Băng Nhan bởi vì thân mang tuyệt chứng, người nhà đều coi nàng như là bảo bối, cũng chưa từng nhồi nhét vào đầu lý luận cái gì gia tộc trí thượng chó má gì đó. Cũng vì vậy mà tạo cho nàng tính cách hơi có chút đơn thuần. Chứng kiến Ngọc Băng Nhan trong mắt lóe lên một tia sầu lo, không khỏi hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Băng Nhan cơ hồ muốn khóc. Tam thúc ta. Hắn nói muốn tới tìm ngươi gây phiền toái. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn có, ngươi, lúc ngươi nhìn thấy hắn ngàn vạn lần đừng nói hắn già. Hắn ghét nhất bị người khác nói là già, hắn còn không đến 40 tuổi. Sao mà già? Lời vừa nói ra, đừng nói là Tiết Lãnh. Tiết Phi đi theo nàng, chính là Lăng Thiên cùng Lăng Thần cũng hoảng sợ. Lăng Thần giật mình là vì có người của Ngọc gia muốn tìm Lăng Thiên gây phiền toái. Ngọc gia thế lực khó lường, là một trong những thế gia có thực lực cường đại nhất đại lục. Nàng chưa phát giác ra công tử cũng có chút lo lắng, thân là đương sự, trong lòng Lăng Thiên lại suy nghĩ thêm nhiều việc. Chuyện hôm qua, Lăng Thiên tự hỏi cũng không có lộ ra bất cứ sơ hở gì, tuyệt đối không làm cho cái gã Ngọc Tam gia to đầu kia đoán được thân phận. Như vậy, hắn đột nhiên muốn tới tìm mình gây phiền toái là lý do gì? Chẳng lẽ, Bắc Ngụy Ngọc gia đã phát hiện ra thế lực chính thức tồn tại của mình? Lăng Thiên càng nghĩ, tựa hồ chỉ có một lý do này là có thể, nhưng Ngọc gia như thế nào lại đột nhiên phát hiện ra mình? Mà chính mình rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở nơi nào, khiến cho đối phương chú ý tới? Không biết là bây giờ vừa mới phát hiện ra hay là đã chú ý từ lâu? Lăng Thiên trong lòng hừ một tiếng, như thế xem ra, Ngọc gia thật đúng là không đơn giản ư. Ồ, không có gì hả, chắc là đến xem ta, một con cóc muốn ăn thịt thiên nga đây mà. Ngọc Tam gia trong lòng mất hứng sao? Không có việc gì, không có việc gì. Đến lúc đó ta từ từ mời lão nhân ra hai chén, làm cho hắn bất giận là ổn tôi. Lăng Thiên nói một câu làm cho Ngọc Băng Nhan nhất thời có chút cười trong nước mắt, vừa xấu hổ rậm rậm chân sẵng giọng. Đã nói là không được gọi là lão nhân gia, ngươi người này, chính là không đứng đắn.
nhân gia là hảo tâm mới nhắc nhở ngươi. Cũng không phải hà, chủ yếu là sáng sớm hôm nay vị Dương gia gia chủ Dương Không Quần, không biết từ nơi nào kiếm được tin tức, sáng sớm đã đến vệ phủ bái phòng tam thúc ta. Xem bộ dáng bọn hắn chắc là nhất thời nửa khắc, cũng không nói xong nên ta len lén chuồn ra đây. Ngọc Băng Nhan lẻ lưỡi, hì hì cười nói. Lăng Thiên nghe đến đây mới để ý, là đại đầu xà Thừa Thiên vài thập niên qua, việc đại nhân vật như Ngọc Mãn Thiên nghênh ngang đi vào Thừa Thiên Thành, Dương Không Quần nếu không nhận được tin tức thì mới gọi là thấy quỷ. Nếu thu được tin tức mà không thượng môn bái phỏng một phen, cũng đồng dạng chính là thấy quỷ. Bất quá Ngọc Mãn Thiên đến đây lúc này lại, cũng khiến cho Dương Không Quần trong chừng mực nhất định có chút khó xử. Lúc này Nam Cung Thế Gia đang chuẩn bị cùng Dương gia đàm phán, Ngọc Mãn Thiên đến lúc này mà Dương Không Quần lại trước tiên đi bái phỏng Ngọc Mãn Thiên. Không thể không làm cho người ta hoài nghi Ngọc gia cùng Dương gia có quan hệ gì đặc biệt, hay không. Mà Ngọc Mãn Thiên lại là một nhân vật đầu nhỏ tay to, vạn nhất lúc Nam Cung Thế Gia đang đàm phán với Dương gia, lão đầu óc đơn giản này bị Dương Không Quần xúi dục nhảy ra chặn ngang, việc này cũng không phải là chuyện không có khả năng xảy ra. Về phần đồng dạng bị hiểm nghi là Lăng gia, bây giờ càng như củ khoai nóng, trốn cũng không kịp, càng đừng nói là tới nhà tìm phiền toái. Ngọc gia thôi không nói. Nhưng Lăng gia bên này bây giờ rõ ràng là có cao nhân vô thượng thiên làm chỗ dựa, có cho Nam Cung Thiên Long 100 lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám động đến một sợi lông của Lăng gia. Như vậy, đối với Dương gia có điều cố kỵ, Lăng gia lại không dám động đến, vậy Nam Cung Thế gia đến Thừa Thiên để làm gì? Nam Cung Thiên Long vì con mình chết không minh bạch ở Thừa Thiên, điều động vô số cao thủ đến đây, kết quả tới rồi mà lại phát hiện ra một người không thể động đến. Chẳng lẽ con mình chết vô ích? Lăng Thiên bây giờ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Nam Cung Thiên Long buồn bực, tới tình trạng gì. Không khỏi âm thầm cười trộm hai tiếng. Lăng thần tỷ tỷ ngươi hôm nay bị làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ là bị bệnh sao? Ngọc Băng Nhan hỏi một câu quan tâm lại làm cho Lăng thần chỉ một thoáng mặt đỏ, tới cổ, cơ hồ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Nhưng Ngọc Băng Nhan lại phi thường quan tâm đi tới trước mặt nàng, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Lăng thần, khép hờ hai mắt, dĩ nhiên là thiết mạch. Thần sắc nghiễm nhiên. Bộ dáng như nhất phái tiểu thần y, Lăng thần vừa xấu hổ vừa cùng quẫn, cầu cứu nhìn Lăng Thiên nhưng lại thấy một bộ như xem náo nhiệt của hắn, ý tứ muốn khoanh tay đứng nhìn thì không khỏi nhìn hắn lườm một cái. Ngay cả Lăng thần, cũng không nghĩ tới mình vừa mới từ một cô gái trở thành thiếu phụ, mà lại dễ dàng thẹn thùng như thế. Cơ hồ nhìn thấy ai đều có một loại cảm giác xấu hổ vô cùng, tựa hồ khắp thiên hạ ai cũng phát hiện ra bí mật này. Tâm tình của thiếu nữ tình hoài quả nhiên là không thể nói rõ ràng được. Không thể nói rõ. Chỉ sợ ngay cả đương sự là Lăng thần đối với tâm lý của chính mình, cũng rất mơ hồ. Tiết Lãnh cùng Tiết Phi đều là lão hồ ly mấy chục tuổi, vừa đánh mắt nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, ngay lúc ngày hôm trước, lúc vài người còn ở chỗ này, Lăng thần rõ ràng còn là một xử nữ tấm thân băng thanh ngọc khiết, nhưng bây giờ xem bộ dáng thì hiển nhiên đã không còn đúng rồi. Chứng kiến bộ dáng Lăng thần xoay xoay tay vặn vẹo, tựa hồ rất là mất tự nhiên. Hai người trong lòng sáng như tuyết, cùng biết buổi tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì. Không khỏi đồng thời nhìn Lăng Thiên cười cười mập mờ, đều giơ ngón tay cái lên. Trên mặt Tiếu Dung biểu thị ý tứ chỉ có nam nhân mới có thể ngầm hiểu. Lăng Thiên đảo đôi mắt trắng bạch, đột nhiên cảm giác một đôi song bào thai giống nhau như lúc này lại có chút đáng yêu. Hắn đắc ý rào rạt gục gật đầu, bày ra một cái tạo hình không ai bì được, khóe môi khẽ nhếch lên hiện ra một tia đắc ý. Tiết Lãnh Tiết Phi huynh đệ hai người không hổ là đồng bào huynh đệ đã mấy chục năm, trình độ ăn ý đã tới trình độ tâm hữu linh tê vi diệu. Thấy hai người đồng thời lộ ra một nụ cười ti bỉ, sau đó đều giơ ngón tay giữa nhìn Lăng Thiên cười rất sáng lạn. Ngay lúc Lăng Thiên đang ngầm đắc ý, Lăng thần thẹn thùng đến muốn chui xuống đất thì Dương Không Quần tự cho là, ôm được một gốc cây to mà Dương Dương tự đắc. Trong khi đó Nam Cung Thế Gia thì lại buồn bực như muốn đụng vào tường. Cửa Nam Thừa Thiên Thành có một người chậm rãi đi vào. Người này y phục bằng vải trắng, giày bằng vải trắng, khăn trùm đầu bằng vải trắng, ngay cả một thanh kiếm trên lưng cũng dùng vải trắng làm vỏ kiếm. Vải trắng kiếm tuệ, cả người nhìn qua giống như đang trong thời gian phục tang. Nhưng người này trên eo lưng dĩ nhiên lại đeo một cái đai lưng màu đỏ tươi như máu, mà còn non nửa dây đai không dắt vào thắt lưng, ở sau người theo gió phiêu lãng, nhất lộ phi dương. Điều này làm cho hắn nhìn vô cùng bắt mắt. Nếu người khác ăn mặc như thế này đi vào thành sợ rằng sớm đã bị huýt gió chế giễu. Nhưng người này cứ lạnh nhạt mà đi, ven đường có rất nhiều người mà dĩ nhiên không có một ai dám giễu cợt hắn. Người này ăn mặc cố nhiên là buồn cười nhưng vẻ mặt lại không buồn cười một chút nào. Khuôn mặt lạnh như băng, da mỏng xương mặt nhô ra giống như cương thi mới từ trong phần mộ bỏ ra. Song mục màu xám, mang theo sắc thái tử vong. Những ai từng đi qua bên người hắn đều là không tự chủ được, từ đáy lòng nổi lên một cỗ hàn khí. Nếu không tự kìm hãm được sẽ thấy sinh ra một loại cảm giác mao cốt tủng nhiên.
ngay cả đám thành môn binh ngày thường vô pháp vô thiên lúc gặp người này, cũng là không tự chủ được, tâm sanh hàn ý, sự sợ hãi dày đặc cứ như vậy thẩm thấu vào trong lòng mỗi một người. Mắt thấy hắn nghênh ngang tiêu sái đi vào thành, mà không ai có can đảm tiến lên tra hỏi lai lịch hắn. Mọi người dĩ nhiên cứ như vậy trơ mắt nhìn quái nhân này, chậm chậm thong thả đi vào thành rồi biến mất trong biển người. Đúng như Lăng Thiên sở liệu, giờ phút này Nam Cung Thiên Long đang ở trong khách điếm, không hề phong độ giơ chân vung tay cất tiếng mắng to. Bên ngoài, Nam Cung Thiên Hổ đã chỉnh đốn nhân mã, đang muốn chuẩn bị đi tìm Dương Không Quần xả giận, thuận tiện nói chuyện về điều kiện, nương theo việc con mình chết ngoài ý muốn mà chiếm tiện nghi một lần. Đâu biết mọi người ở đây đang có giấc mơ đẹp, thì lại đột nhiên chuyển tới Tinh Ngọc Gia Tam Gia Ngọc Mãn Thiên đáp ứng lời mời của Dương Gia Gia chủ Dương Không Quần, tới Dương Gia làm khách. Điều này làm cho Nam Cung Thiên Long trong bụng đang đầy khí tức một hơi không thở được, cơ hồ bị nghẹn đến hôn mê bất tỉnh. Mặc dù Ngọc Gia chỉ có một người tới là Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Lão Tam, nhưng ai chẳng biết đây là đệ nhất thế gia trên thiên tinh đại lục ngàn năm qua. Đến tột cùng là có chủ ý gì? Nhưng mặc kệ là chủ ý gì, Ngọc Gia cũng tuyệt đối không phải là thế lực mà Nam Cung thế gia có thể đắc tội được. Hơn nữa Ngọc Gia Tam Gia, Ngọc Mãn Thiên nọ tính tình ngang ngược đã vang danh khắp thiên hạ, bây giờ đang tạo chấn ở Dương Gia, đoàn người nhà mình bây giờ tìm tới cửa chẳng phải là tự tìm khổ sao? Rõ ràng như vậy thì không để cho Ngọc Gia mặt mũi. Đừng nói là không đánh thắng được Ngọc Lão Tam, cho dù có thể đánh thắng thì cũng không thể đánh. Vội vàng ngăn lại vẻ kích phẫn của Nam Cung Thiên Hổ, Nam Cung Thiên Long vẻ mặt âm trầm, trên mặt giống như có một tầng băng sương bao phủ, đi tới đi lui trong khách sạn, một lúc lâu sau mới nói. Hành động hôm nay tạm thời hủy bỏ. Đại ca, tại sao? Thu của Nhạc Nhi há có thể không báo? Dương Không Quần có Ngọc Gia làm chỗ dựa thì làm sao? Ngọc Gia mặc dù thế đại, nhưng chung quy không thể không nói lý. Hơn nữa, bất quá chỉ có một Ngọc Mãn Thiên tới, sợ hắn sao? Tiểu đệ một người liền có thể xử lý hắn. Nam Cung Thiên Hổ đối với quyết định của đại ca không cho là đúng. Bây giờ thế cục phức tạp vi diệu, dụng ý của Ngọc Gia hiện tại còn không rõ ràng lắm. Không biết bọn họ cùng Dương Gia hợp tác hay là Dương Gia lựa chọn việc phụ thuộc vào Ngọc Gia. Hoặc là lão thất phu Dương Không Quần nọ chỉ là đang mượn thế, nhưng bây giờ lại tuyệt không thể coi thường vọng động. Ngọc Gia, thực lực cao thâm mạc chắc, quyết không thể khinh động. Thù của Nhạc Nhi mặc dù không thể không báo, nhưng cũng tuyệt không thể liên lụy cả gia tộc Lâm vào nguy cơ. Tốt nhất là tạm thời quan sát thêm một thời gian nữa, thế cục vi diệu này cũng sẽ đến thời khắc rõ ràng. Nam Cung Thiên Long trầm tư một lúc chậm rãi nói. Phụ thân, ta cảm giác được Dương Không Quần có thể là đang mượn thế. Dù sao Ngọc Gia là ngàn năm thế gia, rất cao ngạo. Sao có thể cùng Dương Gia kết minh? Dương Không Quần nọ mặc dù gian trá, nhưng lại cũng không phải là người nguyện ý cam tâm làm chư hầu cho người khác. Cho nên điểm thứ nhất, việc kết minh tin tưởng là có thể bỏ qua không đề cập tới. Trên gương mặt thanh tú của Nam Cung Ngọc hiện vẻ trầm tư nói. Ồ, nói tiếp đi Nam Cung Thiên Long nhãn quang sáng ngời. Điểm thứ hai, Ngọc Gia cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận sự phụ thuộc của Dương Gia. Thứ nhất, Dương Gia cũng chỉ có chút thực lực tại Thừa Thiên, sức ảnh hưởng chính thức thật sự quá yếu, tin tưởng rằng Ngọc Gia căn bản sẽ không để trong mắt. Thứ hai, Ngọc Gia từ ngàn năm nay thủy chung vẫn bảo trì tư thái một bộ siêu nhiên, chỉ cần trong lúc đại lục phân tranh, Ngọc Gia không có tâm tư tranh giành thiên hạ thì việc tiếp nhận Dương Gia cũng vô ích, cũng là không hề có đạo lý. Càng huống chi bây giờ Dương Gia đang ở thời khắc nội ưu ngoại hoạn. Ngọc Gia càng không có khả năng tự đem củ khoai nóng ôm vào trong ngực, cho dù Dương Gia có thể chấp nhận điều kiện nào thì cũng tự uổng công. Nam Cung Ngọc chậm rãi nói. Ý tứ rõ ràng, phân tích mạch lạc. Nam Cung Thiên Long lần đầu tiên phát hiện, nữ nhi mình trí tuệ lại cao như thế, không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhìn Nam Cung Ngọc, ý bảo nàng tiếp tục nói. Về phần mượn thế, đây mới là khả năng có thể nhất, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Nam Cung thế gia chúng ta điều động quy mô đến đây. Lý do bên ngoài chính là huyết cừu của Nhạc ca ca, mà mục tiêu chủ yếu lại là Dương Gia. Vô luận như thế nào, lấy thực lực Dương Gia lúc này, tuyệt đối không thể đối thủ của Nam Cung thế gia chúng ta. Cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp, Dương Gia tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng sau khi Ngọc Mãn Thiên đi tới Thừa Thiên lại cấp, cho Dương Không Quần một cây gậy cứu mạng, Dương lão tặc tất nhiên là nhanh chóng nắm bắt cơ hội, qua đoạn thời gian này thì tình hình sẽ khác. Ồ, trong đó liệu còn có dụng ý khác? Nam Cung Ngọc suy nghĩ một chút, rồi khẳng định nói. Lúc này, Dương Không Quần mặc dù không rõ ràng lắm tại sao chúng ta đã biết được hung phạm hại chết Nhạc ca chính là Dương Gia, nhưng cũng có thể đoán được Nam Cung Gia ta điều động quy mô đến đây là do sốt ruột, về huyết cừu. Cũng sớm có thể đoán được mấy ngày tới chúng ta có thể hành động quy mô lớn. Cho nên hắn cố ý mời Ngọc Mãn Thiên về nhà, rõ ràng là hy vọng chúng ta không nên coi thường vọng động.
Trên thực tế còn là vì Nam Cung Thế Gia chúng ta đào một cái hố không thể không nhảy vào. Nếu như chúng ta lúc Ngọc Mãn Thiên còn đang ở Dương Gia mà phát động kế hoạch cũ, như vậy, không thể nghi ngờ là không để cho Ngọc Gia mặt mũi, đồng thời Ngọc Mãn Thiên cũng tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Cứ như vậy, Nam Cung Thế Gia chúng ta hoàn toàn bị Dương Không Quần dồn vào thế đối mặt với Ngọc Gia. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã không thể không phát động, nếu như thật sự lùi bước, người trong thiên hạ lại cho rằng, Nam Cung Gia chúng ta từ nay về sau không gượng dậy nổi, danh vọng vì thế mà tổn hại. Nhưng, nếu như thật sự cùng Ngọc Gia phát sinh xung đột dù lớn hay nhỏ, không nói đến thực lực chúng ta so với Ngọc Gia có chênh lệch nhất định, nhưng có thể khẳng định chính là một khi đối đầu với Ngọc Gia, Nam Cung Thế Gia chúng ta cũng không rảnh mà động thủ với hắn. Dương Không Quần cùng Dương Gia cũng tất nhiên bởi vậy mà kê cao gối vô lo, tiện nghi cho lão tặc này. Dựng nên thế cục này mà tạo sơn quan hổ đấu, thật là kế sách rất cao minh. Nhân vật mấu chốt ở đây chính là Ngọc Gia Tam Gia Ngọc Mãn Thiên. Hắn tới thật sự là rất đúng lúc, càng bởi vì người này là một gã mãng phu, cho nên Dương Không Quần chỉ cần hơi có chút thủ đoạn là, có thể khiến hắn coi Nam Cung Gia ta là địch. Cho nên, ta đề nghị, tạm thời nhẫn nại, chờ đợi thời cơ, so với hành động thì ổn hơn nhiều. Nói tới đây, Nam Cung Ngọc trên mặt lộ ra một tia sầu lo. Nếu Dương Không Quần cố tình chia rẽ Ngọc Mãn Thiên, sợ rằng gia tộc của mình có án binh bất động, thì Ngọc Mãn Thiên cũng sẽ tự tìm tới cửa. Bất quá lời này cũng không nói ra tránh làm rối loạn tâm tư mọi người. Nam Cung Ngọc không thể làm gì khác hơn là lại nuốt trở về. Không sai. Nam Cung Thiên Long vỗ đùi. Ngọc Nhi nói có đạo lý, cho nên chúng ta bây giờ không thể đi tìm Dương gia xả giận. Lùi một bước trời cao biển rộng. Ngọc Mãn Thiên nọ chung quy không có khả năng ở tại Dương gia lâu dài. Nam Cung Thiên Hổ cầm một chùm loạn thảo trong tay nắm chặt, một đám mặt phấn như tuyết trắng nhất thời bay lả tả xuống. Nam Cung Thiên Long cùng Nam Cung Ngọc đồng thời cau mày lui về phía sau. Nhưng lại thấy hắn cau mày, vẻ mặt không hiểu chút nào nói. Dương Không Quần, lão thất phu này có ý gì? Hắn chẳng lẽ không biết, Ngọc Mãn Thiên không có khả năng bảo vệ Dương gia cả đời, chung quy sẽ phải rời đi sao? Dương gia sớm muộn sẽ phải đối mặt với sự trả thù của chúng ta. Cử động của hắn bây giờ chẳng phải là làm điều thừa sao? Chỉ là kế sách nhất thời mà thôi. Nam Cung Ngọc khẽ cười một tiếng, nhẫn nại giải thích nói. Nhị thúc đã nói ra điểm mấu chốt, Dương Không Quần chính là chỉ cần kéo dài mấy ngày trước mắt thôi. Qua mấy ngày nữa, bát phương thế lực đều tề tập ở Thừa Thiên, đến lúc đó, Dương Không Quần là địa đầu xà, vô cùng có khả năng đi khắp nơi tranh thủ ứng phó với Nam Cung Thế Gia ta. Đến lúc đó là một mảnh loạn cục, Dương Không Quần cho rằng chúng ta không dám vọng động. Trên thực tế, chúng ta cũng quả thật không có tiện vọng động. Nam Cung Thiên Long âm lãnh cười. Đúng là ý này, Dương gia cố nhiên có thể tại thời kỳ này tranh thủ minh hữu. Nhưng Nam Cung Thế gia chúng ta sao lại không thể? Trên thiên tinh trên đại lục, mấy chữ Nam Cung Thế gia này, vô luận đến nơi nào chung quy so với Dương gia còn vang dội hơn nhiều lắm. Dương Không Quần lão thất phu này nếu là có chủ ý này, chỉ sợ hắn gõ sai bàn tính rồi. Nam Cung Ngọc trầm ngâm một hồi, rốt cục nói. Phụ thân, Ngọc Nhi vẫn mãi tự hỏi, việc này không thể không phòng bị. Dù sao nơi này chính là Thừa Thiên, rốt cục Dương gia mới là địa đầu xà. Có câu cường long nan áp địa đầu xà. Thực lực chúng ta cố nhiên không kém, nhưng đông đảo thế lực xung quanh lại chưa có thể nói là cường long. Ở Thừa Thiên Dương Không Quần chính là chủ tràng. Lão tặc này là địa đầu xà, thế lực khắp nơi đến nơi đây, vô luận như thế nào đều cấp cho Dương Không Quần vài phần mặt mũi. Nam Cung Thế gia danh đầu ngay cả có vang dội, nhưng nơi đây rốt cuộc không phải là Nam Trịnh Kim Bích Thành. Nam Cung Thiên Long trầm ngâm, một hồi lâu mới nói. Ngọc Nhi, theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Nam Cung Thiên Long hỏi những lời này. Hiển nhiên trong lòng đã có ý tứ đem nữ nhi hắn làm trọng điểm bồi dưỡng. Nam Cung Ngọc trong lòng vui vẻ, không chút do dự nói. Phụ thân chẳng lẽ quên ư? Dương gia tại Thừa Thiên lại có một tử đối đầu. Dương gia muốn mọi việc thuận lợi thì còn phải được cái đầu xà kia đồng ý. Nam Cung Thiên Long hai mắt phát sáng, cười ha hả, nói. Không sai. Còn có Lăng gia. Theo đó, thế lực vô thượng thiên cùng Ngọc gia liền chẳng khác gì triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng chúng ta lại có thêm một địa đầu xà làm minh hữu. Lăng gia, diệu kế, quả nhiên diệu kế. Ngọc Nhi, vi phụ trước kia thật đúng là không phát hiện ra, lấy trí kế của ngươi đủ có thể trở thành trí năng của Nam Cung gia ta. Nam Cung Ngọc xấu hổ cười nói, cái này thân dạy dỗ có phương pháp. Phụ tử hai người thật không ngờ, lúc này bọn họ nhất tâm nhất ý định giao hảo với Lăng gia, mới là đại cửu nhân chính thức giết chết huynh trưởng. Mà giờ phút này bọn họ đang cắn răng nghĩ kế đối phó, với Dương gia vốn chỉ 100% thuần túy là con dê thế tội. Nguyên bổn là minh hữu, bây giờ đã thành sanh tử chi cừu. Mà vốn là đại cừu nhân bất cộng đái thiên, vốn phải đấu đến ngươi chết ta sống,
giờ phút này lại trở thành đối tượng nhất tâm muốn lấy lòng. Thế sự kỳ diệu khó lường, quả nhiên có thể thấy được. Mà giờ phút này Dương Không Quẩn lại cũng đang có chủ ý giống vậy. Lão già này tính toán, Nam Cung gia hiểu lầm đã sâu, mặc dù người căn bản không phải do Dương gia giết, nhưng Nam Cung Thế gia lại hiển nhiên đã nhận định là do Dương gia hạ thủ, thật không thể nói rõ ràng. Nam Cung Thế gia bây giờ đang sắp động thủ, muốn toàn lực đối phó Dương gia. Dương Không Quẩn lão mưu thâm toán, sao không biết? Đáng tiếc biết là một chuyện, nhưng sắp xếp giải quyết như thế nào lại là một chuyện khác. Khiến cho hắn đau đầu nhất chính là Nam Cung gia vì sao lại khăng khăng cho rằng Dương gia chính là hung thủ. Việc này thật sự không thể nào điều tra ra, cũng càng không thể tới giải thích. Từ khi Nam Cung gia tiến vào Thừa Thiên, mình từng nhiều lần phái người đi bái hội, nhưng lần nào cũng bị không chút khách khí đánh đuổi ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả chính mình tới thăm dĩ nhiên cũng bị đóng cửa không tiếp. Hảo, người bất nhân, ta cũng bất nghĩa. Nam Cung Thiên Long, người có thể làm một, ta đây Dương Không Quẩn liền có thể làm được 15, xem cuối cùng hươu chết về tay ai. Kết quả là, khi các đại thế gia và thế lực khắp nơi lục tục tiến vào Thừa Thiên, Dương Không Quẩn liền phân công tâm phúc là Dương Lôi, Dương Chấn từng bước thăm viếng, đăng môn bái kiến, dâng tặng hậu lễ, hết sức xu nịnh những thế lực mạnh. Hơn nữa, Dương Không Quẩn khi thấy nhân vật thứ ba của Ngọc Gia là Ngọc Mãn Thiên Ngọc Lão Tam đột nhiên giá lâm Thừa Thiên, lập tức liền cảm giác được cơ hội giúp Dương gia mình có thể thoát khỏi khốn cảnh. Nam Cung Thế gia thực lực kém đương kim đệ nhất gia tộc Ngọc gia, không phải một điểm hoặc nửa điểm. Chỉ cần chính mình có thể đem Ngọc Mãn Thiên kéo về phía mình, thậm chí cũng không cần kéo hẳn về mà chỉ cần có một tư thái mơ hồ, vậy là được rồi. Khi đó, cho dù có người cho Nam Cung Thế gia mượn thêm 100 lá gan, cũng tuyệt đối không dám động đến một sợi lông của Dương gia. Dương Không Quẩn nguyên vốn đã từng vài lần gặp gỡ Ngọc Mãn Thiên, cũng minh bạch Ngọc Mãn Thiên nọ là một gã mãng phu. Chỉ thích mềm không thích cứng, hơn nữa tính tính lúc nào cũng như thuốc nổ gần lửa là một điểm có thể lợi dụng. Trước tiên hắn liền tự mình thăm viếng bái phòng, càng thịnh tình mời Ngọc Mãn Thiên đến Dương gia làm khách. Trong lời nói càng cấp cho Ngọc Mãn Thiên mặt mũi, mơ hồ trực tiếp đem Ngọc Mãn Thiên thổi phồng thành Thừa Thiên thành đệ nhất cao thủ. Hơn nữa, Ngọc Mãn Thiên mặc dù tự cao tự đại, thần kinh cũng có chút không bình thường nhưng cũng không phải một điểm tâm kế cũng không có. Nói thật ra, hắn chưa từng đem một cái tiểu gia tộc mới bộc phát như Dương gia để vào mắt. Uống chén nước trà, hàn huyên một phen, Ngọc Mãn Thiên nhớ đến chất nữ thì lập tức cáo từ. Dương Không Quần khổ sở lưu lại mà không được, không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mà tiễn ra cửa, bất quá nói mãi cuối cùng cũng định ra lần gặp mặt lần sau. Chứng kiến Ngọc Mãn Thiên gật đầu đáp ứng, Dương Không Quần cũng không khỏi thở phào một ngụm khí trong ngực. Ngọc Mãn Thiên vội vã trở lại Vệ gia, nhưng lại không phát hiện ra tăm hơi Ngọc Băng Nhan đâu. Sau khi hỏi thăm mới biết được Ngọc Băng Nhan trong khoảng thời gian này có hơn phân nửa là ở tại Lăng gia. Chính là do cái gã tiểu bạch kiểm kia. Thật là ngoài ý muốn, Ngọc Mãn Thiên đột nhiên giận dữ. Có lẽ nào chất nữ như hoa, như Ngọc nhà mình lại đến ở nhà cái gã vang danh thiên hạ là Hoàn Khố kia. Điều này quả thực là bại hoại môn phong, là chuyện không thể tha thứ. Hắn lập tức không quản việc đang ở nhờ nhà người ta, đem vợ chồng Vệ Chánh Phong mắng cho một trận rồi bắt Vệ Huyên Huyên dẫn đường, khí thế hung hung nhằm Lăng gia mà đến. Dù sao cũng đang không có việc gì. Vừa lúc đem cái gã Hoàn Khố ngay cả đại ca mình, cũng khen ngợi không dứt cho một trận đòn, giáo huấn một chút, hảo hảo xem tiểu xúc sanh này rốt cuộc là như thế nào. Dĩ nhiên đại ca lại nói chính mình cùng nhị ca không bằng hắn. Quả thực là chuyện cười mà. Xem Ngọc Tam ra ta một quyền đánh cho tên tiểu bạch kiểm lăn lông lốc biến đi. Ít nhất cho hắn chừa cái thói câu dẫn lương ra khuê nữ đi. Nếu Lăng Thiên biết được ý nghĩ của Ngọc Mãn Thiên, sợ rằng liền buồn bực đến đụng đầu vào tường. Thật là oan uổng mà, bổn công tử như thế nào lại là tiểu bạch kiểm, lão tử thị 100% là sử nam tại cả hai thế giới, đã có lúc nào đụng chạm tới lương gia nữ tử, chỉ có đụng tới tâm can bảo bối lăng thần của ta một chút mà thôi, cái này. Nhìn Ngọc Tam gia đằng đằng sát khí khí thế hung hung, long hành hổ bộ mang theo một số nhân thủ Ngọc gia nhắm thẳng lăng phủ đi tới, song mục cơ hồ trợn trừng, thần thái hung ác. Tất cả các nhân vật trong Thừa Thiên Thành biết được việc này, đều không nhịn được lên tiếng nghị luận. Nhân vật thứ ba Ngọc gia với đệ nhất Hoàn Khố ở Thừa Thiên. Thấy Ngọc Tam gia mới bước chân từ Dương gia ra, sau đó vẻ mặt giận dữ như lưu tinh chạy tới Lăng gia. Một ít người tâm tư linh hoạt sớm đã cảm giác được, tất nhiên là do Dương gia dùng thủ đoạn gì đó, gây xích mích khiến Ngọc Tam gia tức giận bừng bừng như thế, đến mức không thể chờ đợi được mà lập tức tìm tới Lăng gia gây phiền toái. Mấy thế gia tới Thừa Thiên trước vốn cũng đã chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị bái phỏng Lăng gia cùng Dương gia một chút. Cũng không phải thật sự đem hai gia tộc mới bộc phát này xem trọng mà là, đi tới địa bàn của người ta, chung quy phải đi bái sơn môn một chút. Đạo lý mãnh long không thắng được địa đầu xà tất cả mọi người đều hiểu.
nhưng khi nhìn thấy Ngọc Tam ra bộ dáng như hung thần ác sát thì nhất thời, cũng bỏ đi chủ ý này. Nếu như con rồng này quả thực là cường đại, thì cũng có thể áp chế được địa đầu xà. Ngọc Tam gia nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, hiển nhiên là muốn tìm Lăng gia chút giận, có khả năng là do bị Dương gia chia rẽ. Cổ nhân có nói, việc không liên quan tới mình, chớ có thò mũi vào. Nơi nguy hiểm như thế, chính mình mà đi xem náo nhiệt. Vạn nhất bị cái vị Ngọc Tam gia kia để ý đến, rồi tới gia tộc của chính mình bị cuốn vào, như vậy có thể trở thành đi ăn trộm gà không được, ngược lại còn mất nắm thóc. Tốt nhất là tránh xa. Vì vậy, đại biểu của các thế lực lớn nguyên bổn có ý định đi tới Lăng gia trước, sau mới đến Dương gia, nay đều chuyển hướng trực tiếp chạy tới Dương gia. Vô hình chung, nhân khí của Dương gia tại Thừa Thiên Thành lại tăng vọt. Đúng vậy, có thể tác động đến Ngọc Tam gia, quan hệ hai nhà như thế nào còn phải hỏi sao? Su Cát Tị Hung, chính là thượng thượng chi sách. Vốn đang cầm bao lớn bao nhỏ lễ vật hướng Lăng gia đi tới, Nam Cung Thiên Hổ và Nam Cung Ngọc khi đi được nửa đường, thì lại đột nhiên nhận được tin tức này, không thể làm gì hơn, chú cháu hai người đành quay đầu ngựa chạy về khách sạn. Nam Cung Thiên Long nghe hai người hồi báo xong không khỏi oán hận mắng một tiếng. Hay cho Dương Không Quần, lão thất phu nọ đoạt tiên cơ nhất chiêu. Mà Ngọc Mãn Thiên này thật sự là một đầu man ngưu. Ôi! Sau khi nói xong, rốt cục lại không nhịn được thở dài một hơi. Vô cùng buồn bực. Mà lúc này, Lăng Thiên lại đang ỉ dựa Hồng Ôi Thúy, thích ý đến cực điểm. Một hồi xem Ngọc Băng Nhan đang toàn bộ tinh thần chăm chú vẽ tranh, một hồi lại tới bên Lăng Thần chỉ điểm một chút về âm luật, hết sức bận rộn. Huỳnh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi đang ngồi dưới một giàn nho đối diện với tiểu viện của Lăng Thiên, trên khuôn mặt giống nhau như đúc đều nổi lên vẻ đỏ ửng, đầu lưỡi có chút phồng lên không ngớt khen ngợi Lăng Thiên công tử không tệ, đủ chủ ý, đủ ý tứ, đủ hào phóng, gia môn hiển hách. Thuần gia môn. Hồn nhiên quên mất huynh đệ hai người mấy ngày hôm trước, còn khinh bỉ dị thường mắng chửi người ta là hoàn khố. Kỳ thật cũng không phải cứ có sữa thì chính là mẹ. Cái này là do nhược điểm của hai huynh đệ bị Lăng Thiên nắm được. Nguyên lai hôm nay Lăng Thiên vừa mới đột phá, toàn bộ thể xác và tinh thần cũng tiến vào tiên thiên cảnh giới, nhìn hoa cỏ cũng phá lệ cảm thấy thuận mắt, ngay cả hai người kia cũng thấy thuận mắt nên đem hảo tửu cất kỹ bày ra vài bình lớn. Đương nhiên không phải cái loại thiên phẩm mỹ tửu chiêu đãi Diệp Khinh Trần kia, nhưng tại thế giới này cũng đã được cho là có 102. Rượu này Lăng Thiên gọi là xuyên tràng hỏa vì tính chất mạnh vô cùng, thật sự là được vũ giả yêu thích nhất. Nhìn thấy vẻ mặt của song bào thai huynh đệ lúc này, Lăng Thiên trong lòng cười thầm không thôi, sớm biết như thế, ngày đầu tiên bọn họ đến đã ném cho bọn hắn mỗi người một vò rượu, không phải đã sớm ổn thỏa. Mà huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi tại Ngọc gia thân phận cũng xem như không thấp, cũng đã thưởng thức qua rất nhiều hảo tửu, nhưng lâu lắm chưa từng thấy qua rượu ngon như thế. Sau khi Lăng Thiên phả bỏ lớp bùn bịt miệng bình, trong tích tắc đã bị mùi rượu nồng nặc thơm mát chính phục. Lăng Thiên đơn giản là cho bọn hắn một ít cực phẩm hạ tửu thái là mấy củ lạc, sau liền đem huynh đệ hai người ném tới dưới giàn nho, để cho bọn họ tự cố túy sinh mộng tử. Sau khi uống rượu, đã có 7-8 phần say sưa, hai người không biết như thế nào lại nổi lên đề tài, dĩ nhiên lại tranh chấp xem ai lớn ai nhỏ. Chỉ một thoáng tranh chấp mà đã gân cổ đỏ mặt, hai mắt đỏ ngầu, bộ dáng như hai con gà trọi chuẩn bị hung hăng chiến đấu, mắt thấy hai người này sẽ huynh đệ tương tàn. Âm thanh huynh đệ hai người cãi nhau càng lúc càng lớn, mấy câu nói trong lúc đó đã cơ hồ lên tới mức chửi má nó làm cho Lăng Thiên, Lăng Thần và Ngọc Băng Nhan một bên vừa bực mình lại vừa buồn cười. Chẳng lẽ song bào thai hai người các ngươi còn có mẹ khác? Nghe thanh âm hai người càng ngày càng cao thì đều co mày bực mình. Rốt cuộc là do Lăng Thiên nghĩ ra biện pháp, ngay lúc hai người chuẩn bị vung quyền cước, trong thời khắc như chỉ mảnh treo chuông tiến ra ngăn cản huynh đệ hai người, cuối cùng tránh được một hồi nhân luân thảm kịch trước mắt. Mà cái giá Lăng Thiên phải trả làm cho hắn đau lòng không thôi. Đó là lại phải bỏ ra thêm hai vò rượu. Phương pháp rất đơn giản. Lăng Thiên nói rất thấm thía. Các ngươi là hai huynh đệ, đồng nguyệt đồng sinh nhưng luôn luôn có một lớn một nhỏ. Cho dù là đẻ trước một canh giờ hay là một khắc, thì tửu lượng cũng có thể hơn người ra sau. Một phen diễn thuyết khiến huynh đệ hai người không ngừng gật đầu, hô to hữu lý. Vì vậy Lăng Thiên lại nói tiếp. Rượu nơi này ta có đủ, dùng rượu để luận lớn nhỏ. Người nào say rượu ngã trước chính là đệ đệ, người nào trụ đến cuối cùng, như vậy đương nhiên chính là ca ca. Sau này dùng chuyện này để nói về lớn nhỏ. Đánh cuộc mà chịu thua thì sau này cũng không được có chuyện gút mắt phát sinh nữa. Mà ba người Lăng Thiên sẽ là công chứng nhân, công bình công tránh. Hai người đồng thời khen hay, sau đó đồng thời giơ vò rượu lên, đồng thời hướng vào trong miệng như điên cuồng đổ xuống, sau đó lại đồng thời lảo đảo ngã xuống đất, đồng thời nổi lên trận ngáy khò khò. Đang quan chiến, ba người Lăng Thiên đồng thời ngạc nhiên. Nhìn hai người ngáy o o thì không khỏi dở khóc dở cười. Thắng bại cứ như thế mà xong ư. Mà Ngọc Băng Nhan và Lăng Thần hai người sớm đã ôm bụng cười bò. Ngọc gia Tam gia tự mình viếng thăm Lăng phủ,
đây là một đại sự. Sau khi hộ vệ trông cửa truyền báo vào, Lăng phu nhân và Sở Đình Nhi liền tự mình ra đón. Thật là bất ngờ, Ngọc gia Tam gia lại tự thân đại giá quang lâm Lăng phủ, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Xin mời. Xin mời Ngọc Tam gia vào trong phòng dùng trà. Sở Đình Nhi tươi cười nói. Nhưng vị Ngọc Tam gia này lại làm như không nghe thấy Sở Đình Nhi nói chuyện, dĩ nhiên cứ một bộ ngốc nghếch đi vào, trông cực kỳ vô lễ. Trên thực tế, Ngọc Mãn Thiên từ khi vào tới Lăng phủ, vẻ mặt sát khí cùng tức giận trong sát na đã biến mất, khóe miệng lại xuất hiện một tia nước bọt trong suốt. Sở Đình Nhi trong lòng âm thầm nghĩ. Đây là nhân vật thứ ba của Ngọc gia không phải chứ? Rất bất lịch sự. Chẳng lẽ là giả mạo? Chỉ vì mới vừa vào đến đại môn, vị Ngọc gia Tam gia này đã ngửi thấy một cỗ hương tửu nồng đậm xông vào mũi. Mùi thơm đậm đà, tinh thuần, quả thực là mê người đến cực điểm, không thể kháng cự. Không thể kháng cự. Sao có thể kháng cự? Hơn nữa, tửu hương thơm mát kỳ dị mà trước kia hắn lại chưa từng thấy qua thiên phẩm hảo tửu. Đối với Ngọc Tam gia, hảo tửu bực này đối với hán tử lỗ mãng như hắn mà nói, chỉ cần mùi thơm quả thực đã muốn đem toàn bộ sâu rượu trong bụng câu dẫn đi ra. Vừa vào đến đại môn, mũi hắn không ngừng bị rung động, nào có tâm tư trả lời Sở Đình Nhi. Một lòng sớm đã bay đến chỗ có rượu thơm mát. Ách, xin hỏi phu nhân, quý phủ lại có tửu hương là từ chỗ nào truyền đến? Thật là tuyệt thế chi giai, những dã Ngọc Tam gia trung quy cũng phục hồi tinh thần. Hai tròng mắt mị mị, hít sâu một hơi, lúc lắc cái đầu rồi mới hỏi Sở Đình Nhi. Làm cho kẻ khác khiếp sợ chính là, dưới sự hấp dẫn của tuyệt thế mỹ tử, hán tử cực kỳ thô lỗ, như Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia dĩ nhiên lại xuất khẩu thành trương. Cắn văn tước chữ, bần bần hữu lễ, tao nhã lịch sự. Một bộ đạo mạo trang nghiêm, dáng vẻ như một tiên sinh đầy bụng kinh luân đạo học, cái miệng đầy râu cứng như cương châm nhất động, bày ra một bộ mặt tự cho là hòa ái dễ gần, dùng khẩu khí ôn nhu nhất hỏi. Nếu như là người quen thuộc với vị Ngọc Tam gia này thì nhất định là biết, bệnh cũ nghiện rượu của vị Ngọc Tam gia này lại vừa phát tác, hơn nữa nơi đây tất nhiên là có mỹ tửu cực phẩm xuất chúng. Nếu không sắc mặt của Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia như lúc này, thường nhân mấy ai có thể được chứng kiến. Sở Đình Nhi giật mình, là người lịch duyệt như bà mà mặt mày cũng gần như là thất sắc. Cũng không phải là sợ hãi, mà thật là bị vị Ngọc Tam gia này làm cho như bị sét đánh. Trong sát na đó, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Vô luận là ai, nếu là tại vườn thú đột nhiên chứng kiến một đầu hắc tinh tinh hướng về ngươi đi tới, sau đó há mồm chính phun ra một câu đường thi phỏng chừng đều đã có vẻ mặt, như Sở Đình Nhi bây giờ. Ách, có thể là khuyển tử bên kia đang chiêu đãi khách nhân. Sở Đình Nhi thứ nhất quả thật là, không rõ ràng lắm Lăng Thiên rốt cuộc đang chiêu đãi quý khách gì, mà lại dùng hảo tửu như thế. Việc này cũng không có thể trách làm mẹ mà không biết con mình. Thật sự là từ khi Lăng Thiên lên 5 tuổi, được Lăng lão phu nhân ra lệnh, Lăng gia từ trên xuống dưới không ai dám trông nom quản lý. Chỉ cần hơi có chuyện, lập tức sẽ bị lão phu nhân hỏi trách, ngay cả Lăng Chiến lão gia tử cũng bị lão phu nhân giáo huấn nhiều lần, Sở Đình Nhi phu nhân nào phải ngoại lệ. Sở Đình Nhi phu nhân cũng biết, con mình từng mấy lần gióng trống khua chiêng cất rượu vài lần. Việc này không tính là sự tình hi hãn gì, nhưng Sở Đình Nhi đối với rượu không có hảo cảm, cũng không biết loại rượu này rốt cuộc như thế nào. Thứ hai cũng có chút sợ hãi người này, vốn định nói xong hai ba câu này thì mời người khác đến tiếp đón. Xem bộ dáng vị Ngọc Tam gia này thì rõ ràng là cơn nghiện rượu phát tác, sai Lăng Thiên đi chiêu đãi, dù sao cũng là do tiểu tử này quyến rũ đến mà gây ra tai họa. Chính mình thật sự là có chút bị dính lây, mà vị Ngọc Tam gia này cũng quá mức. Về điểm này, nhân vật thứ ba của Ngọc gia này Đức Hạnh có chút có vấn đề. Không đợi nàng nói hết lời, chỉ thấy Ngọc Mãn Thiên đột nhiên xoay người nhìn Vệ Huyên Huyên. Nhanh! Nhanh đưa ta đi tìm tiểu vương bát đản nọ. Vạn nhất hảo tử bị hắn đạp hư hết. Mau mau! Nhìn Ngọc Mãn Thiên thúc giục Vệ Huyên Huyên vội vã chạy hướng về tiểu viện của Lăng Thiên. Sở Đình Nhi một hơi nghẹn tại trong cổ hiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Một lúc lâu sau mới hít được một hơi đến, phẫn nộ đến cực điểm mắng. Ngươi mới là tiểu vương bát đản. Không, lão vương bát đản. Cả nhà ngươi đều là vương bát đản. Sao lại như thế được, dĩ nhiên làm trò. Trước mặt mình dám chửi con mình là tiểu vương bát đản. Vậy thì chính mình trở thành cái gì? Sở Đình Nhi nộ khí trùng thiên phẫn nộ đi vào. Ngọc Mãn Thiên sớm đã đi xa, không nghe được câu mắng này. Cho dù có nghe được thì Ngọc Tam gia này cũng sẽ không để ý. Rượu ngon trước mặt, hơn nữa từ vị đạo lưu lộ. Mà nói thì xem ra hiển nhiên có người đang ở đây cùng ẩm, đạp hư rượu ngon này. Ngọc Tam gia sớm đã lòng như có lửa đốt, hận không thể rút ngắn 3 bước thành 2 bước, liền chạy nhanh. Chứng kiến Vệ Huyên Huyên vẫn chậm như rùa đi phía trước dẫn đường, ách, kỳ thật Vệ Huyên Huyên đã đạt tới tốc độ cực hạn. Nhưng trong mắt Ngọc Tam gia là đại cao thủ thì đương nhiên là, so với ốc sên còn chậm hơn. Đang lúc cấp bách, hận không thể đem vị chất nữ này ôm lấy mà chạy cho nhanh.
May mắn Ngọc Tam gia mặc dù là một người thô lỗ nhưng thô trung có tế, cũng biết luân lý làm người. Nếu vị chất nữ trước mắt này có thể là Ngọc Băng Nhan, không chừng hắn có thể ôm đi thật. Thật vất vả mới đi tới tiểu viện của Lăng Thiên, khuôn mặt đầy râu của Ngọc Tam gia sớm hiện ra vẻ như sắp giàu to rồi. Từ lúc Ngọc Mãn Thiên đi được nửa đường, hắn đã liên tiếp hô lên mau mau nhanh, trung khí sung túc sớm đã để tỉnh Lăng Thiên. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, không khỏi trong lòng âm thầm cười. Ngọc Mãn Thiên, nếu như ngày hôm qua ngươi không bị thương, chiến lực 10 phần thì hoặc còn có thể bình thủ với ta, nhưng hôm nay liệu có thể làm được gì đây? Hôm nay thì trong vòng 10 chiêu ta cũng có thể cho ngươi người đầy bụi đất. Ngọc Mãn Thiên như gió lốc vọt vào, cánh cửa tiểu viện bị hất ra bang một tiếng, thiếu chút nữa liền bị vỡ tan. Khiến kẻ khác kinh ngạc chính là, Ngọc Tam gia nhất tâm đến tìm phiền toái sau khi đi vào, chuyện thứ nhất dĩ nhiên không phải hỏi. Tên vương bát đản là Lăng Thiên kia, mà lại hỏi một câu khiến tất cả mọi người không tưởng tượng được. Hảo tử ở đâu? Giao ra đây cho Tam gia. Tiếp theo liền nhìn thấy ở dưới giàn nho, Tiết Lãnh, Tiết Phi hai huynh đệ mỗi người ôm một vò rượu, say rượu nằm trên mặt đất ngủ ngáy o o. Điều đó hoàn toàn không có gì, nhưng khiến cho Ngọc Tam gia không thể dễ dàng tha thứ chính là, thị ngáy rung trời của huynh đệ hai người rượu trong vò thỉnh thoảng lại tràn ra một chút, từng giọt rơi ngấm vào lòng đất, mà trên mặt đất sớm đã hình thành một vũng rượu lớn. Điên cuồng hét lên một tiếng, Ngọc Tam gia khí thế hung hung đi tới, trong nháy mắt, phát ra tốc độ nhanh nhất có thể, cơ hồ người bên này còn chưa thấy nhúc nhích mà thân hình đã xuất hiện dưới giàn nho. Tốc độ này ngay cả Lăng Thiên vừa mới luyện thành Kinh Long Cửu Trọng Thiên, cũng nhịn không được tặc lưỡi không thôi. Chẳng lẽ ngày đó Ngọc Lão Tam này còn chưa xuất hết toàn lực, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy giống vậy. Một tay như chớp đem vò rượu từ lòng hai huynh đệ cướp ra, dùng sức vừa ổn lại vừa chuẩn, đau lòng đến cực điểm cua cua vò rượu trong tay, phát hiện ra rượu ngon bên trong đã còn lại không mấy. Nhưng là ngay cả một chén cũng không được. Hai vò cộng lại chỉ sợ cũng bất quá chỉ được một chén ăn cơm. Ngọc Mãn Thiên nhất thời trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ giận dữ. Thanh âm suýt xoa tấm tắc tiếc hận vang lên, nhìn hai vũng rượu trên mặt đất một chút rồi Ngọc Tam gia thở hổn hển, đạp cho Tiết Lãnh cùng Tiết Phi mấy cái. Hảo tử như thế. Mình chạy sấp chạy ngửa lại đây, dĩ nhiên đã bị hai người này làm cho hỏng bét. Ngọc Tam gia như thế nào không giận? Hai người này, hai nô tài đáng chết. Lúc này, Vệ Huyên Huyên đại tiểu thư vốn đi trước dẫn đường mới thở hổn hển đi đến, trên trán đầy mồ hôi hột. Không nói không rằng. Mở chiếu trúc ra ngồi xuống, cái thứ nhất là hết sức bất nhã nâng bắp chân lên, không ngừng xoa bóp cái chân đau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mới vừa rồi bị Ngọc Tam gia thúc giục dẫn đường như, đi ăn cướp quả thực làm cho vị kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư này, chịu đủ đau khổ. Đừng nhìn mới đi vài bước mà nhầm, thật sự là vượt qua cực hạn của vệ đại tiểu thư này. Ngọc Tam gia cũng không để ý có sạch sẽ hay không. Cũng không để ý đây là rượu thừa của nô tài nhà mình, trực tiếp đem hai cái vò rượu giơ lên giữa không trung, cực kỳ quý trọng đem một chút rượu còn lại chút vào trong miệng, chép chép miệng rồi không khỏi thở dài một tiếng. Thật sự là hảo tử. Đáng tiếc còn rất ít, bị một chút rượu thừa câu dẫn, cơn nghiện rượu bùng phát khiến Ngọc Tam gia càng nghĩ càng buồn bực. Nhìn Tiết Lãnh Tiết Phi huynh đệ hai người nằm trên mặt đất, ánh mắt càng lúc càng thêm bất thiện. Hai người này biết rõ đây là hảo tử. Lại biết rõ mình đã đến thừa thiên, dĩ nhiên lại không để dành cho mình một chút, ngược lại còn đem rượu đổ lên mặt đất. Cho dù muốn nhẫn nại thực cũng không thể nhẫn nại. Nhìn chung quanh chỉ còn có hai cái vò rượu rỗng, Ngọc Tam gia càng thêm tức giận. Hai người vừa rồi bị mình đá hai cước mà vẫn không phản ứng gì. Có thể thấy là đã uống nhiều ít bao nhiêu. Hỗn đản mà, dù là để cho lão tử một vò cũng được mà. Hai người này đáng chết. Lão tử không thể nhịn được nữa. Đang muốn nhấc chân đá thêm hai cước. Thì đột nhiên nghe được bên cạnh có người nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Ngọc Mãn Thiên lúc này mới nhớ lại mục tiêu đến đây, tâm tình cực độ ác liệt không khỏi dương miệng cất tiếng ồm ồm hỏi. Người nào là vương bát đản Lăng Thiên? Kỳ thật lời này chính là thừa, trong sân, ngoại trừ Ngọc Tam gia và song bào thai huynh đệ say rượu, thì cũng chỉ có một người này là nam giới. Đây là tiểu viện của Lăng Thiên, người nọ không phải là Lăng Thiên thì còn có thể là cái gì nữa? Tựa hồ cảm giác được ngữ khí có chút không lễ phép, hơn nữa. Đối phương dĩ nhiên có thể đem hảo tử như thế cho Tiết Lãnh hai người uống, xem ra khẳng định vẫn còn có dự trữ. Nghĩ đến đó, Ngọc Tam gia trên mặt không khỏi nhất thời hòa hoãn xuống. Ách, ngươi chính là Lăng Thiên hả? Tiểu tử ngươi hảo hảo. Ngọc Tam gia khi nói những lời này lúc, thậm chí còn cường hành ép cơ mặt mình, để tìm cách gia tăng vẻ sáng lạn gia tăng nụ cười hòa ái. Thoạt nhìn có vẻ dữ tợn, bất quá cẩn thận nhìn lại một chút thì quả thật là tươi cười không thể nghi ngờ, hơn nữa còn có vài phần lấy lòng. Nói xong những lời này, mới trên dưới đánh giá một chút. Để mắt tới thiếu niên trước mắt này, thân hình khí độ đối phương không khỏi càng nhìn càng thấy quen mắt.
nghĩ đến đây lập tức không khỏi giống như thấy quỷ hú lên quái dị. Trời đất! Sao lại là ngươi? Là tiểu tử ngươi. Tiểu tử ngươi chính là Lăng Thiên. Lăng Thiên chính là tiểu tử ngươi. Trong khẩu khí đầy vẻ khiếp sợ không thể tin được. Nhưng Lăng Thiên không nói gì mà Ngọc Băng Nhan bên cạnh đang cầm họa bút, trong tay chuyên tâm vẽ tranh khi nhìn thấy tam thúc nhà mình liên tiếp có những cử động, dọa người thì sớm rất không vui. Nay lại nghe tam thúc nói mấy câu khó nghe này thì không nhịn được nói. Tam thúc, người sao lại nói như thế? Người đây là đi tới nhà người ta làm khách, sao lại mở miệng ăn nói thô lỗ như vậy hả? Cẩn thận ta trở về tố cáo người với đại bá. Nếu tam thúc ăn nói thô lỗ với mình thì dù sao đây cũng là thói quen, chính mình cũng còn có thể chấp nhận. Nhưng hắn mới vừa rồi nói cái gì, loạn thất bát tao, hiển nhiên là làm cho Ngọc Băng Nhan cảm giác rất mất mặt mũi trước người trong lòng, không khỏi nói chuyện với tam thúc cũng rất không khách khí. Kỳ thật hai thúc cháu ngày thường quan hệ cũng rất tốt. Ngọc Mãn Thiên lúc này mới phát hiện ra người ở bên cạnh vẽ tranh dĩ nhiên là cháu mình, khuôn mặt già nua không khỏi nóng lên, ngượng ngùng có chút không có ý tứ. Kỳ thật lúc này mới hợp lý, nơi này có Tiết Lãnh hai người mà lại không có Ngọc Băng Nhan thì hai tiểu tử này thật là đáng chết. Ngọc Tam gia mặc dù có chút thô lỗ, nhưng trước mặt tiểu bối rất chú ý đến hình tượng, sau khi cười khổ lắc đầu thì vội vàng an ủi chất nữ, nếu vị tiểu cô nãi nãi này trở về tố cáo mình, cũng không cần thêm mắm thêm muối, chỉ cần đem sự tích sáng chói của mình vừa rồi cứ đúng sự thật, mà nói thì sợ rằng vị Thiết Diện Diêm Vương đại ca của mình đưa chính mình đi cấm bế. Mà cấm bế cũng không sao, mấu chốt cấm bế là tuyệt đối cấm không được uống rượu, như vậy thì khác gì phải chết. Ngay lúc Ngọc Mãn Thiên vọt tới dưới giàn nho, Lăng Thiên lần nữa đánh giá lại vị Ngọc gia tam lão gia thần kinh không ổn định nọ. Nhìn thân hình tráng kiện to lớn của lão, mà không khỏi nghĩ đến một loạt bia ngắm luyện bắn tên ở hậu viện Lăng phủ biệt viện, khóe miệng hàm chứa một tia ngoạn tiếu. Lăng Thiên không khỏi nghĩ đến, nếu đem vị Ngọc tam gia này làm thành một bia ngắm, sợ rằng một tiễn cũng bắn không xuyên qua. Chờ một chút, vẻ mặt Lăng Thiên bỗng nhiên cứng đờ như tựa hồ nghĩ tới gì. Bia ngắm. Lăng Thiên trong lòng đắc ý cười ha ha. Người trước mắt này không phải là một cái bia ngắm tuyệt hảo sao? Bia ngắm tuyệt hảo không phải dùng cho Lăng Thiên mà cho 5 người Lăng Phong, Lăng Vân, Lăng Lôi, Lăng Điện, Lăng Chỉ võ công đã luyện đến trình độ nhất định, cảnh giới đã tiến vào giai đoạn ngừng trệ. Chỉ bằng vào đóng cửa khổ luyện, thì ngoại trừ việc có thể gia tăng một ít nội lực tu vi, nâng cao vũ khí thì lại không có tác dụng lớn. Cái mà mấy tiểu tử này còn khiếm khuyết chính là kinh nghiệm thực chiến. Muốn có kinh nghiệm thực chiến, nhất là kinh nghiệm cùng cao thủ chính thức so chiêu, thì cao thủ này tốt nhất là sẽ không lưu thủ với địch nhân, nói chung là không lưu thủ lẫn nhau. 5 người Lăng Chỉ ra tay không cần lưu thủ, đối phương cũng không bị kiềm chế. Đối thủ như vậy nếu Lăng Kiếm, thì không ổn vì hắn không thể phóng tay ra sát thủ với hảo huynh đệ của mình. Đáng tiếc công phu của hắn chính là công phu giết người. Đối với huynh đệ chính mình cũng không có cách lưu thủ, hoặc là nói hắn còn chưa đạt tới cảnh giới thu phát tùy tâm. Lăng Thiên thật ra đã đạt tới cảnh giới này. Nhưng đáng tiếc 5 người Lăng Chỉ đối với Lăng Thiên có lòng kính sợ, căn bản không dám ra tay thực sự. Trên thực tế, cũng không chỉ bọn họ mà các thủ hạ khác của Lăng Thiên ngày thường khi luyện tập, vô luận là đối luyện cùng nhau hoặc là cùng Lăng Thiên và Lăng Kiếm, Lăng Thần so chiêu, trong lòng luôn điều cố kỵ, thủy chung không thể phát ra lệ khí hung hãn, và liều mạng nên tiến bộ đương nhiên sẽ không lớn. Lăng Kiếm nếu như không phải các năm trước đã có kinh nghiệm đặc biệt thì tu vi cũng chưa chắc có thể cao hơn đồng bối. Sở ngộ của mỗi một người mỗi khác, điều này cũng khó có thể so sánh được. Nhưng nếu để cho bọn họ cùng Ngọc Mãn Thiên so chiêu thì như thế nào? Lấy thực lực của Ngọc Mãn Thiên mà nói, thừa đủ để đảm đương vai trò huấn luyện viên miễn phí này. 5 người Lăng Chỉ cái gì không nói chứ khinh công chắc chắn đều hơn, Ngọc Mãn Thiên nên tự thân an toàn không thành vấn đề. Mà lấy thực lực Ngọc Mãn Thiên, cho dù 5 người Lăng Chỉ có muốn giết chết hắn cũng là một cái khảo nghiệm rất khó. Như vậy, Lăng Thiên trong lòng không khỏi cười gian một trận. Thấy Ngọc Mãn Thiên đột nhiên nhìn mình, trong mắt hiện ra thần sắc vừa mừng vừa sợ vừa khó tin, thì biết rằng hắn đã hoài nghi thân phận của mình. Lăng Thiên trong lòng cười, gãi gãi đầu, trong mắt hiện ra vẻ mê hoặc không thể giả được, tao nhã lịch sự chắp tay nói. Ách, vị này chính là Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia ư. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tiểu sinh sớm đã như sấm bên tai. Chỉ là, Ngọc Tam gia chẳng lẽ đã từng gặp qua tại hạ ư? Tại hạ và Tam gia hôm nay chính là lần đầu tiên gặp mặt. Ngọc Mãn Thiên trừng hai mắt to như hai cái chuông đồng mà nhìn, không khỏi đưa tay gãi gãi đầu hoàn toàn bị mê hoặc. Người trước mắt này thật sự là nhìn rất quen mắt, nhưng chỉ là một văn nhân, chẳng lẽ không phải là tên Bạch Y kia? Không khỏi nghi hoặc nhìn vào mắt Lăng Thiên, hắn nhớ kỹ ánh mắt Bạch Y tiểu tử nọ nhìn rất lãnh đạm nhưng tinh quang lập lòe, lợi hại đến cực điểm, giống như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. Càng nhìn càng không hiểu ra sao, thiếu niên trước mắt này ánh mắt ấm áp, mặc dù trong suốt nhưng không có tới nửa điểm phong mang.
rõ ràng đó là một văn nhược thư sinh không có chút võ công nào. Quái lạ. Ngọc Tam ra hú lên quái dị, đi vòng quanh Lăng Thiên 4-5 vòng, thần sắc trong mắt biến đổi từ nghi hoặc đến mê man, đến thất vọng, rốt cục xác định không phải là cùng một người. Đối với việc chính mình dĩ nhiên thiếu chút nữa nhận lầm người không khỏi có chút thẹn, quá hóa giận, không khỏi hung tợn nói. Kháo, tiểu vương bát đản, dĩ nhiên giả thần giả quỷ hù dọa lão tử. Lại còn nói cái gì bất diệt nhạc hồ quỷ thoại lừa gạt lão tử muốn thay ngươi cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Một câu giáo huấn ngươi một chút cuối cùng này vừa ra khỏi miệng, chính hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ ra mục tiêu lại đây hôm nay là gì, không khỏi lại giống lên một tiếng. Nhớ tới, trong mắt đại ca chính mình dĩ nhiên lại không bằng văn nhược thư sinh thoạt nhìn, chỉ cần dùng một ngón tay là có thể điểm chết, không khỏi trong lòng bốc nộ khí quát. Lăng Thiên, nghe nói ngươi rất có bản lãnh, hôm nay Tam gia liền muốn hào hào muốn luyện tập với ngươi, cũng làm cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Rồi cười to một trận cản rỡ. Ngọc Băng Nhan sớm đã đến bên cạnh, lo lắng nhìn Lăng Thiên, hai tay lại ôm chặt lấy tay Tam thúc mình. Tiểu nha đầu này tâm tư rất rõ ràng, vạn nhất Ngọc Mãn Thiên thật sự muốn trở mặt đánh người, chính mình sẽ trước tiên lôi kéo hắn. Miễn cho Tam thúc lực đại vô cùng như gấu này đả thương tới người trong lòng mình. Lăng Thiên hào hiệp vung ống tay áo, trên mặt tràn đầy một bộ như có bằng hữu từ phương xa tới, cười nói. Ngọc Tam gia nói đùa rồi, tiểu sinh vừa rồi mới nói, đều là lời của thánh nhân. Sao lại gọi là chuyện ma quỷ, về phần Tam gia muốn chỉ giáo tiểu sinh, Lăng Thiên đương nhiên là rất hoan nghênh. Cùng cao nhân tương kiến là cơ hội hiếm có, chỉ không biết Ngọc Tam gia là muốn so thi từ ca phú hay là so cầm kỳ thi họa. Chỉ cần Tam gia nói ra, Lăng Thiên đều có thể phụng bồi. Lăng Thiên khi nói đến đây vẻ mặt trông rất khẳng khái, có chút hào khí quyết tử, hơi có chút hào khí sông tận mây xanh. Một bộ dáng như binh đến thì ngăn, nước đến thì chặn, dĩ nhiên làm bộ làm dạng, đấu chí dâng trào. Ngọc Băng Nhan vừa nghe thì không khỏi bật cười ỉ một tiếng. Ngay cả Vệ Huyên Huyên đang mặt mày nhăn nhó ngồi bên Lăng Thần xoa bóp mắt cá chân, cũng cười ra tiếng. Chỉ một thoáng, ba cô gái cùng che miệng cười thành tiếng. Nếu không phải cố kỵ mất đi phong thái nữ nhi rụt rè, thì sợ rằng Tam nữ sớm đã ôm bụng cười lăn xuống đất. Nhìn vị Ngọc Tam gia này ngũ đại tam thô giống như hắc tinh tinh, như thế nào cũng không nghĩ đến hắn có thể cùng người tỷ thí văn vẻ, càng đừng nói đến thi từ ca phú cầm kỳ thi họa. Tên Lăng Thiên này cũng thật sự là rất danh mãnh, dĩ nhiên yêu cầu một gã vũ phu so đấu cầm kỳ thi họa, thật sự là không biết làm sao có thể nghĩ ra được. Ngọc Mãn Thiên chỉ một thoáng đã sững sờ tại trận, trợn mắt há mồm rồi lại không biết nói cái gì mới tốt. Không khỏi thầm mắng chính mình hồ đồ, người này chính là một gã thư sinh, chính mình có thể thi đấu với hắn cái gì? Cái hắn có chính mình có thể đấu sao? Cái mình có hắn rõ ràng là không có, chính mình nếu thực sự đánh thắng trước mắt người khác, danh khí của mình có thể thật lớn. Phỏng chừng còn được lưu danh sử sách, chỉ bất quá là danh tiếng để tiếng xấu muôn đời. Ngẫm lại Ngọc gia nhất đại cao nhân, đường đường đại cao thủ cấp bậc Kim Ngọc đánh thắng một gã văn nhược thư sinh, không võ công, như vậy không phải là để tiếng xấu muôn đời thì là cái gì? Chứng kiến Ngọc Mãn Thiên há mồm cứng lưỡi, bộ dáng không biết làm sao, Lăng Thiên cũng cơ hồ cười ra tiếng, hắn miễn cưỡng ho khan hai tiếng, ngưng cười, bày ra vẻ mặt so với Ngọc Mãn Thiên thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ách! Ngọc Tam gia! Ngài không phải là muốn tiểu sinh theo lão nhân gia ngài luận võ đấy chứ? Ngươi, thằng nhãi này! Sắc mặt Ngọc Mãn Thiên biến thành màu đen, một đầu hắc tuyến. Buồn bực hồi lâu rốt cục nói ra một câu nhưng lại chỉ có ba chữ. Ngươi, thằng nhãi này! Ồ, Lăng Thiên một bộ trong lòng hiểu rõ gật đầu, tựa hồ hoàn toàn rõ ràng ý tứ Ngọc Mãn Thiên. Nguyên lai Tam gia quả nhiên là tìm đến tại hạ, một văn nhược thư sinh để luận võ. Khụ khụ khụ, cái này quả thật có chút làm khó tiểu sinh. Tiểu sinh thổi nhỏ khổ đọc vạn quyển sách nhưng vai không thể khiêng, tay không thể nâng vật nặng. Muốn luận võ? Lăng Thiên lắc đầu, rất là tiếc nuối nhún nhún vai chỉ có thể nói một tiếng. Ngài, thật sự là tìm lầm người, nếu ngài nhất định phải so võ, tiểu sinh nhận thua là xong, nhưng lại làm cho tiền bối đi không công một chuyến. Bên cạnh, Tam nữ đã cười đến mức không thể cười tiếp được, đều ôm bụng tựa vào án kỳ thống khổ đưa tay xoa bụng, nhưng tiếng cười như chuông bạc lại không ngớt truyền đi xa. Ngọc Tam gia đứng ở đó. Giống như biến thành một pho tượng đá, sắc mặt lúc hồng lúc trắng lúc đen, từ đen biến thành tím xám, Ngọc Tam gia, luôn luôn không biết thẹn thùng hôm nay dĩ nhiên lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, trên mặt giọt giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Không phải bởi vì trời nóng mà là do xấu hổ. Việc này không cần phải so sánh, chính mình hôm nay nhất định là đã để tiếng xấu muôn đời, chính mình kể ra cũng là một đại cao thủ trên toàn thiên hạ, cũng là nhân vật đại danh lừng lẫy dĩ nhiên, lại chủ động đến tìm một gã văn nhược thư sinh. Không chút võ công để luận võ. Khi dễ người như vậy cũng đáng ư. Ngọc Mãn Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình rất hèn hạ. Quá vô sỉ. Thật sự là quá vô sỉ.
Sao lại như thế được? Giờ phút này, Ngọc Mãn Thiên lần đầu tiên trong đời cảm thấy cái gì gọi là tiến thối lưỡng nan. Đột nhiên cảm giác chính mình tựa như là một kẻ ngu, mười phần ngu ngốc. Từ miệng đại ca đã biết người này bất phàm, lợi hại như thế nào nên không phục chạy đến, nhưng lại không biết rõ rốt cuộc người ta bất phàm về cái gì. Đi tới đi lui 2000 dặm đường, cưỡi ngựa sóc ê cả mông. Ngọc Mãn Thiên có chút khóc không ra nước mắt, hơn nữa lại còn gặp phải hai người điên nọ. Trong đời lần đầu tiên bị đánh bại, mặc dù là cố đánh cho đã nghiền. Ôi, thật sự là khổ. Bây giờ chính mình nên làm cái gì bây giờ? Luận võ, đó là ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Đối phương ngay cả lực hoàn thủ một chút cũng không có. Như vậy so chiêu cái rắm. So thi tử ca phú cầm kỳ thi họa. Như vậy tốt hơn hết là trực tiếp lấy cái mạng già của mình cho nhẹ nhàng khoan khoái. Đương nhiên, Lăng Thiên khẳng định là sẽ cấp cho Ngọc Tam gia một cơ hội xuống đài. Chứng kiến thân hình to lớn của Ngọc Tam gia cứ như vậy mà ngơ ngác đứng đó, bộ dáng ủy khuất tay chân luống cuống như tiểu hài tử, Lăng Thiên mạnh mẽ nhịn cười ra khỏi miệng, song nhãn thiểm nói đi thì có nói lại, không nói đến so với thử cái gì, riêng việc Ngọc Tam gia đường xa mà đến, Lăng Thiên trước tiên nên tử tế chiêu đãi đã. Lăng Thiên nơi này, cũng không có đồ vật gì hay có thể lọt vào pháp nhãn của Tam gia, hảo tử thật ra vẫn còn vài vò. Chỉ là không biết Tam gia có hứng thú hay không. Nghe nói có hảo tử, Ngọc Tam gia lập tức liền tỉnh thần, theo tiềm thức cua cua hai cái vò rượu không đang cầm trong tay, nhất thời mở miệng. Loại rượu này, ách, ngươi còn có hả? Sao ngươi không nói sớm hả? Ở đâu, ta giúp ngươi đi lấy. Trong lúc đó, trên mặt Ngọc Tam gia cực kỳ nhanh chóng biến hóa, nguyên vốn có chút xấu hổ, một câu còn chưa dứt đã biến thành vẻ tham lam, mang theo vài phần lấy lòng, nước miếng ướt át. Đầu lưỡi thô to, vừa mới hưởng qua rượu ngon cũng không khỏi duỗi ra, liếm vòng quanh trên dưới môi một vòng. Hừ, Lăng đại công tử lộ ra thần sắc khinh thường, cái này đâu tính là hảo tử. Cái này chỉ dành cho hạ nhân uống, tiểu sinh nơi này hiển nhiên còn có loại tốt hơn. Ngọc Mãn Thiên đã quên mất chính mình mới vừa rồi còn xấu hổ ngượng ngập, nhất thời từng bước tiến tới tiếp cận Lăng Thiên. Tựa hồ có chút không có ý tứ xoa xoa tay. Huynh đệ, ngươi, thật sự là. Ngọc Tam gia kích động dĩ nhiên xưng huynh gọi đệ. Hồn nhiên quên mất chính mình đến đây tìm người ta gây phiền toái. Là thiệt hay giả, Tam gia cứ ngồi, ta đi mang rượu tới. Lăng Thiên xoay người đi. Ngọc Tam gia giơ tay chụp một cái lên vai Lăng Thiên, cười. Hảo, huynh đệ đã có ý tứ. Nhớ nên cầm vài vò đến. Lăng Thiên cười ha hả xoay người đi. Mà Ngọc Tam gia trong trạng thái thần kinh và tâm trạng vô cùng kích động, nên không phát hiện, ra mình mới vừa rồi tỏ vẻ hữu hảo chụp xuống bả vai đối phương một chưởng. Đối phương dĩ nhiên lại coi như không có gì. Phải biết rằng Ngọc Mãn Thiên lực đại vô cùng, một chưởng vừa rồi là cách mà hắn cùng giang hồ bằng hữu chào hỏi thân thiết, mặc dù vẫn chưa tận lực vận dụng nội lực, nhưng lực lượng cường đại như vậy cũng không phải một gã văn nhược thư sinh có thể thừa. Nhìn bóng dáng Lăng Thiên đi xa, Ngọc Tam gia trên mặt cười như nở hoa. Người này, có chút ý tứ. Rồi quay người lại, nhưng khi thấy chất nữ Ngọc Băng Nhan của mình đã cười gập bụng đến mức không đứng dậy nổi, thì nét mặt già nua nhất thời nóng lên. Vội bày ra một bộ trưởng bối uy nghiêm quát. Cười cái gì mà cười? Tam thúc ngươi không phải là thích uống rượu sao? Không được hả? Đại cô nương nhà ta thật không biết thể thống, bại hoại môn phong hả? Ngọc Băng Nhan có chút ngây ngốc. Tam thúc đang nói cái gì đây? Nói đến bại hoại môn phong, còn chỉ ta sao? Ngài hỏi mấy vị ở đây một chút, có phải ngài vừa rồi đã làm bại hoại Ngọc gia môn phong ta sao? Ngọc Mãn Thiên vừa nói ra những lời này, chính mình lại đột nhiên ngẩn ra. Nhất thời nhớ tới chính mình ngày hôm nay đến đây là có mục tiêu khác, chính là ngăn cản chất nữ nhà mình cùng gã hoàn khố trong truyền thuyết này tiếp xúc, làm sao dĩ nhiên lại cùng người này xưng huynh gọi đệ. Suy nghĩ một chút, không khỏi tự an ủi nói. Uống rượu đã, hơn nữa thời gian còn sớm, mà tiểu tử này thoạt nhìn cũng không phải là kẻ khiến người khác chán ghét. Như thế nào cũng phải trước tiên uống đã, rượu mới vừa rồi thật không tệ, hảo tử hà hảo tử. Nghĩ như thế, Ngọc Tam gia nhất thời yên tâm thoải mái. Thư thái ngồi trên ghế trúc, làm ghế trúc y ngồi kéo kẹt một tiếng, thiếu chút nữa là gãy. Không bao lâu, Lăng Thiên quay trở về, đi phía sau là hộ viện thủ lĩnh Vương Thông, mỗi tay mang theo hai vò rượu lớn, dường như phải vận công mang đến. Ngọc Mãn Thiên từ ghế trúc nhảy dựng lên, cười ha hả, trực tiếp nhảy đến trước mặt Vương Thông vừa bước vào sân, song trưởng mở ra, ôm lấy cái vò rượu to vào trong lòng, bộ dáng giống như tiểu hài tử chờ đợi đồ chơi đã lâu, vẻ mặt tươi cười. Khinh công này, tốc độ này đủ để tiến vào hàng ngũ đệ nhất cao thủ khinh công đương thời. Vương Thông chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn vò rượu trong tay dĩ nhiên đã tới trong lòng người khác, thì không khỏi thần sắc căng thẳng, đồng tử co rút lại, trong đôi mắt như bắn ra đao phong, tay phải lén lút rút đao ra thủ thế. Lăng Thiên nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại.
Vương Thông nhất thời hiểu ý, cũng không nói nhiều, khẽ khom người rồi lui ra ngoài. Ngọc Mãn Thiên cười, nhìn bóng lưng Vương Thông rời khỏi nhếch miệng, nói. Ngươi này, một hộ viện mà võ công không tệ, vì sao không để hắn ra tay thử xem? Ngọc Mãn Thiên mặc dù thần kinh không bình thường nhưng thân là vũ giả, sự mẫn cảm đối với nguy hiểm không kém hơn bất luận kẻ nào. Vừa mới Vương Thông mới tỏ ra một chút địch ý, mặc dù ẩn giấu rất tốt nhưng cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Tam gia ở xa tới là khách, há có thể vô lễ đối với tam gia. Mới vừa mới là gia phó thất lễ, Lăng Thiên thản nhiên nói, mỉm cười ngẩng đầu lên, huống chi, nghe nói tam gia võ công cái thế, đây chỉ là một hộ viện của Lăng Phủ, sao tam gia có thể để ở trong mắt. Ngọc Mãn Thiên hai mắt khép hờ, nếu không phải hai tay đang bận ôm vỏ rượu, thì hắn đã vỗ bả vai Lăng Thiên một cái, không sai, tam gia không chấp nhặt hắn rồi bước đến trước bàn, cẩn thận đem vỏ rượu trong lòng thả xuống. Không thể chờ đợi hơn được nữa liền mở lớp bùn phong bế một vò. Một mùi thơm đậm đà truyền ra, Ngọc Mãn Thiên say mê nhắm mắt lại, miệng há rộng, hít thật sâu một hơi. Lăng Thiên áo bào trắng tung bay đi tới bên người hắn, đưa tay cầm lấy một vò trong đó, hướng tam vị mỹ nữ nhe răng cười. Vò rượu này lại là vì tam vị mỹ nữ mà đặc biệt chuẩn bị, hôm nay ta đặc biệt cao hứng. Đáng giá chúc mừng một phen. Về phần chúc mừng cái gì, vì sao cao hứng thì Lăng Thiên lại không có nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Lăng Thần một bên lại đương nhiên biết vì sao hắn cao hứng, bỗng nhiên liền đỏ mặt vội vàng quay mặt sang một bên. Từ một bên nhìn lại, thì thấy ngay cả cái lỗ tai nhỏ trong suốt cũng phiếm nổi lên một tầng hồng nhạt. Lăng Thiên cười ha hả, một chưởng chụp xuống mở lớp bùn phong bế, nhất thời một cỗ tử hương mờ ảo mà u nhã lơ lửng ở trên không trung, như mộng như ảo, đúng là đặc sản của Lăng Thiên, rượu ngon tuyệt thế nữ nhi tâm. Lăng Thiên đích thân rót cho tam vị mỹ nữ mỗi người một chén, mỉm cười nhìn tam nữ bưng chén lên. Ngọc Băng Nhan cùng Vệ Huyên Huyên kỳ quái nhìn nhau, trong lòng âm thầm buồn bực, việc này vốn là việc của Lăng Thần nên làm, sao vị đại thiếu gia Lăng Thiên này lại cướp việc? Lập tức khẽ nhấp một hớp, nhất thời liền bị mỹ tử đầy sắc thái mộng ảo này chính phục, trong đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị liên miên, không khỏi lại uống tiếp một ngụm. Nhưng Lăng Thiên lại tiến đến trước người Lăng Thần, véo vào lỗ tai Lăng Thần, hắc hắc cười hai tiếng, nhỏ giọng đùa nói: "Thần nhi, rượu này mùi được không?" Lăng Thần nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, Vương Ngọc Thủ mau lẹ véo lên lưng Lăng Thiên một cái. Chỉ thấy Lăng Thiên đau nhức nhe răng há miệng, hết lần này tới lần khác không thể kêu lên tiếng, ánh mắt cực kỳ quái dị. Không khỏi thầm than thở tự thân tác nghiệt. Bất quá trong lòng lại ngọt lịm, đúng là đau nhức cũng là vui sướng. Ngọc Mãn Thiên một bên đương nhiên sẽ không khách khí, tam nữ chưa uống hết nửa chén rượu hắn đã uống được 5-6 chén, lúc này mới thỏa mãn khà một hơi, khen. Hảo tử. Sau khi suy nghĩ một chút lại thêm một câu. So với rượu mới vừa rồi còn ngon hơn. Căn bản là không thể so sánh được. Hảo tử lão tử trước khi uống đều là chó má. Sao lại không biết Thừa Thiên có rượu tốt như vậy? Lại có thể không tốt ư? Rượu này chính là rượu Lăng Thiên dùng chiêu đãi Diệp Khinh Trần tiên hồn túy. Trong thiên hạ, cũng chỉ có tại chỗ Lăng Thiên mới có thể được uống. Chỉ có ở đây, không còn ở đâu nữa. Trừ Lăng Thần cùng Lăng Thiên, không ai biết, đừng nói là đã uống qua. Nếu chỉ nhìn vào uống rượu, Ngọc Tam gia không thể nghi ngờ là văn nhã hơn nhiều. Có thể nói là tửu trung quân tử. Ngoại trừ việc uống rượu hơi nhanh quá ra, các động tác khác thật không giống biểu hiện thô lỗ của Ngọc Tam gia bình thường chút nào. Không chỉ có thô trung hữu tế, hơn nữa có thể nói là đã tế lại càng thêm tế. Chỉ thấy Ngọc Tam gia cẩn thận nâng vò rượu lên, cẩn thận đem rượu rót vào chén sau đó cẩn thận bưng lên, uống một hơi cạn sạch, dĩ nhiên là tuyệt không lãng phí một giọt. Trong lòng Ngọc Tam gia, rượu ngon như thế đúng là tuyệt thế giai nhưỡng, cho dù lãng phí một giọt cũng là tội lớn. Vừa nhấm nháp rượu ngon đồng thời cũng nghiêng đầu nhìn hai gã túy quỷ dưới giàn nho, vẻ mặt khinh bỉ. Hai gã kia, há hiểu được cách uống rượu. Hảo tử như thế sao lại để cho bọn hắn uống, cho bọn hắn uống căn bản là cho vương bát ăn đại mạch, phí hoài lương thực. Nhìn tam gia ta như vậy, mới chân chính là cao nhân nhã sĩ. Tam gia, rượu này như thế nào? Lăng Thiên bưng chén rượu đi lại, tam nữ bên kia đang thưởng thức rượu ngon lại thấp giọng nói cái gì đó. Lăng Thiên mới ghé sát vào liền bị một trận mấy đôi bàn tay trắng như ngọc đuổi đi. Không thể làm gì khác hơn là tiến đến bên đại lão thô hào này. Ách, hảo tử. Bình xanh giờ mới thấy. Ngọc Tam gia cười lớn một tiếng, dĩ nhiên là cảm thán một trận. Ôi, hảo tử như thế, dĩ nhiên lại chỉ có ở chỗ này. Tiểu tử ngươi đem sâu rượu của lão tử bắt đi, lão tử sau này không uống được nữa thì làm sao bây giờ? Vừa nói, dương hai tròng mắt ngắm Lăng Thiên, ý tứ rất rõ ràng. Tiểu tử, ngươi còn không ngoan ngoãn cấp cho Tam gia ta mấy bình. Nhưng Lăng Thiên lại như là không nghe hắn nói, dường như không có việc ấy nói. Như vậy tam gia sau này thường xuyên đến thì tốt rồi. Rượu này ta vẫn còn có một chút,
Tam gia cho dù có ở nơi này uống 10 ngày nửa tháng cũng không vấn đề gì. Ngọc Mãn Thiên buồn bực một trận, nhìn tiểu tử này mắt sáng nghi sao, lớn lên hẳn là thông minh sao, mình nói thế lại không hiểu. Trong thiên hạ có bao nhiêu người muốn biếu rượu Tam gia ta, tranh nhau đến vỡ đầu, lão tử ta cũng không thèm, bây giờ lại mở miệng nói với tiểu tử ngươi, ngươi dĩ nhiên lại không có nghe ra. Chẳng lẽ là đang giả bộ hồ đồ? Gãi gãi đầu, Ngọc Mãn Thiên không cam lòng nói. Ách, lão đệ, rượu này ngươi còn có rất nhiều. Lão đệ không thể uống hết một mình chứ. Ý tứ là, lão tử không gọi ngươi là tiểu tử mà gọi ngươi là lão đệ. Đây là cho ngươi bao nhiêu mặt mũi rồi. Ngươi nên biết đủ, dù sao ngươi cũng uống không hết, dứt khoát cấp cho ta một chút. Lăng Thiên nhịn cười vừa gật đầu rồi lại lắc đầu. Chỉ còn có một chút, tiểu đệ chính mình đương nhiên là uống không hết. Bất quá ta có thể tặng người khác, xem người mà đưa, đã tặng rất nhiều người. Những lời này nói chưa dứt, Ngọc Mãn Thiên đã cơ hồ một hơi nghẹn mà chết. Ngươi dĩ nhiên đã tặng rất nhiều người. Ngươi như thế nào không chết đi, tại sao ta biểu đạt rõ ràng như vậy mà ngươi còn không nói là cấp cho ta? Chẳng lẽ đường đường Ngọc gia Tam gia ta, trong mắt ngươi lại kém mấy người ngươi đã tặng rượu? Dĩ nhiên hay là nhìn ta không thuận Ngọc Tam gia cúi đầu, lần đầu tiên phát hiện thế giới này, dĩ nhiên lại có người hoàn toàn không đem Ngọc gia để vào mắt. Hết lần này tới lần khác người này lại chỉ là một gã văn nhược thư sinh. Điều này làm cho Ngọc Tam gia tức mà không phát tiết được, thiếu chút nữa muốn phất tay áo bỏ đi. Bất quá rượu ngon này không uống thì không được, một khi đã uống mấy chén xuống bụng, Ngọc Tam gia đã yêu thích từ đáy lòng, như thế nào lại bỏ mà đi. Ngọc Mãn Thiên nặng nề thở hổn hển mấy hơi, đơn giản chỉ lo uống rượu, không thèm để ý đến tiểu tử này nữa. Hắn vô cùng buồn bực, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, như thế nào cũng phải uống cạn hai vò này, không để tiện nghi cho người khác. Uống một chén là hưởng thụ một chén. Lăng Thiên cố nín cười nhìn bộ dáng Ngọc Mãn Thiên chịu đả kích, thản nhiên tự rót một chén rượu, mỉm cười uống một hơi cạn sạch. Mượn rượu tiêu sầu, sầu lại càng sầu. Ngọc Tam gia là tiêu bản thể hiện đầy đủ giá trị cùng tính chân thật của những lời này. Rất nhanh, hắn liền theo bước hai tên, mà ngay lúc vừa rồi hắn còn đang khinh bỉ là Tiết Lãnh Tiết Phi huynh đệ. Bộ dáng bây giờ như đẩy kim sơn ngã ngọc trụ. Bất quá Ngọc Tam gia dù sao không hổ là tửu trung quân tử, dĩ nhiên trước khi say rượu ngã xuống vẫn còn vững vàng đỡ theo vò rượu cùng nhau ngã xuống, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà chui xuống gậm bàn. Sau một lát, tiếng ngáy như sấm không ngừng vang lên khiến cho cái ghế dài và rượu rỗng cũng run lên. Lăng Thiên bưng tai mà chạy. Ngay lúc Ngọc Tam gia còn đang chìm trong mộng, Lăng Thiên đã nhận được tin mới nhất. Vào chiều hôm nay mấy thế lực lớn còn lại là Đông Phương Thế Gia, Bắc Minh Thế Gia không hẹn mà cùng tiến vào Thừa Thiên Thành. Long Hổ Hội Tụ, Phong Vân Tế Hội. Lại nói nhân vật thứ ba của Ngọc gia, Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia nới thắt lưng, uống rượu ngon cuối cùng say rượu như lợn chết được mang tới phòng khách. Được Lăng Thiên tận lực an bài, cố ý để cho Ngọc Mãn Thiên và Tiết Lãnh Tiết Phi huynh đệ ở chung một phòng. Lúc ba người bị nâng lên tựa hồ đều thanh tỉnh trong chốc lát, đây chính là sự cảnh giác của vũ giả, nhưng sự cảnh giác này cũng không được việc gì, cũng chỉ ậm ở vài tiếng rồi lại mê. Phải biết rằng Lăng Thiên hôm nay đã xuất ra hảo tửu, cơ bản toàn bộ đều dựa theo cách điều chế của kiếp trước để chế ra. Cho dù quay lại thế kỷ 21 thì nồng độ cũng có đến hơn 50 độ cồn, tuyệt đối là rượu mạnh nhất. Hơn nữa một vò nặng tới 4-5 cân, ba người này mỗi người cũng uống khoảng 2 vò, nhất là Ngọc Tam gia, nhân gia là tiêu chuẩn nhân sĩ ái rượu, một giọt cũng không bỏ sót, say mà không chết đã là kỳ tích rồi. Đem ba con mèo say này dàn xếp xong thì hoa đăng đã sáng rực rỡ. Mà Ngọc Băng Nhan và Vệ Huyên Huyên hai người hiếm khi được ra khỏi nhà, hôm nay lại có đủ lý do để ở tại chỗ này, chiếu cố cho Ngọc Tam gia say rượu. Hai nha đầu đương nhiên là không chịu trở về tiếp nhận giáo huấn của vợ chồng Vệ Chánh Phong, bởi vậy cũng yên tâm thoải mái ở tại Lăng gia. Hôm nay Ngọc Băng Nhan tự biết người nhà mình quá thất lễ, tam thúc vô luận nói năng hay là cử chỉ đều thô lỗ không chịu nổi, thật sự là dọa người mà. Tự giác trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, bởi vậy sau khi học thi họa xong lập tức lôi kéo Vệ Huyên Huyên đại tiểu thư, đã sớm mệt muốn chết chui vào khuê phòng, ở đấy đến tối không thấy lộ diện. Hôm nay cuối cùng hai tiểu yêu tinh kia dĩ nhiên lại dây dưa không dứt khiến Lăng Thiên có chút đau đầu. Hai nha đầu này cả đêm một người viết một người vẽ tranh, đều rất hăng hái. Trong thư phòng của Lăng Thiên khắp nơi đều vung vãi mặc bảo của hai vị mỹ nữ, cơ hồ giống như là vừa mới bị cướp bóc. Thi thoảng lại đưa ra một ít vấn đề ngạc nhiên cổ quái. Bất quá, Lăng Thiên khi chứng kiến thần thái chăm chú của Ngọc Băng Nhan khi vẽ tranh, trong lòng lại bỗng nhiên nảy ra một cái ý nghĩ cổ quái, mặc dù không quá thành thục nhưng Lăng Thiên cũng đã nghĩ đến. Dĩ họa nhập vũ, xúc loại bằng thông. Lăng Thiên lại nghĩ đến nhân vật Hầu Hy Bạch trong Đại Đường Song Long truyện, bất quá như thế nào mới có thể lấy họa nhập võ, đối với Lăng Thiên cùng Ngọc Băng Nhan mà nói, đều là một cái nan đề thật lớn. Ngọc Băng Nhan tiên thiên thể chất có hạn,
Nếu muốn tu luyện được một thân tu vi cao thâm là chuyện không có khả năng. Kế sách bây giờ là không theo lối mòn. Nếu có thể từ trong tranh mà xúc động ngộ ra được một môn, thì đương nhiên hoàn toàn có thể đền bù tiên thiên khuyết điểm của nàng. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Đây là Lăng Thiên nhằm vào thể chất đặc thù của Ngọc Băng Nhan, mà bắt đầu sinh ra ý nghĩ. Chỉ cần có suy nghĩ về phương diện này, Lăng Thiên cảm giác chính mình hoàn toàn có thể làm được sau khi gọi Lăng Thần một tiếng, bảo nàng phát ra một đạo mệnh lệnh cho Lăng Kiếm tại Lăng Phủ Biệt Viện. Mắt thấy trăng sáng trời sao, Lăng Thiên thay một thân y phục dạ hành màu đen, rồi lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ bay ra, thân thể chợt lóe lên biến mất trong bóng đêm. Từ khi Kinh Long Thần Công của Lăng Thiên tiến vào tầng thứ 9 tới nay, công lực tự nhiên giống như tiến cảnh, hơn nữa công lực bản thân đã tiến vào cảnh giới tuần hoàn không thôi, sinh sôi không ngừng, tiên thiên cảnh giới. Bổn thân công lực của Lăng Thiên quả thật là tiên thiên công lực, điểm ấy không cần nghi vấn. Bất quá tiên thiên công lực này lại rất thích hợp vì khi Lăng Thiên chưa xuất thế đã gặp may mắn được ông trời ưu ái hoàn cảnh tiên thiên gia thai. Bên cạnh đó lại có Kinh Long Thần Công thượng thừa phụ trợ, như vậy mới tạo nên Lăng Thiên một thân tiên thiên công lực tinh thuần tới cực điểm. Nhưng có tiên thiên công lực lại không có nghĩa là đạt ngay tiên thiên cảnh giới. Nói cách khác, có tiên thiên công lực, với việc đạt tới tiên thiên cảnh giới chính là hai việc hoàn toàn bất đồng. Tới tiên thiên cảnh giới, hiển nhiên là có tiên thiên nội gia công lực, nhưng ngược lại, có tiên thiên công lực lại chưa chắc đã đạt tới tiên thiên cảnh giới. Võ công của Lăng Thiên mặc dù đã tới trình độ siêu phàm nhập thánh, nhưng cảnh giới nhiều nhất chỉ có thể xem như hậu thiên đỉnh điểm cảnh giới, cách tiên thiên cảnh giới không xa nhưng cũng không phải là tiên thiên chi cảnh. Võ học cảnh giới thuyết pháp, chính là một loại thuyết pháp huyền diệu khó giải thích, có chút như Phật gia giác ngộ. Lấy Lăng Thiên mà nói là ngươi cảm giác minh bạch thì là ngươi minh bạch, nói cảm giác không minh bạch, đó chính là không minh bạch. Không có bất cứ lý do gì để giải thích loại cảm giác huyền ảo này. Phật gia lập địa thành Phật, đạo gia bạch nhật phi thăng, nói thì rất là thần bí. Kỳ thật vấn đề nói đến chính là một người đột nhiên đột phá một cái cảnh giới, một cái cấp độ, bước vào một lĩnh vực mới mà thôi. Mà Kinh Long Thần Công sau khi đột phá tầng thứ 8 cảnh giới, trừ cường thân kiện thể và kinh lạc gân cốt, thì tác dụng chính yếu là hóa hậu thiên thành tiên thiên. Cũng chính là sự thay đổi về chất, nhưng bởi vì Lăng Thiên bản thân đã có sẵn tiên thiên công lực tinh thuần cho nên, diệu dụng không lộ rõ. Mà Kinh Long Thần Công tầng thứ 9 tầng cảnh giới chỉ làm cho người tu luyện chính thức đạt tới tiên thiên cảnh giới, cũng chính là tuần hoàn bất dĩ, sanh sanh bất tức, vô sử đoạn tuyệt. Mà diệu dụng chính thức của tiên thiên cảnh giới chính là độ mẫn cảm của lục thức có thể tăng lên trên diện rộng, điểm này có chút giống như Phật gia Thiên Nhãn Thông. Kỳ thật, Phật gia Thiên Nhãn Thông cũng bất quá chỉ là một loại cảnh giới mà thôi. Loại cảnh giới này tại võ học mà nói, chính là một loại nhập vi, chi vi, minh vi cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới phối hợp với tiên thiên công lực làm cho khinh công của Lăng Thiên, cũng theo đó mà đột phá rất nhiều, chính thức đạt tới phiêu hốt Nam Bắc, thoáng qua Tây Đông, Kinh Long Thần Công Kinh Long cảnh giới. Đêm khuya nhà nhà đã đi ngủ, thừa thiên trong đêm lộ ra nhất phiến an tĩnh. Nhưng trong thành này vẫn có một chỗ đèn sáng như ban ngày, âm thanh ầm ĩ, có tiếng đàn ca sáo nhị, tiếng hát ca vang lên không ngừng. Đồng dạng trước cửa cũng là lũ lượt người đến đi, tới lui không ngừng, náo nhiệt phi thường. Minh Yến Lâu là chốn ăn chơi về đêm nổi tiếng tại Thừa Thiên Thành. Giờ phút này mới thật sự bắt đầu phồn hoa, tiêu kim quật vung tiền như rác. Phấn chứng Lưu Tô Tiếu Giai Nhân, bôi giao thác nam nhi hán giờ phút này đã chậm rãi triển lộ ra phong thái. Khắp nơi huyên náo tiếng người, tiếng đàn ca sao nhị. Chỉ có buổi đêm, Minh Yến Lâu mới chân chính là Minh Yến Lâu. Cửa Minh Yến Lâu, một lão già mập mạp, tuổi chừng 50. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười lấy lòng thường thấy của tiểu nhị thanh lâu, tửu lâu, thỉnh thoảng gật đầu cúi người bắt chuyện với đám người đi tới trước, hoặc những khách nhân rời đi. Sắc mặt khiêm tốn, ngôn từ thân thiết, cơ hồ đối với mỗi người đều lộ ra vài phần thân thiết, tựa hồ không người nào hắn không nhận ra, giao du rộng rãi. Mặc dù trong câu nói có chút giảo hoạt nhưng nói ra quả thật, cũng làm cho người ta sau khi nghe xong cảm thấy từ sâu trong tâm thoải mái. Bất cứ ai biết rõ về lão già này cũng tuyệt không thể tin được, thượng quan thế gia trưởng lão năm xưa. Trên giang hồ nổi danh hách hách là nhất lưu cao thủ, hôm nay dĩ nhiên thành đại tổng quản một thanh lâu, tửu lâu như Minh Yến Lâu này. Nói thật dễ nghe là đại tổng quản, nói khó nghe là quy nô số một của thanh lâu. Hà, đàn công tử tới, mấy ngày không gặp, công tử càng thêm oai hùng phát tài to rồi, thỉnh ngài qua bên này. Ngài yên tâm, tiểu thúy nọ từ hôm đàm công tử ngài lên tiếng, không còn có người nào dám chạm qua một đầu ngón tay của nàng. Nha đầu Vọng Xuyên Thu Thủy, mỗi ngày đều ngóng trông ngài đến. Ồ. Đây không phải là lâu lão bản sao? Ngài sao lâu lắm mới đến nha? Còn nhớ rõ lần trước mấy nha đầu? Từ lần trước sau khi lâu lão bản rời đi, mấy nha đầu nọ là trà không muốn uống, cơm không muốn ăn mất vài ngày. A ha, lâu lão bản lần này phải giúp chúng ta hảo hảo an ủi các nàng một chút. Dưới lầu lại có hàng tốt nghe nói cũng có thể.
thật đúng là long tinh hổ mãnh, sừng sững bất đảo. Ta quay lại thì thấy Dương Tam gia đã tới. Ta đã sớm chuẩn bị cho ngài một phòng trang nhã, hả? Có đúng không? Khó trách Dương Tam gia hôm nay thoạt nhìn anh võ hiên ngang như thế, vóc dáng an nhiên, quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm hả? A nha, Ngô lão gia, thật sự là đã lâu không gặp ngài, tóc trắng trên đầu ngài lại ít đi nhiều, thật không biết ngài chăm sóc như thế nào. Bên cạnh ngươi, tiểu công tử tuấn tú này là cháu ngài hả? Là con hả? Ta ngất mất. Ta thật sự là rất bội phục ngài. Thanh âm nghênh đón tiễn khách vang lên không ngừng. Chỉ cần hơi lưu ý một chút là có thể phát hiện vị đại tổng quản này, chung quy có một động tác không phải rất rõ ràng. Mỗi khi số người trước mặt không đông lắm, thì chung quy đều đưa một tay hung hăng vân vê hai ngấn thịt trên khuôn mặt béo ị. Chắc là chỉ việc đứng ở cửa cười nghinh tân đã đủ làm cho vị đại tổng quản này cơ mặt cứng ngắc. Đột nhiên, bàn tay phải của đại tổng quản đang xoa mặt chợt ngừng trệ trên mặt, đôi mắt cũng thoáng cái ngây dại, thần sắc phức tạp, sợ hãi, kính sợ, mong muốn. Các loại thần sắc giao nhau hỗn độn, cả người nhất thời ngây dại. Ngay cả không ít người đi qua mặt hắn chào hỏi mà hắn, cũng như không có nhìn thấy gì. Đây là sự khác biệt giữa vũ giả và người bình thường. Vũ giả có thể cảm giác được rất nhiều thứ, mà người bình thường hoàn toàn không cảm ứng được. Trên một ý nghĩa nào đó, người bình thường vận khí cũng chưa chắc không bằng vũ giả thân thủ. Tước mắt hắn, ngoài 10 trượng, một người toàn thân hắc y, khăn đen che mặt, thân ảnh như u linh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mặc dù chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng trong cảm quan của đại tổng quản, thì lại hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của người này. Nếu không phải hai trong mắt hắn tận mắt nhìn thấy, cơ hồ vẫn cho rằng phía trước hắn chỉ một mảnh hư không mà thôi. Nhưng ngay cả khi hai trong mắt thấy được sự tồn tại của hắn, nhưng vẫn có một loại cảm giác phiêu hốt không chừng, tựa hồ cả người hắc y nhân đã dung nhập với thiên địa. Hắn rõ ràng, hắc y nhân này thực lực đã kinh khủng tới cực điểm, có thể đem tánh mạng và hơi thở hoàn toàn thu liễm lại, không để nửa điểm tiết ra ngoài. Sở dĩ hắn có thể cảm ứng được hắc y nhân là bởi vì hắc y nhân cố tình để cho hắn cảm ứng được, mà chính mình nếu là người bình thường thì quyết không thể phát giác được, mà hắc y nhân kia cũng không để cho bọn họ cảm ứng được. Đây chính là cảnh giới có thể cùng thiên địa hòa hợp thành một thể, tiên thiên vô thượng cảnh giới trong truyền thuyết. Hắn cũng đã nhận thức ra, hắc y nhân này chính là người đêm hôm đó đã cứu Tiêu Nhạn Tuyết đi, hắc y nhân uy chấn Minh Yến Lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không khỏi nhất thời nhớ tới thủ đoạn tàn khốc của hắc y nhân ngày đó, đó là một loại lực lượng tùy thời có thể quyết định sinh tử của bản thân mình. Đại tổng quản lại không nhịn được giật mình dùng mình một cái, muốn lên trước bái kiến. Nhãn thần phiêu hốt của hắc y nhân tự hồ nhìn mình cười một chút, sau đó ngay trước mắt đại quản gia đột nhiên biến mất. Giống như một trận gió nhẹ thổi qua, đột nhiên hoàn toàn biến mất. Đây là thân pháp gì? Thế gian lại có thân pháp như thế? Đại quản gia lại thất kinh, không nhịn được đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt, một trận gió thổi tới, mới đột nhiên phát hiện ra trên sống lưng mình lạnh toát, tất cả đều là mồ hôi. Cố Tịch Nhan nghiêng người tựa vào bàn trang điểm, trong lòng suy nghĩ chăn trở, nhớ tới phong quang một thời của gia tộc rồi cảnh xuống dốc hôm nay không người nối nghiệp. Đám người mình còn sống sót chỉ có thể mai danh ẩn tích, cẩu thả sống tạm bợ. Đối với Cố Tịch Nhan, nàng đã sớm chán ghét đến cực điểm cuộc sống giấu đầu hở đuôi như thế này. Hết lần này tới lần khác ba vị trưởng lão và mọi người lại bằng lòng với hiện trạng, tựa hồ đã quyết định cứ như vậy sống cả đời, chỉ còn lại có một mình, một người phụ nữ, cho dù có cừu hận ngập trời, kinh thế hùng tâm thì có thể. Nàng buồn bã thở dài một tiếng, nghe được âm thanh hát hò bên ngoài văng vẳng truyền tới cùng, với từng đợt thanh âm nam nhân cười to thô tục. Cố Tịch Nhan trong lòng đột nhiên cảm giác được nỗi tịch liêu vô hạn, trước mắt hết thảy liệu có phải là cuộc sống mà chính mình mong muốn? Đáp án nhất định là không phải, nhưng chính mình lại hoàn toàn vô lực kháng cự. Chính mình cho dù không cam lòng thì có thể như thế nào? Hình như có một trận gió nhẹ thổi vào, Cố Tịch Nhan đứng dậy, đóng cửa sổ lại, tựa hồ muốn đem mọi phiền não tống ra ngoài cửa sổ. Mới vừa quay đầu lại, nhất thời lại càng hoảng sợ, một người toàn thân hắc y đã sớm ung dung ngồi tại chỗ chính nàng vừa ngồi. Đôi mắt tựa hồ mang theo một chút đùa cợt nhìn nàng. Cố lâu chủ, lâu lắm không gặp. Nguyên lai là tiền bối pháp giá quang lâm. Sau khi cả kinh, Cố Tịch Nhan nhanh chóng phản ứng lại, người trước mắt này võ công quá cao, nếu muốn gây bất lợi thì chính mình tất nhiên là không may mắn, cho dù đem cả lực lượng Minh Yến lâu ra cũng không thể ngăn cản được. Nghĩ tới đây, lập tức chặt đứt ý niệm gọi người trong đầu, tâm tư lại càng bình tĩnh trở lại. Không biết tiền bối lần này đến là có chỉ giáo gì? Nếu có mệnh lệnh, không dám không tuân. Cố Tịch Nhan còn nhớ rõ, hắc y nhân này lần trước khi đi có lưu lại một câu nói. Trong vòng 3 tháng sau này, Minh Yến lâu nghe ta hiệu lệnh. Kỳ thật trong lòng Cố Tịch Nhan, đối với quyết định này cũng không có mâu thuẫn,
ngược lại có chút tiếc nuối, thời gian 3 tháng, quá ngắn. Nếu có thể về dưới trướng người này, lấy công lực kinh thiên của người này, sao lại không ai biết đến? Chỉ cần người không cam lòng tịch mịch, như vậy, đi theo hắn, thượng quan thế gia tất nhiên cũng sẽ thừa dịp mà quật khởi. Điều này đối với người nhất tâm quang phục gia tộc vinh quang như Cố Tịch Nhan mà nói, thật sự là một cơ hội tuyệt hảo, cho dù cuối cùng thất bại, cũng xem như oanh oanh liệt liệt một hồi, hơn xa cảnh ngộ sống dở chết dở như bây giờ. Lăng Thiên cố nhiên tán thưởng Cố Tịch Nhan này, sự quyết đoán tỉnh táo và thức thời vụ, nhưng trong lòng nhưng lại có chút kỳ quái, tiền bối hai chữ này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ ta sau khi che mặt có vẻ rất ra sao? Chỉ nhìn phản ứng của trung niên mỹ phụ này, Lăng Thiên rất hài lòng. Thức thời vụ chính là như thế này, biết không thể chống cự lựa chọn tuyệt đối thuận theo. Đây mới là cử chỉ sáng suốt chân chính. Một người phụ nữ mà có thể đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy, quả thực là khó được. Cố Tịch Nhan này có khả năng là một thượng giai nhân tài, nữ trung hào kiệt. Lăng Thiên cũng không khách khí, đơn giản cẩn mật phân phó một phen. Ngoài dự liệu của Lăng Thiên, Cố Tịch Nhan không có nửa điểm do dự lập tức đáp ứng, thậm chí hoàn toàn không hỏi lý do. Nếu sau này nghe lệnh y, thậm chí quyết tâm muốn phụ thuộc vào hắn, như vậy, lúc này không xuất ra một chút thực lực, không đem việc này làm gọn ghẽ, biểu hiện chính mình tốt một chút, thì sao có thể có bước hợp tác tiếp theo, đây chính là cơ hội. Lúc gần đi, Lăng Thiên không nhịn được ý vị thâm trường nhìn Cố Tịch Nhan liếc mắt một cái, nhưng lại chứng kiến trong mắt đối phương bắn ra ý vị thâm trường đồng dạng, thì ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Thật không phải là một phụ nữ đơn giản, rồi cũng không dừng lại. Xuyên qua cửa sổ mà đi, trong nháy mắt đã biến mất bóng dáng. Cố Tịch Nhan trong lòng đột nhiên như chút được gánh nặng. Lăng Thiên chạy đi trong ánh tinh quang, trong ánh trăng cả người cảm thấy thư sướng nói không nên lời. Kinh Long cửu trọng là đột phá ngoài ý muốn, làm cho Lăng Thiên có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Loại cảm giác thư sướng này làm cho Lăng Thiên không nhịn được có một loại xúc động muốn ngửa mặt nhìn trời huýt sáo dài. Thân thể như bay, đồi gò núi dưới chân trong nháy mắt bị vứt ở sau người xa xa. Hai bên người bóng dáng cây cối bay nhanh lui về phía sau, Lăng Thiên khoái ý cực kỳ. Đột nhiên, một trận điểm báo từ đáy lòng dâng lên, có người theo dõi chính mình. Lăng Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ là biết thần công của mình mới đột phá, cố ý đưa đến cửa để mình luyện công. Trong nháy hắn làm ra phản ứng, thân thể thoáng chuyển hướng, đi qua một góc núi thì dừng lại ẩn thân ở sau một gốc cây đại thụ. Một cái bóng trắng như mũi tên bắn tới, dừng trên đỉnh núi, nhìn quanh chung quanh. Tựa hồ kỳ quái mục tiêu sao lại đột nhiên mất đi bóng dáng. Ngươi là ai? Vì sao theo dõi ta? Bỗng nhiên, phía sau truyền tới một thanh âm. Bạch y nhân nghe vậy thì cực kỳ hoảng sợ, cấp tốc xoay người lại, trường kiếm trắng như tuyết đã cầm ở trong tay. Trên mặt ánh mắt ba động một trận. Người này dĩ nhiên có thể phát hiện ra mình truy tung, thậm chí có thể vô thanh vô tức vòng ra sau mình. Riêng điểm này, chính mình đã thua một trận. Mình vốn là vô tình phát hiện ra người này khinh công tuyệt đỉnh thần diệu. Mới nổi lòng tò mò mà truy tung, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, đi truy tung mà dĩ nhiên lại bị mục tiêu vô thanh vô tức vòng tới phía sau. Thừa Thiên khi nào lại có nhân vật bực này? Đưa mắt nhìn lại, đứng trước mặt hắn khoảng một trượng là một hắc y nhân, vóc người cao lớn, song mục như điện lạnh lùng chiếu lên mặt mình. Thân thể nhẹ nhàng đứng ở đối diện, rõ ràng thân thể chưa hề cử động, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác phiêu hốt hư ảo không chừng, dĩ nhiên dâng lên một loại cảm giác mờ ảo như trong mộng. Hình như hắc y nhân trước mắt này chỉ là một cái bóng hư ảo, tùy thời đều có thể theo gió biến mất. Lăng Thiên nhìn bạch y nhân trước mặt, khóe môi không khỏi khẽ nhếch một cái. Người này sắc mặt trắng bạch, trên mặt tựa hồ có một lớp phấn di động, ánh mắt lại như thị huyết điên cuồng, sát khí nặng nề không kém Lăng Kiếm là mấy. Hai con mắt giống như cửu u quỷ hỏa, trong bóng đêm ầm u mà vẫn rõ ràng. Hắn dùng vải bố trắng trùm đầu, vải bố trắng làm áo, vải bố trắng làm giày, vỏ kiếm trên lưng cũng bằng vải bố trắng, nhưng bên hông lại đeo một cái dây đai đỏ như máu. Tuy đang là ban đêm, nhưng ánh mắt Lăng Thiên khác hẳn thường nhân, vẫn không nhìn rõ ràng, đây chính là sau khi tiến vào nhập vi cảnh giới, mà thị giác trở nên tinh tường kinh người, quả nhiên là ti hào năng sát, điểm tích vô di. Trang phục như vậy mà dĩ nhiên cũng học nhân ra làm dạ hành nhân. Lăng Thiên trong lòng thận trọng, có thể lấy trang phục này mà làm dạ hành nhân, nếu không phải đứa ngốc thì đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Mà bạch y nhân trước mắt này nhìn qua rõ ràng không giống như là đứa ngốc, như vậy rõ ràng là thuộc về hạng người sau. Đối phương võ công chưa biết thế nào nhưng ít nhất khinh công cũng có chút cao minh. Cũng không dưới đám Lăng Kiếm, Lăng Trì, mà trừ đám môn hạ mình thì khinh công bậc này, cũng chỉ có Cố Tịch Nhan dường như mới có. Người này tốc độ cũng cực nhanh thì mới có thể theo dõi được mình, mặc dù mình cũng không có toàn lực ứng phó. Lăng Thiên không biết nên khóc hay cười mà thở dài. Chỉ bằng vào ngươi. Ngươi cho là mình đủ tư cách sao? Có đủ tư cách hay không, ngươi lập tức có thể biết.
Từ lúc từ thứ nhất mới ra khỏi miệng, trường kiếm trong tay Bạch Y Nhân đã đâm ra, đến từ cuối cùng chấm dứt thì đã liên tiếp đâm ra 17 kiếm. Kiếm quang sắc bén tựa hồ đem không khí cắt thành từng khối, bay vòng quanh Lăng Thiên không ngừng tiến công. Lăng Thiên thân thể như tung bay trong gió, nhẹ nhàng né tránh. Kiếm quang của Bạch Y Nhân kín đáo nghiêm mật lại cấp tập như mưa rào, nhưng kiếm thế dĩ nhiên một kiếm cũng không đâm trúng trên người hắn. Thậm chí ngay cả một mảnh tay áo cũng không đụng tới được. Bạch Y Nhân thu trường kiếm lại, nhảy lùi ra sau ba trượng đối mặt với Lăng Thiên. Trong mắt không che giấu được vẻ tán thưởng. Hảo võ công, hảo thân pháp, khinh công cực kỳ cao minh. Ngươi là người của đệ nhất lâu sao? Rất tốt. Lăng Thiên trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải. Ta không phải là người của đệ nhất lâu. Kiếm Đoạn Phong Vân. Kim Diệp Bạch Phi. Ta là Diệp Bạch Phi. Bạch Y Nhân ngẩn ra đột nhiên cười. Khuôn mặt lạnh như băng cười tựa hồ như lâu lắm chưa được cười qua. Nguyên lai ngươi đã nhìn ra lai lịch của ta. Không sai. Ta chính là Diệp Bạch Phi. Có thể giết chết bất luận kẻ nào. Diệp Bạch Phi. Lăng Thiên sớm đã nghe Lăng Kiếm nhắc tới người này. Mấy năm gần đây, trên giang hồ xuất hiện một sát thủ thần bí độc lai độc vãng, lãnh huyết vô tình. Mỗi lần sau khi giết người đều lưu lại, trên mặt người chết một phiến lá cây bằng hoàng kim. Mà tên sát thủ này là Diệp Bạch Phi. Hôm nay vừa thấy người này, Lăng Thiên căn cứ vào lời Lăng Kiếm kể mà nhất thời nhận ra hắn. Giết chết bất luận kẻ nào. Diệp huynh tựa hồ không đủ tư cách nói những lời này. Lăng Thiên đứng thẳng khẽ cười nói. Nàng nói cái gì? Trong ánh mắt Diệp Bạch Phi đầy vẻ bạo lệ. 6 tháng trước, Diệp huynh tiếp nhận một sinh ý. Mục tiêu là thiên hạ đệ nhất ẩn tông Ngọc Gia Gia chủ Ngọc Mãn Lâu. Tại hạ thật không thể không bội phục Diệp huynh. Lăng Thiên phảng phất đang nói một chuyện phi thường bình thường, nhưng nội dung lại cực kỳ kinh người. Ngươi còn biết gì nữa? Diệp Bạch Phi trong ánh mắt vẻ bạo lệ càng tăng lên. Cũng không có gì, nhân vật thứ ba của Ngọc Gia Ngọc Mãn Thiên đã ra tay chặn lại. Kết quả cuối cùng, hắn bị trúng 7 kiếm của ngươi. Ngươi dù chưa thể ám sát thành công nhưng cũng toàn thân trở ra. Lăng Thiên nói đến đây thì có vẻ vẫn chưa hết lời. Ngươi biết cũng không ít. Vẻ bạo lệ trong ánh mắt Diệp Bạch Phi thu liễm một chút. Cái này cũng chưa tính là gì, ta còn biết, kết quả trận chiến, Ngọc Mãn Thiên quả thật là trúng 7 kiếm, bất quá đều là vết thương ngoài da thịt mà ngươi lại, bởi vì tiếp hắn tam trọng kiếm mà bị nội thương nghiêm trọng, nên tính là bại hay không? Lăng Thiên khẽ cười nói, ngươi thật sự là biết rất nhiều. Chỉ là ngươi có biết ta bây giờ muốn giết ai hay không? Vẻ bạo lệ trong ánh mắt Diệp Bạch Phi lại thu liễm thêm một chút. Diệp huynh lần này đến là muốn giết ai, tiểu đệ cũng có chút hứng thú. Lăng Thiên nói, người bây giờ ta muốn giết tự nhiên là ngươi. Diệp Bạch Phi vẻ bạo lệ trong ánh mắt hoàn toàn thu liễm, hoàn toàn khôi phục vẻ lạnh như băng. Đôi chân dùng sức, thân thể bay vọt lên trời, thẳng tắp lên tới 5 trượng, trường kiếm chỉ lên trời rồi đột nhiên đầu dưới chân trên, đâm thẳng xuống. Kiếm quang sáng chói như ánh ngọc, phảng phất như đem cả ngân hà dẫn xuống, đầy trời tinh quang tụ tập trên thân trường kiếm. Bạch Y Nhân Diệp Bạch Phi cả người được kiếm quang bao bọc trong đó, cả thân thể trên dưới liền như thế hàm chứa hơn 1000 thanh trường kiếm, quang mang chói mắt. Kiếm thế giống như hư giống như thực, tập trung vào Lăng Thiên. Quả nhiên nổi danh là hạ vô hư sĩ. Hai mắt Lăng Thiên nằm sau mặt nạ thoáng co rụt lại, trên mặt nổi lên vẻ tán thưởng. Đây chính là một kiếm uy lực lớn nhất của Diệp Bạch Phi, Trảm Phong Toái Vân. Hãy bớt giảm ngôn đi, ngày này sang năm sẽ là ngày rỗ của ngươi, để mạng lại. Diệp Bạch Phi kiếm thế phát khởi. Vẻ tán thưởng trên mặt Lăng Thiên thu lại. Ta đang có chuyện quan trọng, không thể bồi Diệp huynh được lâu. Chỉ có thể bồi Diệp huynh được 3 hiệp, ngữ khí chợt chuyển thành lành lạnh. Nhưng trong 3 chiêu này, sanh tử do mệnh, phú quý tại thiên. Lăng Thiên ra vẻ khiêm nhường, nhưng hàm ý thì rất rõ. Chỉ cần 3 chiêu tất nhiên có thể thắng được Diệp Bạch Phi. Diệp Bạch Phi lạnh lùng cười. Hảo hảo hảo, xem ngươi 3 chiêu thắng ta, hay là ta 3 chiêu giết ngươi. Rồi không đáp lời, toàn lực phát động kiếm thức, chém tới Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng không chậm trễ, vung tay đón tiếp, trong tay đã cầm một thanh đoản kiếm. Giống như phù du đâm đầu vào lửa, dĩ nhiên thẳng tắp bay thẳng vào trong kiếm quang của Diệp Bạch Phi. Giữa không trung trượt vang lên âm thanh đinh 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 rất nhỏ nhưng liên miên không dứt. Mặc dù chỉ có 2 người đang đánh nhau sống chết, nhưng lại huyễn hóa ra vô số bóng người quay cuồng thành một đoàn. Choang! Sau một tiếng vang nhỏ, 2 người lui về phía sau tách ra, khuôn mặt Diệp Bạch Phi vốn trắng bệch đột nhiên đỏ bừng. Sau khi thối lui hơn 7 bước vẫn phải lộn nhào một cái rơi lên mặt đất. Khi ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên thì chỉ thấy thân thể hắn tung bay phiêu hốt, sau khi rời khỏi 6-7 trượng thì đột nhiên một tiếng cười to. 3 chiêu đã qua, hôm nay giao thủ với Diệp huynh rất là thống khoái, tiểu đệ lại có chuyện quan trọng, không phụng bồi tiếp được, sau này còn gặp lại. Vừa nói, thân thể giống như lưu tinh chập chờn xa xa biến mất. Diệp Bạch Phi hừ lạnh một tiếng. Cuộc chiến hôm nay, không chết không thôi.
chạy đi đâu? Hắn muốn nhổng người đuổi theo, đột nhiên biến sắc, ngừng lại, khuôn mặt vốn trắng bạch, như cương thi đột nhiên trở nên đỏ hơn cả cái dây lưng bên hông. Vừa mới cất bước, dây lưng bên hông đột nhiên tuột ra, cái quần thẳng tụt thẳng xuống. Nếu không phản ứng nhanh, kịp thời lấy tay nắm lại thì chỉ sợ đêm nay, tại Thừa Thiên Thành sẽ chứng kiến một màn chạy lõa thể. Nếu như lúc này Lăng Thiên chưa đi, lại chứng kiến cảnh này của Diệp Bạch Phi, thì hai người chắc chắn sẽ kết hạ thù oán vĩnh viễn không thể hóa giải. Vì nam tử hán, thà chết chứ không chịu nhục, cho nên Lăng Thiên lựa chọn mau tránh đi. Diệp Bạch Phi cả người ngây dại. Đai lưng của mình dĩ nhiên không biết khi nào đã bị Lăng Thiên cắt đứt. Nếu như Lăng Thiên trước khi cắt đai lưng, tiện tay đâm vào đan điền hắn một kiếm thì... Lăng Thiên trên đường đi tưởng tượng cảnh vị đại sát thủ này lõa thể chạy, thì cơ hồ cười ra tiếng. Bình tâm mà nói, Diệp Bạch Phi này võ công thật sự không kém, cho dù có kém lăng kiếm thì cũng là không kém là mấy. Chỉ tiếc hắn vận khí bất hảo, dĩ nhiên lại gặp sư phụ lăng kiếm là Lăng Thiên. Há lại không bại. Ta là ai, người thắng hắn là Ngọc Mãn Thiên cũng là bại tướng dưới tay ta, bất quá một thân công lực của hắn chỉ sợ còn trên cả lăng kiếm, tiếp ba kiếm tám thành công lực của mình mà dĩ nhiên không hộc máu. Nghĩ lại hắn ban đầu hắn tiếp tam trọng kiếm của Ngọc Mãn Thiên không phải là bị trọng thương sao? Tựa hồ có chút kỳ quái, đạo lý tựa hồ nói không thông, hoặc là thời gian gần đây công lực của hắn đã tiến cảnh nhanh chóng. Trong tiểu viện của Lăng Thiên, Lăng Thần đang cô độc ngồi dưới giàn nho, áo trắng quần trăng, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh nguyệt quang chiếu rọi phát ra ánh sáng nhu hòa trong khiết. Gió đêm lơ đãng êm ái thổi tà áo trắng tinh của nàng phấp phới, phong tư thư thái đạm nhã. Nàng cầm một cây ngọc tiêu màu xanh ngọc nhẹ nhàng ghé vào môi. Tựa hồ không cố gắng chút nào mà tiếng tiêu ưu mỹ liền du dương vang lên, phiêu phiêu đãng đãng tựa như âm thanh của thiên nhiên. Đúng là khúc mai hoa tam lộng do Lăng Thiên mấy ngày nay vì Lăng Thần mà phổ ra. Tiếng tiêu nọ chứa chất bao tình ý triền miên cùng nỗi tương tư khắc cốt minh tâm, đã được thổi ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Khúc nhạc hoàn tất nhưng âm thanh vẫn quanh quẩn thật lâu không tan, một tiếng vỗ tay nhẹ nhẹ từ phía sau vang lên. Đôi mi thơm thổi triệt mai hoa khúc, huynh nguyện hóa thân thành chiếc bích ngọc tiêu kia. Thần nhi tiêu kỹ của muội đã đăng đường nhập thất rồi, có thể vượt qua tướng công huynh đây. Lăng Thần xoay người lại liền thấy một người mặc đồ đen, khăn che mặt sớm đã được bỏ đi, đôi mắt hiện ra tình yêu ôn nhu nhìn mình không chớp mắt khiến cho Lăng Thần mỉm cười, ánh trăng trên bầu trời cũng vì nụ cười của nàng mà như mất đi nhan sắc. Công tử quá khích lệ. Công tử có học thức kinh người, thần nhi sao dám có hy vọng xa vời ấy. Giọng nói ôn nhu như giận như mừng nhẹ nhàng vang lên. Lăng Thiên cười lớn đi đến nhẹ nhàng nắm ấy bờ vai nàng. Đã trễ rồi sao còn chưa đi ngủ? Lăng Thiên vừa hỏi vậy khiến cho gương mặt Lăng Thần đỏ ửng đến cổ. Thì ra tối hôm nay khi Lăng Thần chuẩn bị đi ngủ, thì đột nhiên nàng nhớ rằng bây giờ mình đã trở thành phụ nữ của Lăng Thiên rồi, như vậy thì mình ngủ ở đâu? Trong phòng Lăng Thiên, dường như không thích hợp lắm nhưng nếu ngủ trong phòng mình như trước kia cũng không thích hợp. Ít nhất thì bản thân mình không tình nguyện, càng nghĩ càng khiến cho tiểu nhà đầu khó xử nên không còn cách nào hơn, đành phải chờ Lăng Thiên trở về. Nhưng lại sợ khi Lăng Thiên trở về lại không tìm được mình, sợ hắn cho rằng mình đã về phòng ngủ nên Lăng Thần mới đi đến nơi đây. Câu hỏi này của Lăng Thiên cũng chính là điều Lăng Thần cảm thấy xấu hổ nhất. Nàng sao không xấu hổ được đây? Lăng Thiên cười ha hà, trong nháy mắt liền hiểu rõ tình cảm của Lăng Thần khiến hắn nhịn không được trêu đùa. Thì ra là thần nhi muốn ngủ với huynh. Một câu còn chưa nói xong thì Lăng Thần vừa xấu hổ vừa thẹn thùng ngăn chặn miệng hắn lại đồng thời còn nói một câu hờn dỗi. Huynh, không cho nói. Lão bà của ta thì sao không ngủ trong phòng ta được? Đến. Lăng Thiên cười lớn một tiếng, đột nhiên cúi người bế thân thể mềm mại của Lăng Thần tiến vào trong phòng mình. Lăng Thần nhẹ ưm một tiếng rúc vào trong lòng hắn, hai tay che kín mặt. Nàng chỉ cảm thấy gương mặt của mình thật nóng. Sáng sớm, ba người trong phòng khách gần như cùng tỉnh lại một lúc, động tác ba người rất giống nhau. Cả ba đều đang ôm đầu đau như búa bổ rên hai tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng rên vừa phát ra mới phát hiện được đối phương tồn tại. Chỉ một thoáng thôi ba người đã quay đầu nhìn đối phương. Hừ hừ. Hai tiếng kêu thảm, như gặp quỷ kia đương nhiên là từ trong miệng hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi truyền ra. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể ngờ mới sáng sớm thôi, mà mình gặp phải người mình sợ hãi nhất. Mà một tiếng hừ tức giận kia đương nhiên là xuất phát từ miệng của Ngọc Tam gia Ngọc Mãn Thiên. Ngay sau đó hai tiếng bốp bốp vang lên, Ngọc Tam gia đại phát thần uy đánh hai tên làm mất mặt mũi, của Ngọc gia đuổi ra khỏi cửa. Hai tiếng kêu đau đớn vang lên cùng lúc, bốn chân của hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi chồng lên trời, cánh tay khua khoắng trên không trung từ trong bay ra ngoài đập xuống mặt đất thật nặng nề. Bộ dáng chật vật vô cùng. Còn Ngọc Tam gia đang hung dữ đuổi theo ra cửa, một tiếng hét lớn như trâu giống. Ta đánh hai tên bại hoại gia phong. Không tiền đồ, thấy rượu là uống không biết trời trăng gì.
Ngọc Tam gia hoàn toàn quên mất bản thân mình ngày hôm qua cũng vô dụng, như hai tên bại hoại gia phong trong miệng hắn, thậm chí còn hơn chứ không kém. Đang nói thì liền thấy một tên bận đồ trắng bay phất phơ đang đi bộ lại. Chính là Lăng Thiên, vẻ mặt cười tươi như hoa cúc, từ phía xa xa đã mở miệng bắt chuyện. Tam gia, hai vị Tiết huynh, thật sớm. Đến nào, thời tiết hôm nay thật tốt, ánh nắng ấm áp, trăm hoa nở rộ. Cùng uống một chén nhé. Đến lúc này ba người mới nhìn thấy trong tay Lăng Thiên còn cầm, theo một vò rượu vừa mới mở nắp, từng đợt hương rượu nồng nặc xông vào mũi. Ba người nhìn thấy bình rượu không hẹn mà cùng nôn ọe. Đôi mắt nhìn vò rượu ngon, mà bình thường họ còn yêu thích hơn cả tính mạng lại lộ ra một vẻ mặt giống, như nhìn kẻ thù giết cha. À không, rất giống như thấy được hồng hoang mãnh thú, trong đôi mắt ba gã võ lâm cao thủ để lộ ra sự sợ hãi. Những người hay uống rượu đều biết được sau khi tỉnh rượu xong, thì bản thân sợ nhất chính là mùi rượu. Lúc này ba người Ngọc Mãn Thiên đang đau đầu muốn chết mà Lăng Thiên lại cầm rượu đến. Hơn nữa còn e sợ ba người bọn họ không nghe, được mùi rượu còn mở cả áp ra trước. Lăng Thiên ung dung ngồi trước cái bàn bên dưới cây nho rót đầy rượu ngon vào bốn chén. Trên bàn, thần sắc nhiệt tình cực điểm, hào sảng vô cùng. Ba vị, đến uống rượu. Rượu ngon trước mặt, nhân sinh vui vẻ. Bạn từ phương xa đến cũng vui, có người đẹp bên cạnh cũng vui. Hôm nay chúng ta phải uống say một phen. Không say không về. Mời mời, cùng uống một chén này đi. Đừng có khách khí gì cả. Những tiếng mời mọc nhiệt tình vô cùng, lôi kéo ba người ngồi trên ghế trúc, mà không để ý đến vẻ mặt khóc không ra nước mắt của ba người họ. Yết hầu nhúc nhích không ngừng như đang nuốt cái gì. Không phải nuốt nước miếng mà là có một loại dục vọng muốn nôn mửa vô cùng. Ta có chức trách trong người, phải đi chiếu cố cho tiểu công chúa, ý tốt của công tử ta xin ghi nhớ. Cáo từ. Hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi đồng tâm đứng lên nói những lời này. Vừa nói xong thì cái mông như được đặt trên lò xo nhảy dựng lên chạy vội ra ngoài. Chỉ nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Đến lúc này Ngọc Mãn Thiên mới khôi phục tinh thần lại, đang muốn mở miệng thì Lăng Thiên đã nói. Chẳng lẽ Tam gia cũng muốn đi gặp tiểu công chúa sao? Ách! Ngọc Mãn Thiên ngại ngùng đặt cái mông vừa nâng lên một nửa xuống ghế lại, nhìn phương hướng hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi đi, mà trong lòng âm thầm chửi mấy ngàn lần. Ghê tởm, hỗn đản, chỉ lo chạy trốn cho bản thân mà lại để Tam gia ta ở đây. Lại còn đoạt lý do của ta nói trước nữa chứ. Ngọc Mãn Thiên mang theo ánh mắt xả thân chịu chết nhìn chén rượu Lăng Thiên mời, như nhìn rượu độc, trong đầu có chút mơ hồ, như có hơn 1000 con ong mật đang bay vù vù quanh đầu. Sáng sớm để cho một người chưa tỉnh rượu hoàn toàn uống rượu tiếp, việc như vậy mà Lăng Thiên cũng làm được. Nhìn thấy Ngọc Tam ra uống, cũng kha khá rồi thì đột nhiên Lăng Thiên thở dài một tiếng như ai oán cực điểm. Ngọc Mãn Thiên không hiểu tại sao hỏi. Này, tiểu tử ngươi sao lại thở dài như vậy? Lăng Thiên lại thở dài thêm một tiếng nữa nói. Trước kia Lăng Thiên ngồi đáy giếng nhìn trời, luôn tự cao tự nhưng hôm nay mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hôm qua đã biết được tin tức có rất nhiều cao thủ võ học tuyệt đỉnh đến thừa thiên. Những người này đều có công phu mạnh mẽ, vạn người không thể chống lại thật khiến cho người khác hâm mộ không thôi. Chỉ tiếc rằng không biết được vị đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết kia là ai. Nhất thời Ngọc Mãn Thiên tỉnh rượu hơn phân nửa cười lớn nói. Vạn người không chống lại thì chưa từng thấy qua. Nhưng đối phó với mấy trăm tráng hán chỉ biết cậy mạnh vẫn dư sức. Về phần thiên hạ đệ nhất, he he, khẳng định sẽ có nhưng không có ở thừa thiên các ngươi là được. Tuyệt đỉnh cao thủ mà Lăng Thiên nói đến khiến cho Ngọc Tam gia cho rằng, Lăng Thiên đang nói mình liền khiêm nhường đôi câu. Bất quá câu khiêm nhường này của hắn lại giống như là đang khoe khoang. Lăng Thiên nhíu nhíu mày như không đồng ý, một bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi. Ngọc Mãn Thiên ngẩn người. Tiểu tử ngươi có chuyện muốn nói thì nói. Làm bộ dáng như vậy để làm gì? Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Đương nhiên. Ách, mạo muội Lăng Thiên nói thẳng. Võ công của Tam gia xem như không tồi, nhưng những người đó chính là đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết đó. Thiên hạ đệ nhất, mặc dù khó xác định nhưng có thể sẽ cùng đẳng cấp với bọn họ gió. Tam gia sao còn nói không có ở thừa thiên đây? Ngụ ý rằng, so với cao thủ chân chính ta vừa nói ngài còn kém rất xa. Rượu trong yết hầu của Ngọc Mãn Thiên muốn phun ra ngoài. Gì? Tuyệt đỉnh cao thủ mà ngươi nói không phải là ta. Cái gì võ công của Tam gia coi như không tồi? Cái gì gọi là đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết? Gương mặt của Ngọc Tam gia rất khó nhìn. Lại có người xem thường Tam gia ta? Cái gì có bài danh trên cả ta? Cuộc đời của Ngọc Tam gia hận nhất là bị người khác xem thường. Người nói là ai? Khi hỏi những lời này thì Ngọc Tam gia nắm chặt chén rượu, đôi mắt mơ hồ toát ra một tầng lục quang mỏng manh. Lăng Thiên cứ làm như không nhìn thấy Ngọc Tam gia, như đang muốn bộc phát kia mà thở dài một tiếng đầy tiếc hận. Đổ thêm dầu vào một nhóm lửa đang bốc cháy hừng hực. Ta không hề xem thường Tam gia. Phải biết rằng những nhân vật đi đến thừa thiên lần này đều là những cao thủ cả.
Nghe đâu Tây Môn Thế Gia lần này đến đây chính là nhân vậy đứng thứ hai trong gia tộc, còn được xưng là đệ nhất cao thủ trong gia tộc Tây Môn Vô Hận. Còn Đông Phương Thế Gia lại phái nhân vật lớn nữa Đông Phương Kinh Lôi. Còn có Bắc Minh Kình Thiên của Bắc Minh Thế Gia, đệ nhất cao thủ Bắc Minh không? Nam Cung Thế Gia cũng cử nhân vật quan trọng đến, là người mà trong truyền thuyết võ công đã đến mức đăng phong tạo cực Nam Cung Thiên Hổ, đã tự mình đến đây. Mấy người đó có ai không phải là đại cao thủ nhất đẳng của một phái đây? Cho dù không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng ta nghĩ cũng không khác mấy. Nghe nói ngài là nhân vật thứ ba của Ngọc Gia. Quái, điều này. Thôi ta không nói nữa, Tam Gia ngài đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ. Những nhân vật Lăng Thiên vừa nói đều là những đệ nhất cao thủ của các đại thế gia. Thực lực của đám người này hoàn toàn không đáng nói đến, nhưng lọt vào mắt một thư sinh yếu đuối không hề biết võ công hoàn toàn khác hẳn. Ngẩng đầu nhìn gương mặt ngày càng khó coi của Ngọc Mãn Thiên, tên thư sinh yếu đuối kia quyết định đổ thêm chút dầu vào nữa. Lăng Thiên kề miệng sát vào tai Ngọc Mãn Thiên hỏi một câu như quan tâm vô cùng. Tam gia, mặc dù võ công của ngài cũng rất cao cường nhưng những người này đều là các cao thủ của đại gia tộc. Ta một người một lực, hơn nữa võ công của ngài như thế nào ta cũng có nghe ra rồi. Ngài nên cẩn thận nhé, vạn nhất xảy ra chuyện gì sao ta có thể nói chuyện với Băng Nhan được. Sắc mặt của Ngọc Tam gia hóa thành màu đen, gân xanh trên trán đập bình bịch, hàm răng nghiến ken két, đôi mắt như hai cái chuông như muốn lòi ra ngoài. Trong mắt với những mạch máu đỏ chẳng chịt thật đáng sợ. Dường như không hề phát hiện Ngọc Mãn Thiên đang nổi giận, Lăng Thiên suy nghĩ một chút liền vỗ tay một cái. Vậy đi, trong khoảng thời gian này Tam gia ở trong Lăng gia chúng ta nhé. Có câu cường long không áp quá đầu xà. Cho dù bọn họ lợi hại như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng ở tại Thừa Thiên lại đi gây phiền toái với Lăng gia. Như vậy thì không còn lo lắng cho an toàn của Tam gia nữa, cũng tránh cho Ngọc gia cùng các gia tộc khác tranh đấu. Thật là kế sách hoàn mỹ mà. Ý của Tam gia như thế nào? Nếu ngài còn lo lắng, thì để ta mời phụ thân phái một đội binh lính đến bảo vệ ngài. Dường như đã giải quyết một vấn đề khó khăn, Lăng Thiên thở dài một hơi bưng chén trà uống, vẻ mặt tươi cười nhìn Ngọc Mãn Thiên, như mình đã bán cho hắn một cái nhân tình thật lớn, thần sắc lại có bộ dáng như đang chờ Ngọc Mãn Thiên tạ ơn. 3. Chén rượu bạch ngọc trên tay Ngọc Mãn Thiên bị nắm nát bấy. Ngọc Mãn Thiên nổi giận hét lớn một tiếng. Tây Môn Đông Phương Nam Cung. Khinh người quá đáng. Tam gia há có thể cho qua dễ dàng như vậy. Ngọc Tam gia thật không nghĩ đến những người này còn chưa gặp mặt mình, thì sao có thể khinh người được. Tam gia bớt giận, để phòng tai vách mạch rừng. Nhẫn nại thì gió yên sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao. Lăng Thiên giả ngu ngơ ngồi khuyên giải, vỗ vỗ ngực làm bộ dáng mọi việc đã có ta. Tam gia yên tâm, có Lăng gia chúng ta ở đây, thì không một ai có thể động vào sợi tóc nhỏ của Tam gia được. Thôi uống rượu tiếp nào, một lát nữa ta đi tìm phụ thân. Người cố tình gây sự đến bây giờ vẫn còn vui vẻ uống rượu. Uống rượu. Chỉ sợ bây giờ đưa rượu tiên của Vương Mẫu nương nương đến trước mặt Ngọc Tam gia, cũng không có tâm trạng mà uống. Tam gia đột nhiên đứng phắt dậy, rồi bùng một tiếng phá thủng một lỗ hổng thật lớn ở giàn nho trên đầu, rồi bay lên trời. Lăng Thiên đau lòng không thôi. Đáng tiếc, cây nho của bổn công tử. Ngọc Tam gia giống như một con sư tử nổi điên, lông tóc cả người dựng thẳng đứng, vung tay áo đùng đùng đi ra ngoài nhanh như sao xẹt. Đôi mắt Lăng Thiên khẽ động liền chạy đến ôm lấy eo lưng vạm vỡ của Ngọc Mãn Thiên can ngăn liên tục. Ngọc Mãn Thiên làm như không nghe thấy gì tiếp tục đi về phía trước kéo Lăng Thiên đi sành sạch, hai dấu giày kéo dài trên nền đất. Một tiếng nổ vang cùng với âm thanh giống giận của Ngọc Tam gia đã kinh tỉnh mọi người. Ngọc Băng Nhan, Vệ Huyên Huyên, Lăng Thần, huynh đệ Tiết Lãnh đều chạy ra ngoài. Nhưng nào biết vừa ra liền thấy Lăng Thiên như bị treo lên thân thể hùng vĩ của Ngọc Tam gia, bị kéo đi về phía trước. Tam thúc, người làm gì vậy? Người đừng gây rối nữa. Còn không nhanh thả Lăng đại ca ra. Ngọc Băng Nhan sốt ruột la lớn. Hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi vội vàng chạy đến ngăn cản trước người Ngọc Mãn Thiên. Tam gia, có chuyện gì cũng từ từ nói. Từ từ con mẹ ngươi. Tâm tình Ngọc Mãn Thiên kích động vô cùng. Cút ngay. Lăng Thiên buông tay ra bởi vì Ngọc Băng Nhan đã đứng trước người Ngọc Mãn Thiên. Nhưng mà hắn đang nổi giận vô cùng liền thi triển khinh công được xem như là nhị lưu bay ra ngoài mất bóng dáng. Huỳnh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đuổi theo. Ánh mắt mọi người đều nhìn Lăng Thiên, trong ánh mắt mang theo sự nghi hoặc vô cùng, hiển nhiên đang chờ hắn giải thích. Ta cũng không biết. Lăng Thiên là một bộ dáng oan uổng vô cùng. Vừa rồi ta nói cho Tam gia về những người của các đại thế gia, nên Ngọc Tam gia liền đi tìm họ luận võ. Điều này không có quan hệ với ta chút nào. Ngọc Băng Nhan vừa bực mình vừa buồn cười hung hăng lườm hắn một cái. Không quan hệ với huynh mới là quỷ đó. Tốt quá nhỉ. Huynh dám dùng Tam thúc như con rối thế hả? Chờ muội nói rõ cho người rồi huynh cứ chờ Tam thúc về trừng phạt. Lăng Thiên ngẩn ra, nhìn Ngọc Băng Nhan.
nha đầu, không ngờ muội không ngốc chút nào à, cơ trí lắm. Vốn định làm bộ một phen để giấu giếm, nhưng không ngờ nha đầu kia nhìn có vẻ mơ mơ màng màng lại chính là nhân vật giả heo ăn thịt cọp. Ngọc Băng Nhan hừ một tiếng, thở dài một hơi nhìn Lăng Thiên, thần sắc có chút chua xót, đôi mắt vốn rất xinh đẹp đột nhiên tràn ngập một tầng hơi nước. Nhìn Lăng Thiên mà âm thanh Ngọc Băng Nhan đột nhiên u oán. Thiên ca, thật ra có một số việc huynh không nên gạt muội. Tiểu muội mặc dù là người của Ngọc gia nhưng vẫn là một phụ nữ. Một phụ nữ thì vô luận thế nào đi nữa, cũng không thể làm cho người trong lòng mình bị tổn thương cả. Từ khi muội đi đến Thừa Thiên thì huynh đã đến gần muội, huynh muốn lợi dụng muội, muốn gạt muội. Thiên ca người cho rằng muội không biết ư? Nhưng muội lại cam tâm tình nguyện để huynh lừa gạt, để cho huynh lợi dụng. Huynh biết không? Biết không? Chỉ vì muội thích huynh, thật sự thích huynh. Âm thanh của Ngọc Băng Nhan càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như hét lớn ra tâm sự bí ẩn nhất trong lòng cô gái ở trước mặt Lăng Thần và Vệ Huyên Huyên, nên cũng đã thấy rõ trong lòng nàng kích động như thế nào. Ói xong những lời này thì Ngọc Băng Nhan cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng, nghĩ đến Lăng Thiên vẫn lừa gạt chính mình, đến hôm nay vẫn còn làm như vậy đã nói rõ trong lòng hắn cảnh giác mình sâu nặng như thế nào. Nghĩ đến đây Ngọc Băng Nhan buồn bã vô cùng, rốt cuộc không nhịn được khóc thất thanh. Từng giọt lệ trong mắt rơi xuống như mưa, hai tay che mặt chạy vào trong phòng. Lăng Thiên ngây người, hắn biết việc này sẽ gây tổn thương rất lớn cho Ngọc Băng Nhan, khiến cho nàng không thể nhẫn nại được mới nói ra. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ áy náy vô cùng. Tâm kế của mình thật sự quá sâu sao? Thật sự là sai lầm rồi sao? Nếu hôm nay Ngọc Băng Nhan không mở rộng nội tâm, thì mình có phát hiện sai lầm của mình không? Nếu giữa hai người không có một tia tình ý này thì những việc mình làm có sai lầm không? Trong lòng Lăng Thiên âm thầm tự hỏi bản thân. Sẽ không? Ta không có sai. Nếu có sai thì sai ở chỗ ta là người của Lăng gia, mà ta cũng không phải là người tâm thường. Còn muội là người của Ngọc gia, ta có dã tâm, có mục tiêu của ta. Ngọc gia cũng có quyết định của mình. Lăng Thiên, ta và Ngọc gia xung đột chỉ là chuyện sớm muộn, không thể né tránh mà thôi. Việc ta muốn làm sẽ dung chuyển địa vị siêu nhiên của Ngọc gia, nên Ngọc gia sẽ không thể để cho ta thực hiện dễ dàng như vậy. Hai nhà đối địch là chuyện chắc chắn. Băng Nhan, chỉ vì ta là Lăng Thiên mà muội là mang họ Ngọc, cho nên khổ cho muội rồi. Xin lỗi. Ngọc Băng Nhan nằm trên giường, bờ vai khẽ rung động, nước mắt chảy như mưa. Nghĩ đến tính mạng của mình như hoa sắp tàn, nghĩ đến trách nhiệm mà mình phải mang trên lưng, nghĩ đến Lăng Thiên, khiến cho lòng nàng càng khó chịu. Tại sao ta lại là họ Ngọc? Tại sao ta lại mang tuyệt bệnh? Chẳng lẽ khi ta còn sống ông trời lại keo kiệt với ta như thế sao? Đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai nàng, Ngọc Băng Nhan ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt mang theo vài phần đau khổ, vài phần yêu thương của Lăng Thiên. Trong lòng Ngọc Băng Nhan đang tức giận muốn đánh Lăng Thiên một bạt tai nhưng lại không nỡ. Chỉ là hừ nhẹ một tiếng giận dỗi. Thân thể khẽ nhích muốn tránh khỏi hắn. Lăng Thiên tờ dài một tiếng, không để ý đến sự kháng cự của nàng, mà vươn hai tay ra ôm thân thể mềm mại ấy vào lòng. Nhan Nhi, là huynh lại lừa muội nữa. Nhưng với sự thông minh của muội thì muội thật không hiểu sao. Âm thanh của Lăng Thiên trầm thấp. Biết không, những lời nói của muội hôm nay đã mở một cái khóa trong tim huynh. Để cho huynh thống khổ nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn. Tiếng khóc của Ngọc Băng Nhan dần dần nhỏ lại rồi ngừng, rốt cục nàng cũng ngẩng đầu lên. Nàng không phải là một nữ tử ngu ngốc, lập trường của hai bên trong nỗi khổ của Lăng Thiên nàng hiểu rất rõ, nhưng hiểu rõ là một chuyện, tiếp nhận là một chuyện khác. Nhất là đối mặt với người trong lòng đang lừa gạt mình, thì nữ hài tử nào lại không động lòng chứ? Hôm nay chỉ là một lần phát tiết tâm tình vốn tích xúc đã lâu của Ngọc Băng Nhan, mà thôi. Không nhịn được nằm yên trong lòng Lăng Thiên mà không nói một câu gì. Nước mắt chảy xuống làm ướt đẫm vạt áo Lăng Thiên, nhưng tâm tình trong lòng đã dần dần bình tĩnh rồi. Lăng Thiên cười lớn. Ngọc Băng Nhan nằm trong lòng hắn cảm nhận sự rung động của bộ ngực kia. Nhan Nhi, hôm nay nói hết điều trong lòng cũng là chuyện tốt. Nhưng mà có một việc huynh cần phải nói trước với muội. Nghe âm thanh Lăng Thiên trịnh trọng như vậy nên Ngọc Băng Nhan ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ trong suốt như ngọc nhìn Lăng Thiên có chút nghi hoặc. Hai tay Lăng Thiên ôm chặt Ngọc Băng Nhan vào lòng. Nhan Nhi, hôm nay đã nói rõ những lời trong lòng rồi thì sau này huynh có lừa gạt muội thì muội cũng hiểu cho huynh chứ. Một lúc lâu sau, Ngọc Băng Nhan mới nói thật nhỏ. Rõ, có một số việc muội không nên biết đến. Vô luận là chuyện của Ngọc gia hay là chuyện của huynh, muội biết càng nhiều chỉ càng thêm thống khổ nhưng lại không làm được điều gì cả. Không bằng không biết. Lăng Thiên thở dài một tiếng. Ủy khuất cho muội rồi. Nhan Nhi, huynh biết muội quyết định như vậy là do muội không tự chủ được. Huynh cũng vậy. Ôi! Người của đại gia tộc, biết càng nhiều thì lưng đeo càng nặng. Với thân phận của Ngọc Băng Nhan, thì chỉ có thể làm như vậy với Lăng Thiên đã là chuyện không dễ dàng gì rồi.
óc lớn, thật lâu sau mới nhỏ đi một ít. Vì đạt được tình của Lăng Thiên phải buông tha cho ích lợi của gia tộc. Điều này đối với một thế gia đệ tử mà nói, thì sự lựa chọn như vậy rất khó tiếp nhận. Lăng Thiên không có giải thích gì, Ngọc Băng Nhan cũng không trách cứ. Trên thực tế trong lòng hai người hiểu rất rõ, nhưng nói chuyện trực tiếp như vậy cũng là lần đầu tiên. Hai người đều cảm giác sau chuyện này thì tâm tình bản thân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong lòng dù buồn bã vô cùng nhưng Ngọc Băng Nhan lại cảm thấy may mắn một chút. May mắn mạng ta không sống lâu nữa, nếu hai nhà động đao binh thì mình phải làm gì bây giờ? Lăng Thiên thấy tâm tình của nàng chậm rãi ổn định rồi liền khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tốt rồi, đừng khóc nữa con mèo nhỏ mít ướt ơi. Huynh còn phải đi xem tam thúc của muội đánh nhau với người ta kìa. Nào biết được Ngọc Băng Nhan vừa nghe những lời này liền ôm hắn chặt hơn. Không cho đi. Với võ công của tam thúc tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhìn khắp Thừa Thiên Thành này không một ai có thể là đối thủ của tam thúc cả. Đây cũng là lý do chính thức muội không giận. Huynh thật ngốc, thật ra chuyện này huynh lợi dụng Ngọc Gia chúng ta nhưng mà tam thúc cũng mượn cơ hội này hướng đến thiên hạ tuyên bố sự cường đại của Ngọc Gia. Cuối cùng ai đạt được nhiều chỗ tốt nhất cũng không biết à? Lăng Thiên cười lớn. Điều đó là đương nhiên. Nếu với võ công của tam thúc muội mà còn bị thiệt nữa thì ta sẽ không khích hắn đi làm gì. Nha đầu ngốc, vừa nói vừa véo nhẹ lên mũi của Ngọc Băng Nhan một cái. Hừ, Ngọc Băng Nhan hừ một tiếng, thay đổi một tư thế khác trong lòng hắn. Đã như vậy thì sao huynh còn muốn đi? Lăng Thiên không nhịn được thở dài một tiếng. Huynh vẫn muốn đi xem thực lực của bọn họ mà. Nha đầu ngốc của huynh à? Ngọc Băng Nhan cười cười xấu hổ, từ trong lòng hắn đứng lên. Đột nhiên nhớ lại mình vừa rồi khóc một trận thật lớn, cảm giác có chút không có ý tứ. Vậy kẻ ngốc này mau bước ra ngoài đi. Đừng ở chỗ này làm phiền bổn cô nương. Suy nghĩ một chút lại nói thêm một câu. Lăng thần tỷ tỷ và Huyên Huyên tỷ tỷ sẽ không cười người ta chứ? Lăng Thiên cười lớn. Sẽ không đâu. Nhìn thấy gương mặt Ngọc Băng Nhan lộ ra một nụ cười yên tâm mới nói tiếp. Các nàng đã cười rồi nên không cười mỗi lần nữa đâu. Khuôn mặt xinh xắn của Ngọc Băng Nhan đỏ ửng. Tất cả tại huynh, tại huynh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bây giờ muội phải làm gì? Lăng Thiên chớp mắt nói. Lương Phan. Lời vừa dứt thì bên hông đau đớn khiến hắn nhe răng ra, trong lòng thầm nghĩ mấy tiểu nha đầu này đều cùng một sư phụ dạy dỗ sao? Ngay cả thủ thế nhéo người lại giống nhau như đúc, đều dùng hai đầu ngón tay nắm một điểm rồi dùng sức quay tròn 360 độ. Xoa xoa phần eo bị nhéo, Lăng Thiên nhe răng nhếch miệng di ra liền nhìn thấy vẻ mặt danh mãnh của Lăng Thần và Vệ Huyên Huyên liền quát lớn một tiếng. Cười cái gì mà cười, còn không mau đi an ủi tiểu muội muội đi. Thật đau. Hai nàng cười duyên một tiếng cùng nhau tiến vào phòng, tiếp theo trong phòng truyền ra âm thanh cười đùa của hai nàng, và tiếng xấu hổ quẫn bách của Ngọc Băng Nhan. Lăng Thiên cười đi ra ngoài. Trải qua chuyện này Lăng Thiên và Ngọc Băng Nhan đều cảm giác được mối quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước dài. Dường như một số chướng ngại cản trở giữa hai người đã biến mất không còn chút nào. Chờ khi Lăng Thiên đi đến nơi ở của Tây Môn Thế Gia, thì đã nhìn thấy Ngọc Tam Gia đang tức giận từ bên trong đi ra. Hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi vẻ mặt chán nản đi sát theo sau. Trên mặt của Ngọc Tam Gia nhiều hơn một vết bầm, bất quá gương mặt của Ngọc Tam Gia có một hàm râu quai nón che bớt rồi, không chú ý sẽ không nhìn thấy vết bầm kia. Chuyện của nơi này đã xong rồi, từ bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ. Không biết là đệ nhất cao thủ của Tây Môn Thế Gia hay là đệ nhị cao thủ đây? Dù sao thì chắc cũng bị thương không nhẹ. Ngọc Mãn Thiên thấy Lăng Thiên đi đến liền cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tử kia, đây là nơi có thể nguy hiểm đến tánh mạng, ngươi còn đến làm gì? Lăng Thiên với một bộ dáng thở hổn hển nhảy từ trên ngựa xuống. Một mình Tam Gia đi đến đây, khiến cho Lăng Thiên không yên lòng chút nào nên mới đi theo. Có lẽ có thể giúp ngài được một phần nào. Ta vừa phái người báo tin cho phụ thân ta rồi, phỏng chừng một đại đội binh mã sẽ đến ngay nên Tam Gia không cần lo lắng. Hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi đứng một bên chừng mắt nhìn hắn. Cái gì mà một mình Tam Gia đi đến đây? Chẳng lẽ hai huynh đệ chúng ta không phải là người sao? Thật đáng giận mà. Ngọc Mãn Thiên nghe vậy rất cảm động. Nhìn Lăng Thiên thật lâu không nói ra một lời nào. Đột nhiên vỗ lên bờ vai của Lăng Thiên vài cái như muốn đánh gãy xương vai. Tốt, huynh đệ tốt, quả nhiên rất có ý tứ. Trách không được đại ca của ta lại coi trọng ngươi như vậy. Dừng lại mới nói tiếp. Huynh đệ, ngươi là người tốt, nhưng mà ta sẽ không dùng đến binh lính của phụ thân ngươi đâu. Những con tôm nhỏ bé ấy sao lọt vào mắt Tam gia ta được. Xoay người lại nói với Tiết Lãnh Tiết Phi. Các ngươi nhìn đi, cái này gọi là nghĩa khí đấy. Hiểu chưa hả? Nhìn bộ dáng các ngươi Tam gia ta muốn đánh thêm. Các ngươi không giúp thì thôi lại còn đi ngăn cản Tam gia nữa. Một cặp hỗn đản. Trong lòng Lăng Thiên khẽ chuyển. Vừa rồi Ngọc Mãn Thiên vô tình nói một câu khiến cho hắn chú ý.
trách không được đại ca ta lại coi trọng ngươi như thế. Những lời này Lăng Thiên ngẫm nghĩ một hồi lâu, từ trong đó hiểu ra rất nhiều ý tứ nên khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên. Thì ra là thế, trách không được Ngọc gia đột nhiên lại đến Thừa Thiên. Trong lòng hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi rối lên. Nếu không phải tiểu tử này chia rẽ, thì sao ngài lại có hành động điên cuồng một mình đi đánh nhau với các đại thế gia, chứ? Vì sao bây giờ hắn lại trở thành người tốt, mà hai huynh đệ chúng ta luôn trung thành và tận tâm lại trở thành hỗn đản? Thật sự là không biết xấu hổ. Không thể nói lý được. Tam gia, tiếp theo chúng ta đi nhà nào đây? Thật không cần binh mã phụ thân ta giúp đỡ sao? Lăng Thiên hỏi. Thật ra không hỏi cũng biết cách nơi đây, không xa chính là nơi ở của Đông Phương Thế Gia. Tiếp tục đi về trước một đoạn nữa chính là nơi của Bắc Minh Thế Gia. Sau đó vòng qua Mình Yên Lâu chính là khách Nam Cung Thế Gia đang ở. Quả nhiên, bàn tay to lớn của Ngọc Tam Gia phất lên. Phía trước chính là nơi ở của đám người Đông Phương Thế Gia sao? Tìm bọn họ đi. Trong lòng Tiết Lãnh không cam lòng bị Lăng Thiên dắt mũi đi như vậy liền tiến lên nói. Tam Gia, thật ra còn có một nhân vật so với tứ đại thế gia kia còn đáng khiêu chiến hơn. Võ công của tứ đại thế gia kia có chút yếu đuối. Quả nhiên, Ngọc Mãn Thiên cảm thấy hứng thú dừng lại hỏi. Là ai? Nhân vật lợi hại nào? Tiết Lãnh cười gian nhìn về Lăng Thiên một cái. Thiên hạ đệ nhất tài phiệt Tiêu gia đang ở Lăng gia đó thôi. Tam gia cần gì đi tìm chỗ xa? Hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi nhìn Lăng Thiên nở nụ cười đắc ý. Tiểu tử ngươi gây ra họa bây giờ họa đổ lên đầu nhà ngươi thì ngươi làm sao? Đứng yên nhìn sao? Bọn họ không hề biết ngay khi Tiết Lãnh nói ra những lời này, thì Lăng Thiên muốn ôm hôn hắn một cái. Thật sự là ý tốt mà, ta sao lại không phát hiện hai huynh đệ này thông minh vậy? Vì thỏ không ăn cỏ gần hang, nên khi Lăng Thiên khai chiến Lăng Thiên không nói đến Tiêu gia. Trong lòng còn đang rầu rĩ không biết phải làm sao mới kéo Tiêu gia vào được. Nếu như các thế lực khác đều bị yếu đi thì chỉ còn duy nhất Tiêu gia mà thôi. Điều này là chuyện Lăng Thiên không muốn nó xảy ra chút nào. Lăng Thiên thật không nghĩ đến vấn đề mình đang đau đầu như vậy, mà Tiết Lãnh tự cho bản thân thông minh đã nói ra. Thật đúng là đang muốn ngủ có người đưa chiếu tới, đang đói liền phát hiện trên trời rơi xuống một cái bánh thật lớn. Cơ hội tốt như vậy thì sao có thể bỏ qua? Nhưng Ngọc Tam gia lại có chút do dự. Như vậy không tốt lắm. Dù sao bọn họ ở tại Lăng gia, cũng phải cấp cho huynh đệ Lăng Thiên mặt mũi chứ. Lăng Thiên cười lớn, vung tay lên có vẻ hợp tình hợp lý. Tam gia sao lại nói vậy? Luận bàn võ học thì cần gì nể mặt tiểu đệ chứ? Tiểu đệ đồng ý vô cùng. Chờ Tam gia đánh xong mấy nhà này, thì Tiêu gia kia bất kỳ lúc nào Tam gia muốn đều có thể đến. Đúng rồi, bọn họ rất đông người. Để ta tìm thêm một vài người giúp sức nhé. Ngọc Mãn Thiên mừng rỡ. Huynh đệ ngươi thật tốt. Chúng ta đơn đả độc đấu chứ không phải là quần ẩu nên không cần phiền toái tiểu tử ngươi. Tam gia nhìn ngươi càng ngày càng thuận mắt. Nhất là trong nhà ngươi còn có thượng đẳng. Ách ách. Vài tiếng ách ách vang lên thật xấu hổ. Hiển nhiên Ngọc Tam gia muốn nói trong nhà ngươi còn có rượu ngon thượng đẳng kia, nhưng đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua mình đưa ra yêu cầu, nhưng tiểu tử này lại không đồng ý liền đem câu tiếp theo nuốt vào bụng. Xưng hô của Ngọc Tam gia chính là một vấn đề nghiêm trọng. Có lúc luôn miệng gọi tiểu huynh đệ nhưng lại xưng là Tam gia. Bất quá hắn lại bị câu nói của mình khiến trong lòng nhớ lại chuyện buồn. Nghĩ đến chuyện của Lăng Thiên chiều qua liền trừng mắt tên huynh đệ thân thiết này một cái. Trong ánh mắt có chút u oán khiến cho Lăng Thiên rùng mình. Gương mặt đầy lông tóc của Tam gia lại lộ ra một ánh mắt như vậy thật sự là. Đảo mắt đã đi đến trước của Đông Phương Thế gia. Ngọc Tam gia không đợi thủ vệ lên tiếng đã vươn tay ra. Gọi tiểu tử Đông Phương Kinh Lôi ra đây gặp Tam gia ta. Một tên thủ vệ có cục thịt thừa thật lớn trên mặt khiến cho gương mặt thoạt nhìn thật hung hãn. Vừa nghe Ngọc Mãn Thiên nói vô lễ vậy liền nổi điên. Là tên nào có dũng khí đến trước cửa Đông Phương Thế gia dương oai? Tam gia, ta chửi. Lão tử đây cũng là đại gia đây này. Súc sinh đáng chết. Tam gia tức giận vô cùng, đột nhiên tát ra một bạt tai với tốc độ thật nhanh đánh lên trên gương mặt của hắn. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, thân thể khôi ngô của đại hán làm một vài động tác có độ khó cao bay, về phía sau ngã xuống đất cái bịch. Một vòi máu trên mặt phun ra ngoài hơn 5 thước. Một cái tát của Ngọc Tam gia đã đánh bay cục thịt trên mặt hắn. Gã đại hán còn lại hoảng sợ chạy vào trong viện. Có người gây sự. Một tiếng hét lớn giống như âm thanh của vịt đực. Lăng Thiên cong người lại, hắn thật sự không kiềm chế được nên mới có người ho khan. Dường như Ngọc Tam gia rất hưởng thụ cảm giác này, bàn tay khẽ phất trường bào liền đi vào trong. Trong sân đã có hơn 10 người đứng với bộ dáng như gặp đại địch, đôi mắt nhìn Ngọc Mãn Thiên mà không hề che giấu lửa giận và sát khí trong lòng. Ánh mắt của Lăng Thiên dừng lại trên người đứng đầu. Đầu đội kim quan thân mặc ngân bào, vóc người cao nhất, gương mặt tuấn tú, hai hàm ria mép được cắt gọn gàng, tuổi khoảng 27-28. Xem ra đây là Đông Phương Kinh Lôi rồi. Thật không ngờ hắn còn trẻ tuổi như vậy.
Bên người hắn có một cặp huynh đệ song sinh giống nhau như đúc, so với hai huynh đệ Tiết Lãnh không khác bao nhiêu, bộ dáng khoảng 30 tuổi mà thôi. Xem ra đây là hai huynh đệ Hà Sử Lai, Hà Sử Khứ đây ư. Lăng Thiên nghĩ vậy liền quay mặt nhìn hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi. Những cặp song sinh trong thiên hạ không ít, thậm chí tam sinh, tứ sinh cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng hai cặp song sinh ở cùng một chỗ lại rất ít. Nhất là hai cặp song sinh có võ công cao cường đối mặt nhau lại càng hiếm thấy. Quả nhiên, dưới tình huống vốn dương cung bạt kiến này, khi bốn người nhìn lẫn nhau đều trợn mắt há hốc mồm. Ta ngất, quả nhiên không hổ là song sinh có tâm linh tương thông. Bốn người đều nói ra hai chữ này, vẻ mặt khiếp sợ y chang nhau. Lăng Thiên cười muốn vỡ cả bụng, ngay cả Ngọc Mãn Thiên hung hăng đi vào, và Đông Phương Kinh Lôi đang tức giận kia gặp bốn người kia như vậy, cũng phải mở to mắt, cằm muốn rơi xuống đất. Con mẹ nó, bốn người này, hai cặp song sinh ư. Một lúc lâu sau Ngọc Mãn Thiên mới phá vỡ tình cảnh này, trong miệng chật chật liên tục, ánh mắt nhìn bốn người như vật quý hiếm khiến cho bọn họ giận dữ vô cùng. Các hạ là ai? Cùng Đông Phương thế gia chúng ta có ân oán ư? Từ những lời này Đông Phương Kinh Lôi không hề biết đây là Ngọc Tam gia đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng một câu nói này của Đông Phương Kinh Lôi đã làm cho Lăng Thiên sinh ra một chút hảo cảm. Nên biết Đông Phương Kinh Lôi chính là thành viên của Hoàng thất Đông Triệu, nhưng khi thấy Ngọc Mãn Thiên đến gây chuyện, thậm chí còn động thủ đả thương người, nhưng hắn vẫn dùng phương pháp của người giang hồ giải quyết, mở miệng tự xưng là Đông Phương thế gia. Nếu hắn nói ta là Đại Triều Hoàng thất thì càng khiến cho Lăng Thiên coi thường hơn. Vô luận võ công của người này như thế nào đi nữa, nhưng thoạt nhìn cũng giống như là một nam tử Hán. Tam gia ta rảnh rỗi không có chuyện gì nên đến hoạt động gân cốt một chút. Lời nói của Ngọc Mãn Thiên có chút vô lý, nghiêng mắt nhìn Đông Phương Kinh Lôi. Càng xem càng thấy mái tóc được đối phương chải chuốt gọn gàng thật chói mắt. Cơ hồ chỉ với ánh mắt đầu tiên thôi Ngọc Tam gia đã kết luận Đông Phương Kinh Lôi là một người tô son chát phấn. Các hạ là Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia. Một hộ vệ bên cạnh Đông Phương Kinh Lôi lên tiếng khiến cho Đông Phương Kinh Lôi giật mình, ánh mắt khiếp sợ nhìn Ngọc Mãn Thiên, gương mặt khổ sở vô cùng. Sao hắn lại đến Thừa Thiên? Sát tinh này sao lại tìm đến cửa? Rốt cục là ai chọc hắn chứ? Đúng, chính là Tam gia ta. Ngọc Mãn Thiên hét mũi lên trời, lời nói không chút khách khí gì. Nghe nói lần này Đông Phương thế gia các ngươi hùng hổ đi đến Thừa Thiên. Thật sự là uy phong à nha, lại không đặt Tam gia ta vào mắt nữa. Tốt, tốt lắm. Đông Phương Kinh Lôi không biết phải nói gì. Chớ nói đến chúng ta với khí thế hùng hổ đi đến Thừa Thiên, Ngọc Tam gia ngươi làm gì được sao? Ngọc gia ngươi cho dù có mạnh mẽ hơn nữa thì gia nghiệp vẫn đặt tại Bắc Ngụy. Cho dù biến hóa nhanh chóng như thế nào đi nữa, cũng không thể trở thành địa đầu xà tại Thừa Thiên chứ. Tam gia hiểu lầm. Chuyện cho đến bây giờ rồi thì Đông Phương Kinh Lôi muốn đem chuyện này bỏ qua một bên không truy cứu làm gì. Dù sao Ngọc Mãn Thiên chỉ là một mãng phu thôi, nhưng sau lưng hắn là một con quái vật khiến người khác phải bận tâm ba phần, không thể không cấp mặt mũi cho hắn được. Cho dù là tức giận đi chăng nữa cũng phải nuốt giận xuống. Tam gia ta không hiểu lầm. Hôm nay tìm đến là để đánh nhau với các ngươi mà. Ngọc Mãn Thiên nói lớn. Hai huynh đệ Hà Sử Lai, Hà Sử Khứ bước lên trước với sắc mặt dữ tợn. Vương gia, nếu Ngọc Tam gia cố ý đến luận bàn võ học, thì để cho hai huynh đệ chúng ta lãnh giáo mấy chiêu. Dừng tay. Nơi này là nơi các ngươi có thể nói chuyện sao? Lui ra. Đông Phương Kinh Lôi mở miệng trách mắng hai người nhưng ánh mắt lại nhìn Lăng Thiên. Xin hỏi vị công tử này là? Lăng Thiên cười lớn. Tại hạ là Lăng Thiên xin ra mắt vương gia. Thì ra là Lăng công tử. Đông Phương Kinh Lôi ồ một tiếng, ánh mắt nhìn Lăng Thiên có chút thâm ý. Từ khi còn ở Đông Triệu đã ngưỡng mộ đại danh công tử lâu rồi. Phong thái của công tử quả nhiên bất phàm. Gặp mặt hơn xa nghe danh. Trong lòng Lăng Thiên vừa chuyển, đây là khen ta hay là mắng ta đây? Chỉ là ngữ khí của Đông Phương Kinh Lôi không có chút khinh thị, châm chọc nào mà là thận trọng vô cùng. Nếu như là châm chọc, thì Lăng Thiên không thèm để trong lòng làm gì nhưng thái độ lần này của Đông Phương Kinh Lôi đã làm cho Lăng Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngọc Mãn Thiên thiếu kiên nhẫn. Này, ta nói Đông Phương Kinh Lôi ngươi nghe, rốt cuộc có đánh hay không? Để cho bọn họ đến hay là ngươi đến? Ta thấy hai tiểu tử kia không thuận mắt chút nào. Để cho hai bọn họ lên đi, tam gia ta đánh xong liền rời đi. Đông Phương Kinh Lôi cười lớn, đột nhiên thần sắc ngưng trọng. Hai người bọn họ không phải là đối thủ của tam gia đâu. Để cho Kinh Lôi lĩnh giáo tam gia vài chiêu vậy. Nếu Kinh Lôi đánh không lại mong tam gia lưu tình một chút. Vẻ mặt của Ngọc Mãn Thiên không thoải mái chút nào. Luận võ cần gì phải chú ý lắm thế. Nhấc tay là không lưu tình. Con mẹ nó, ngươi làm ta thật khó chịu. Nhanh đến đây đi. Đông Phương Kinh Lôi bình tĩnh lùi về phía sau một bước. Tay trái vén trường bào dắt trên thắt lưng rồi ôm quyền. Ngọc Tam gia, mời chỉ giáo. Trong nháy mắt, khí thế của Đông Phương Kinh Lôi có chút kỳ quái.
mơ hồ có cảm giác sừng sững như Thái Sơn, có một loại khí thế lẫm liệt. Trong miệng Ngọc Mãn Thiên khẽ ồ ồ hai tiếng rồi cười. Thì ra tiểu tử ngươi có chút tài. Sợ rằng không hề dưới những đối thủ mà hôm nay Tam gia ta gặp phải. Đông Phương Kinh Lôi mỉm cười, đột nhiên bay lên, dẫm chân xuống đất vọt lại. Lăng Thiên chú ý bước chân của Đông Phương Kinh Lôi, hắn cảm thấy như Đông Phương Kinh Lôi đang chạy thẳng đến, nhưng mỗi bước chân đều khẽ di chuyển những phương hướng trái ngược nhau, tốc độ tăng lên theo mỗi bước chân. Đến khi vọt đến trước người Ngọc Mãn Thiên thì tốc độ của Đông Phương Kinh Lôi đã nhanh hơn, gấp 3 lần khi hắn bắt đầu đi đến. Đúng là thân pháp thần diệu. Tam gia, tiếp ta một quyền. Giữa không trung vang lên tiếng sấm chớp thật lớn, bàn tay phải của Đông Phương Kinh Lôi đánh ra kia trong mắt của Lăng Thiên, và Ngọc Mãn Thiên nhìn có vẻ như đánh thẳng đến nhưng thật ra đầu tiên nhếch ra ngoài một chút, sau đó lại thu về một lần rồi mới cùng mãnh đánh về phía trước. Uy lực một quyền này đã bao phủ những phạm vi mà Ngọc Mãn Thiên có thể tránh né. Thế công mặc dù có vẻ như thong thả nhưng Ngọc Mãn Thiên không thể tránh khỏi quyền này. Một quyền đánh ra giống như trời đất rung chuyển, núi lửa bộc phát. Chỉ nhìn một quyền đơn giản này, thôi đã thấy rõ Đông Phương Kinh Lôi muốn dùng một chiêu phân rõ thắng thua. Người này thoạt nhìn có vẻ văn nhã, nhưng ai nghĩ đến khi vừa động thủ đã cuồng bạo như vậy. Ngọc Mãn Thiên hét lớn một tiếng. Tốt! Hạ thắt lưng xuống đánh một quyền tràn đầy lực lượng ra nghênh đón. Tính tình của hắn rất nóng nảy, một quyền trực diện như vậy, càng thỏa mãn tâm ý hắn nên ý chí càng tăng thêm 3 phần. Một tiếng kinh thiên vang vọng. Hai quyền va chạm vào nhau khiến cho kình khí tứ tán, bụi đất bay khắp nơi. Đông Phương Kinh Lôi thầm nghĩ không ổn. Thực lực của Ngọc Mãn Thiên vượt xa sự dự đoán của hắn. Một ngụm máu chạy lên yết hầu, dưới chân vội vàng bước lùi về sau 7-8 bước, lắc lư thân thể một lúc mới bình tĩnh lại. Ực một tiếng nuốt lại ngụm máu tại yết hầu vào trong, gương mặt đỏ bừng. Ngọc Mãn Thiên cũng không dễ chịu gì, để lại 5 dấu chân thật sâu dưới nền đất, ngực hít thở phập phồng. Đôi mắt nhìn Đông Phương Kinh Lôi tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ đến một tên có vẻ thư sinh này lại có công lực mạnh mẽ như vậy. Mặc dù Đông Phương Kinh Lôi lui về sau, nhưng đôi mắt nhìn chăm chú vào phản ứng của Ngọc Mãn Thiên. Một lúc sau mới cười khổ. Tam gia không hổ là cao thủ đỉnh cấp của Ngọc gia. Ta thua. Bản tính của Đông Phương Kinh Lôi rất kiêu ngạo. Hắn định ra vẻ dùng toàn lực đánh với Ngọc Mãn Thiên một kích. Bản thân mình có chân khí thần diệu của Ngạo Thế Tiềm Long Điển hộ thân, nên không bị thương gì. Sau đó sẽ lại ra vẻ bị yếu thế nhận thua vừa, để thỏa mãn dục vọng của Ngọc Mãn Thiên lại vừa có thể bảo toàn được thực lực, để tạo sơn quan hổ đấu, quan sát Ngọc Mãn Thiên đi khiêu chiến các thế lực khác. Mặc dù Ngọc Mãn Thiên chính là nhất lưu cao thủ của Ngọc gia, nửa năm trước từng đánh bại Diệp Bạch Phi, nhưng theo tính toán của Đông Phương Kinh Lôi, thì thực lực bản thân mình tuyệt đối ở trên Ngọc Mãn Thiên. Trong lòng lại sợ hai huynh đệ Hà Sử Khứ Hà Sử Lai đánh khiến cho Ngọc Mãn Thiên nổi giận, vô luận là ai thắng ai thua kết quả không tốt đẹp gì. Cho nên hắn mới cự tuyệt yêu cầu của hai huynh đệ kia, đổi thành bản thân mình ra đánh. Trong lòng có chút không phục, không cam lòng võ công của mình như vậy, mà không có cơ hội cùng so chiêu với cao thủ. Hắn tin rằng mình ra đánh với Ngọc Mãn Thiên chính là kết cục tốt nhất. Nhưng điều hắn không ngờ chính là võ công của Ngọc Mãn Thiên lại cao như vậy. Một quyền gần như toàn lực của mình lại dùng đến độc môn tâm pháp của Đông Phương Thế Gia lại bị nội lực Ngọc Mãn Thiên bức ngược trở về khiến cho nội tạng bị thương nghiêm trọng. Vốn có ý muốn kế sách giả vờ suy yếu lại trở thành như vậy, khiến cho Đông Phương Kinh Lôi buồn bực vô cùng. Tất cả những điều này là do mình đánh giá thấp Ngọc Mãn Thiên tạo thành. Theo tình báo mình có được thì thực lực của Ngọc Mãn Thiên không hề mạnh mẽ như vậy. Thật sự là thất sách mà. Thật ra Ngọc Mãn Thiên có võ công cao cường, như vậy là do hắn có cá tính võ si. Trận chiến với Diệp Bạch Phi nửa năm trước hắn bị trúng 7 kiếm và chỉ thắng thảm. Biến xấu hổ thành lực lượng, nửa năm qua Ngọc Mãn Thiên dốc lòng tu luyện, nên đã đưa thực lực bản thân đột phá nhiều lần đạt đến Kim Ngọc hạ phẩm đỉnh. Trên đường đến Thừa Thiên lại chịu thiệt hại dưới tay Lăng Thiên, nên Ngọc Tam gia luyện công ngày càng cần cù, tiến cảnh càng nhanh chóng. Bây giờ Đông Phương Kinh Lôi đã thất bại. Nhìn thấy hộ vệ của mình đều phẫn nộ vô cùng liền vội vàng mở miệng nhận thua. Nếu không thì sẽ dẫn đến một hồi đại chiến. Một khi hỗn chiến bắt đầu vô luận ai thắng ai thua đi nữa, thì Đông Phương Thế Gia vĩnh viễn trở thành địch nhân của Ngọc Gia. Người trong cuộc u mê, người ngoài tỉnh táo. Lăng Thiên đứng một bên quan sát cuộc chiến này, đối với ý định của Đông Phương Kinh Lôi hiểu rất rõ. Bởi vì chỉ cần động não một chút, nếu như đặt bản thân mình tại vị trí của Đông Phương Kinh Lôi, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Nhưng Đông Phương Kinh Lôi lại phạm phải một sai lầm. Hắn không nên thúc giục Ngạo Thế Tiềm Long Điển, vì vậy đã khơi dậy toàn bộ đấu trí và thực lực của Ngọc Mãn Thiên. Khéo quá hóa vụng về. Đông Phương Kinh Lôi cũng đã cấp cho Lăng Thiên một ấn tượng không tồi. Nhìn hắn mạnh mẽ nuốt ngụm máu vào trong không phải là vì bảo vệ thể diện mà là không muốn mất đi nguyên khí bản thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra Ngạo Thế Tiềm Long Điển có chút thần diệu,
nhất là khi hắn chủ động nhận thua lại không mất đi phong phạm chút nào. Chỉ riêng phần khí độ này thôi cũng đã hơn rất nhiều người. Ngọc Mãn Thiên thở hổn hển vài hơi, cười lớn nói. Thống khoái. Trận chiến hôm nay thật thống khoái. Cùng với trận chiến với tiểu tử áo đen trước kia rất đã ghiền. Đông Phương Thế Gia quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ với danh tiếng đệ nhất cao thủ Đông Phương Kinh Lôi. Đông Phương Kinh Lôi cười khổ một chút. Vừa rồi hắn không muốn bị mất đi nguyên khí nên mới nuốt ngụm máu ấy vào lại, nhưng cũng tổn hại sức khỏe vô cùng. Sắc mặt tái nhợt. Nếu Tam gia đã hết ghiền rồi thì mời ngài vào trong uống trà nói chuyện một phen. Mặc dù hắn bị trọng thương nhưng không hề quên đi sứ mạng của mình. Hắn muốn thừa dịp Ngọc Mãn Thiên đối với mình có vài phần hảo cảm này, mà có thể lôi kéo Ngọc gia trở thành minh hữu, thì đó chính là một chuyện tốt cỡ nào. Bị trọng thương như vậy cũng rất đáng. Ngọc Mãn Thiên đánh giá hắn từ trên xuống dưới một cái. Ngươi nên dưỡng thương cho tốt đi. Ta còn phải đi gặp Bắc Minh Thế Gia và Nam Cung Thế Gia. Hy vọng bọn hắn có cao thủ giống như ngươi vậy. Cáo từ. Đông Phương Kinh Lôi mỉm cười thi lễ. Như vậy không phiền Tam gia nữa. Thần thái tự nhiên vô cùng như việc vừa rồi không hề xảy ra vậy. Trên mặt Lăng Thiên ẩn chứa một nụ cười ôn hòa nhìn Đông Phương Kinh Lôi, trong lòng đã xác định được địa vị của Đông Phương Thế Gia. Từ việc có thể dạy ra một đệ tử xuất chúng, như Đông Phương Kinh Lôi này mà nói thì Đông Phương Thế Gia không hề tầm thường. Nhưng không biết đệ tử của Nam Cung Thế Gia có đầm rồng hang hổ, như Đông Phương Thế Gia này không? Đông Phương Kinh Lôi cũng mỉm cười nhìn Lăng Thiên. Vài ngày nữa Kinh Lôi sẽ đi bái phỏng Lăng công tử. Đến lúc đó nhất định sẽ cung kính nghe lĩnh giáo. Mong ngày đó công tử sẽ không bận gì. Lăng Thiên cười lớn. Vương gia khách khí rồi. Nhưng trong lòng lại âm thầm kinh sợ. Ánh mắt của Đông Phương Kinh Lôi này không hề đơn giản, giống như ẩn chứa một dụng ý đặc biệt. Rốt cuộc là dụng ý gì? Nhìn đám người Lăng Thiên và Ngọc Mãn Thiên rời đi, mà sắc mặt của Đông Phương Kinh Lôi từ tái nhợt chuyển sang xám trắng, như không thể kìm nén được nữa liền vội vàng quay về phòng dưỡng thương. Võ công tâm pháp của Ngọc Tam gia quả nhiên bất phàm, vượt xa các thế gia khác. Ngay cả Ngạo Thế Tiềm Long Quyết nổi tiếng cả đại lục cũng không phải là đối thủ. Lăng Thiên nhìn bóng dáng Ngọc Mãn Thiên mà trong lòng âm thầm đánh giá. Địa điểm tiếp theo chính là nơi ở của Bắc Minh Thế Gia. Giống như suy đoán của Lăng Thiên, Ngọc Tam gia vẫn đánh thắng. Bắc Minh Thế Gia Bắc Minh không xưng là đệ nhất cao thủ, nhưng dưới công kích cuồng bạo của Ngọc Tam gia đã bị thương không nhẹ. Điều này khiến cho Lăng Thiên có chút kinh ngạc. Ngọc Mãn Thiên tuy có võ công rất cao, thậm chí chỉ yếu hơn Vô Thượng Thiên Diệp Khinh Trần một chút mà thôi, nhưng trong lòng Lăng Thiên thì võ công của Ngọc Mãn Thiên không thể cao đến trình độ như vậy được. Trải qua hai trận ác chiến với Đông Phương Thế Gia và Tây Môn Thế Gia, vậy mà Ngọc Mãn Thiên còn có thể thoải mái đánh bại Bắc Minh không? Nên biết sức người có hạn, cũng phải đến lúc cạn kiệt mà thôi. Võ công của Ngọc Mãn Thiên tuy rằng rất cao nhưng không phải không bị kiệt sức. Nhưng không ngờ hắn càng đánh càng hăng khiến cho Lăng Thiên không thể nào hiểu nổi. Dựa theo suy đoán của Lăng Thiên, thì Ngọc Mãn Thiên có thể chiến thắng Bắc Minh không nhưng không phải thoải mái như vậy. Tiếp đó đi đánh với Nam Cung Hổ với cục diện lưỡng bại câu thương mới đúng chứ. Nhưng Ngọc Mãn Thiên vẫn dũng mãnh vô cùng, đánh cho đến bây giờ vẫn còn hăng hái bừng bừng. Điều này so với suy đoán của Lăng Thiên khác thật xa. Theo ý nghĩ của hắn thì những đối thủ của Ngọc Mãn Thiên không thể hơn Lăng Kiếm được, nhưng cũng không cách biệt xa quá. Hơn kém nhau chỉ một bước nhỏ mà thôi. Thậm chí Đông Phương Kinh Lôi, Bắc Minh không có trình ngửa Lăng Kiếm. Khi Ngọc Mãn Thiên đánh với Lăng Kiếm là một trận đánh thảm thiết, nhưng tại sao lại hôm nay lại dễ dàng đánh thắng ba trận như vậy? Từ khi rời khỏi nơi ở của Bắc Minh Thế Gia, thì Lăng Thiên khoác tay lên vai Ngọc Mãn Thiên thật thân thiết, vừa cất tiếng khen ngợi vừa âm thầm phóng ra một tia thần thức rất nhỏ kèm theo một luồng nội lực, như một sợi tơ tiến vào trong thân thể dò xét kinh mạch của Ngọc Mãn Thiên, liền kinh ngạc phát hiện công lực Ngọc Mãn Thiên có chút hao tổn, nhưng không đến tình trạng nghiêm trọng như Lăng Thiên suy đoán. Đây là tại sao? Lăng Thiên chỉ từ một mặt võ học để suy đoán nên đã đi vào ngõ cụt. Ba người cùng Ngọc Mãn Thiên đánh nhau kia đều là cao thủ nhưng không có chiến đấu sống chết, như khi đánh với Lăng Kiếm. Cùng đánh với những người này chỉ là luận bàn võ công mà thôi, khí độ bình thản. Hơn nữa, khi giao thủ không có ý tứ ngươi sống thì ta chết, tuy giơ tay nhấc chân đều không lưu tình nhưng tuyệt đối không phải là đánh nhau sinh tử. Nhưng trận đánh với Lăng Kiếm hoàn toàn khác, đó chính là một trận đánh sinh tử. Mỗi một chiêu Lăng Kiếm đánh ra đều dùng mạng đổi mạng, một khoảnh khắc đều trôi qua đều trải qua ánh mắt tử thần vài lần. Điều này cùng với việc luận bàn võ thuật tầm thường khác xa nhau, hơn nữa thân pháp khinh công của Lăng Kiếm đều được Lăng Thiên chân truyền, quỷ dị khó lường lại kèm với một cỗ sát khí lăng lệ trên người ảnh hưởng đến tâm lý của Ngọc Mãn Thiên khiến cho hắn không có thời gian hít thở. Mà trong trận chiến hiện tại Ngọc Mãn Thiên rất thoải mái, nội lực của hắn đã đạt đến cảnh giới tiên thiên chi cảnh, sinh sôi không ngừng cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa xung trận đều thắng, khí thế như thủy triều thì sao có thể cảm giác mệt được.
đạo lý trong đó Lăng Thiên không thể nào hiểu rõ hoàn toàn được. Phía trước chính là Mình Yên Lâu. Hôm nay Mình Yên Lâu không giống với trước kia nữa mà có bộ dáng nghiêm chỉnh vô cùng. Hơn 100 người đang đứng dưới lầu chỉ trò díu ra díu dít, không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ trên mái nhà cao mấy chục trượng thả xuống một tấm vải thật lớn, những chữ to toát ra kim quang lập lòe lớn bằng nửa căn phòng. Nhưng chỉ là một cặp đối mà thôi. Vế trên là Tụ Bát Phương Hào Kiệt. Vế dưới là Yến Thiên Hạ Anh Hùng. Hoành Phi là Minh Yên Cung Hậu. Đến khi mọi người đến gần mới phát hiện cách mặt đất trượng còn có một tấm vải hồng lớn, bằng căn phòng dán lên tường. Thiên Hạ Anh Hùng tề tụ về Thừa Thiên khiến cho tiểu dân như ta vui vẻ không thôi. Bản lâu đối với việc thấy uy danh của tám đại thế gia yêu thích không thôi, vì biểu hiện sự mến khách của Thừa Thiên chúng ta, vì để chiêm ngưỡng Thiên Hạ Anh Hùng hào hiệp, nên hôm nay Mình Yên Lâu mở rộng cửa chào mừng quý khách, mời tám đại thế gia tại bảy quốc tiến vào ở miễn phí. Lấy tài cán nhỏ bé của bản thân để lưu lại một giai thoại tại Thừa Thiên này. Thiên Hạ Anh Hùng có dám đến không? Phía dưới chính là bản phân công lầu cát, nơi sinh hoạt của tám đại thế gia. Toàn bộ miễn phí. Mình Yên Lâu này thật có tiền mà, không phải là những thanh lâu bình thường có thể so sánh được. Ngọc Mãn Thiên nói thầm một tiếng, vẻ mặt của hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi cũng khiếp sợ vô cùng. Chỉ có Lăng Thiên là cười khổ. Tối hôm qua hắn muốn Cố Tịch Nhân dùng thiên hương cát để mời khách, nhưng không nghĩ rằng người này lại đem cả Mình Yên Lâu ra làm. Chuyện này tạo ra động tĩnh thật lớn. Phách lực, quyết định như vậy khiến cho Lăng Thiên hài lòng vô cùng. Cố Tịch Nhan quả là người có thể làm đại sự. Mình Yên Lâu làm vậy sẽ khiến cho các thế lực cảm thấy nghi ngờ hành động này có mục đích gì, nhưng nghi ngờ cũng tốt, cố kỵ cũng vậy. Chỉ cần có một nhà tiến vào thì các gia tộc khác cũng phải vào thôi. Có lẽ đây là cái bẫy nhưng ở trước mặt các thiên hạ anh hùng thì không thể làm mất thể diện gia tộc mình được. Nhất là tám chữ cuối cùng kia đã đưa tám đại thế gia vào một ngõ cụt. Thiên hạ anh hùng có dám đến không? Ý nói rất rõ ràng. Dưới ánh mắt của thiên hạ mà các ngươi không dám đến đây thì về nhà đi là vừa, đừng có lăn lộn trên giang hồ làm gì. Có gì mà không dám? Ngọc Tam gia thấy được chút ẩn ý phía sau hai câu kia, nhất thời nhảy dựng lên. Tiết Lãnh, một lát nữa trở về chuẩn bị một chút, đưa ta tới Mình Yên Lầu, xem hắn có cái quỷ kế gì, chẳng lẽ lão tử sợ hắn sao? Ta dù sao cũng là một đại anh hùng, đại hào kiệt. Tiết Lãnh, Tiết Phi quay mặt nhìn nhau không dám mở miệng u gì. Chứng kiến cảnh này, cả hai người đều sớm biết có muốn cũng không được nữa rồi. Tam gia nhà mình tính tình sốc nổi, một chút cũng không nhịn. Trừ phi lão không nghe không thấy, còn không dù biết rõ tối nay tiến vào, sáng mai đầu có thể không còn trên cổ. Lão vẫn nhất định không bỏ qua, nhất định phải nhúng tay vào. Hơn nữa hiện giờ cả gia tộc ở đây chỉ có mỗi tam gia, đúng là trong núi không còn cọp, khỉ cũng trở thành đại vương. Tiểu công chúa mặc dù đang ở đây nhưng rõ ràng là không thể lay chuyển được Ngọc Tam gia. Nghĩ vậy hai người không khỏi đồng thanh thở dài. Gia chủ à, lão nhân gia phái ai khác tới Thừa Thiên không được sao? Tự dưng lại để vị tổ tông này tới đây, thật là muốn giết người mà. Người này cho ra khỏi nhà mà không có ai kiềm chế, khả năng rước họa vào thân luôn là rất lớn, không những thế còn có thể ảnh hưởng tới uy tín cả gia tộc không chừng. Tràn ngập một khối lửa giận hừng hực trong lòng cộng với tâm lý đại thắng cổ vũ, Ngọc Tam gia hùng hùng hổ hổ bạo khí phát tán mạnh mẽ chạy thẳng tới khách điếm nơi Nam Cung gia tộc đang trú ngụ. Lão không nói một lời, đá mạnh một cái, cánh cửa to đùng của khách điếm bay thẳng vào trong, sau đó hùng hổ đi vào đập phá bàn ăn lung tung khắp nơi. Nam Cung Thiên Hổ cũng là một người tính tình giống hệt Ngọc Tam gia, vốn đã sớm xem Ngọc Mãn Thiên không vừa mắt, báo hại mình trốn tránh trong phòng Nam Cung Thiên Long mấy lượt, giờ lại thấy hắn ta chạy tới đây phá phách không coi ai ra gì, hừng hực lửa giận xông thẳng ra. Nhìn hai người lúc này, giống như hai con trâu trọi chỉ đợi tín hiệu của chủ trò để xông vào nhau. Đồng loạt hai tiếng giống cùng ngân lên. Hai đối thủ lao thẳng vào nhau giống như thiên lôi gặp địa hỏa, rồi sau đó liên tục là tiếng bịch bịch, bang bang vang lên. Cả hai người đều chỉ công mà không thủ, người đánh ta một quyền, ta liền đánh lại người một quyền. Đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tung hết sức ra để đánh nhau giữa khách điếm, đủ biết không khí náo loạn tới mức nào. Nhưng trận đấu cũng chỉ kéo dài độ nửa canh giờ, tình hình thắng thua nhìn qua đã hiểu ngay rồi. Nam Cung Nhị ra mặt đỏ như gấc, ngã lăn trên mặt đất, cẩm bào trên người đã bị xé nát vụn. Lộ ra một thân thể da thịt vừa xanh vừa tím, lại lồi lõm nhiều chỗ. Hắn nằm trên mặt đất thở hồng hộc từng ngụm, đôi mắt mặc dù vẫn bắn ra chiến ý cuồng nhiệt nhưng rốt cuộc cố gắng mấy, cũng không đứng lên được nữa. Ngọc Tam gia thế như Thái Sơn, ngửa mặt đắc thắng cười lớn mắt hùm mở to của lão giờ nhìn như mắt mèo, trên mặt chỗ xanh chỗ đỏ, trên đầu cũng lộ rõ mười mấy cục u lồi lên, giống như đầu của Phật Thích Ca Mâu Ni, một thân cẩm bào giờ cũng trông không khác gì y phục của một tên khất cái, khóe miệng lộ vài vết xanh tím. Thân thể lão giờ đau đớn khắp nơi, hơi thở mệt nhọc nhưng trong miệng vẫn không ngớt nói đã quá.
Nói vậy trận đấu này dù sao cũng khiến Ngọc Tam gia cảm thấy thoải mái, lúc hắn rời đi cũng không giấu nổi ánh mắt pha chút lưu luyến nhìn Nam Cung Thiên Hổ. Buổi tối, Lăng Thiên cởi trần nằm trên giường, nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay cảm thấy trong lòng như loạn lên, tê dại một chút, không khỏi có chút bế tắc, không biết bắt đầu thế nào. Ánh trăng vẫn êm ái lẳng lặng chiếu vào từ cửa sổ, soi lên giường, lộ ra một mảnh nhũ bạch tinh khiết như ảo mộng. Lăng Thần giống như một con mèo nhỏ, cuộn tròn lại trong lòng Lăng Thiên, nàng sớm đã tiến nhập mộng đẹp rồi, không biết đang mơ tới cái gì mà trên mặt lộ vẻ tươi cười hạnh phúc ngập tràn, đôi tay ngọc ôm chặt cổ Lăng Thiên. Chính mình là người an bài cho Ngọc Tam gia triển khai trận đánh liên hoàn, với tứ đại thế gia, dù gì cũng là một trò bậy mình đạo diễn. Tuy vậy, cho dù Ngọc gia chủ Ngọc Mãn Lâu biết chuyện này, không chừng cũng không phản đối. Nên hiểu rằng trong mọi việc luôn có người được người mất, mà bản thân mỗi người cũng có cái được cái mất. Lăng Thiên, dù là lợi dụng sự lỗ mãng của Ngọc Mãn Thiên để chèn ép thế lực khắp nơi, cái này đương nhiên đồng thời làm suy yếu đi thế lực mấy đại thế gia đang ở Thừa Thiên, tuy nhiên nó cũng đồng thời mang danh tiếng của Ngọc gia đẩy lên tận trên đỉnh núi. Ngọc gia quả không hổ là ngàn năm đệ nhất thế gia. Một gia tộc, chỉ tùy tiện đưa ra một vị võ si Ngọc Tam gia lại có thể dễ dàng đánh bại, lần lượt các đệ nhất cao thủ của các đại thế gia khác, không những thế, còn không cho họ cơ hội hoàn thủ. Hết buổi tối nay, tất nhiên trong lòng mọi người sẽ xuất hiện một vị anh hùng mới. Danh tiếng của Ngọc gia cũng đương nhiên nhờ sự kiện này mà được nâng lên một bậc mới. Cái này thực sự cũng không phải là điều Lăng Thiên hy vọng được chứng kiến. Tuy nhiên với Lăng Thiên chuyện này không thể không làm. Thứ nhất, các đại thế gia đều đang tụ tập ở Thừa Thiên, cục diện mẫn cảm đến cực điểm. Mỗi nhà này đều có một loại ý niệm trong đầu, lão tử là thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa, giữa các đại thế gia đều tồn tại những quan hệ sống phức tạp, đa phần trải qua ân oán tích tụ nhiều năm dồn lại. Do đó, nếu không có khả năng áp chế bản thân, tại Thừa Thiên sớm đã nổi lên một trận phong ba bão táp rồi. Chỉ cần hai nhà bất kỳ trong nhóm này xảy ra xung đột, hoàn cảnh mẫn cảm tột độ này chắc chắn sẽ cộng hưởng để khiến cho tình hình phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Cục diện đến lúc đó không thể vãn hồi được. Chính vì vậy, Lăng Thiên phải tìm cách khiến thực lực của họ suy yếu đến mức khả năng của mình có thể khống chế được. Điểm cuối cùng, Lăng Thiên muốn rời con mắt của các đại thế gia đi chỗ khác, mà hiện nay mục tiêu Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia đương nhiên là lựa chọn cực kỳ thích hợp. Mà sau khi Ngọc Mãn Thiên gây nên một trận náo loạn như vậy, ít nhất các đại thế gia đều vì kiêng dè đệ nhất cao thủ này sẽ bảo trì thế cục hiện tại. Chuyện này đương nhiên đưa tới một kết cục, chỉ cần có Ngọc Mãn Thiên, đại biểu cho Ngọc gia, có mặt tại Thừa Thiên Thành ngày nào, thì ngày đó những thế gia kia sẽ không dám tùy ý làm càn. Chí ít thì cũng không thể thích gì làm nấy như trước đây được. Mặt khác, còn có một chỗ tốt nữa là, Lăng Thiên mặc dù chưa nhìn thấu thực lực của các đại thế gia, nhưng cũng có được một chút kiến thức đại khái. Điều hắn tiếc nuối nhất lúc này chính là chỉ vì an ủi Ngọc Băng Nhan, mà bỏ lỡ cơ hội nhìn qua Tây Môn Thế Gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản thân Lăng Thiên đối với cái gì gọi là Tây Môn Thanh Đại Tài Tử kia cực kỳ tò mò, thực sự muốn biết xem đó, rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà lại lấy một cái danh tự cổ quái như vậy. Mà hôm nay Ngọc Tam gia sau khi đại phát thần uy một trận đã đời, cảm thấy vô cùng cao hứng, hiển nhiên chỉ muốn tìm đến Lăng Thiên để khoe khoang công trạng. Kỳ thật lý do khoe khoang chỉ là phụ, cái chính là muốn lấy lòng hắn để được uống rượu. Được 3 tuần rượu, Lăng lão phu nhân cùng lão gia tử Lăng Chiến cũng chạy lại cùng Ngọc Mãn Thiên hàn huyên một phen, sau đó cũng lập tức cáo từ, trước khi đi không quên dặn dò Lăng Thiên chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa tiến cung chúc mừng Lăng Nhiên cô mới có tin mừng. Nghe được câu tin mừng kia, Lăng Thiên sửng sốt một hồi, trong lòng suy nghĩ một chút, chuyện Lăng Nhiên có thai làm hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình, cùng Thừa Thiên Hoàng thất còn có một mối quan hệ khá lợi hại thông qua người cô này. Kế hoạch trọng đại của hắn sắp tới, cũng sẽ có liên quan mật thiết tới mối quan hệ này, thậm chí cả Kiều Nguyệt công chúa. Hơn nữa, cô giờ này không hiểu sao lại có thể hoài thai một lần nữa, sau bao nhiêu năm cố gắng đều không được. Chuyện này không biết phải xử lý thế nào cho phải. Một bên là thân nhân, một bên là sự nghiệp, thật sự là một lựa chọn khó khăn mà. Lăng Thiên nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một tiếng. Rốt cục không còn muốn bị phiền lòng chuyện này nữa, thôi thì mặc kệ nó, đến đâu hay đến đó. Nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đang muốn nhắm mắt buông bỏ mọi suy nghĩ để thiếp đi một lúc, thì đột nhiên một ý niệm bùng nổ trong đầu khiến Lăng Thiên không khỏi toát mồ hôi hột. Lăng Thiên đột nhiên nhớ tới chính bản thân mình khi còn ở, trong bụng mẫu thân đã từng gặp chuyện bị người hạ độc dược. Mình chỉ là một kẻ thừa kế của Lăng thị gia tộc, vậy mà đã nhận được nhiều sùng ái đặc biệt như vậy. Giờ đây cô Lăng Nhiên lại đang hoài thai con của đương kim hoàng đế, liệu có thể gặp phải chuyện này hay không? Lăng Thiên biết rất rõ. Cô Lăng Nhiên vẫn luôn canh cánh bên lòng chuyện không thể sinh hạ, cho hoàng đế một vị hoàng tử, giờ đây hoài thai hài tử đương nhiên là, mang theo 12 vạn phần hy vọng cùng khí thác,
Nếu lúc này có người dùng âm mưu quỷ kế ám hại hài tử, chỉ sợ cô sẽ không thể chịu nổi sự đả kích này. Với tính cách của Lăng Nhiên thì tuyệt đối không chịu nổi. Giờ nghĩ và nói gì cũng vô dụng, tốt nhất phải tiến cung một lần. Lăng Thiên nhắm mắt lại, trong lòng lại âm thầm suy tính. Sau một buổi tối túy lúy, Ngọc Mãn Thiên giờ này có các vàng, cũng không dám chờ Lăng Thiên mang theo rượu ngon đến đây ân cần thăm hỏi. Ngay từ sáng sớm, lão liền thúc giục huynh đệ Tiết Lãnh, Tiết Phi hai người nhanh chóng thu thập hành lý, đi đến Mình Yên lâu. Tự nghĩ mình giờ này, dù sao cũng đã trở thành đệ nhất đại anh hùng của khắp lục địa này, vậy phải tới Mình Yên lâu, nơi nổi danh nhất Thừa Thiên Thành để trải nghiệm thêm một chút. Tiết Lãnh dù sao cũng không thể tránh được, sau khi xin chỉ thị của Ngọc Băng Nhan, rốt cục quyết định cùng đi Mình Yên lâu với Ngọc Mãn Thiên. Ngọc Băng Nhan dù sao cũng chưa có một thân phận gì chính thức công khai, nên cũng chỉ mượn lý do không thể đi cùng để lưu lại Lăng phủ. Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Tam gia ngẩng đầu ngạo nghễ bước đi, phía sau là một đám hộ vệ của Ngọc gia, nhìn kẻ nào cũng lộ rõ vẻ mặt chán nản, dầu dĩ. Các nữ hộ vệ đương nhiên đi theo Ngọc Băng Nhan tới Lăng phủ, nhưng Tiết Phi cùng các nam hộ vệ toàn bộ lại đều bị phân phái đến bên Ngọc Mãn Thiên, điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng. Thế nhưng, ai cũng không thể ngờ rằng Ngọc Tam gia dậy sớm như vậy mà, cũng không phải là người đầu tiên đến Mình Yên lâu. Nam Cung Thế Gia mới là những nhân vật đầu tiên xuất hiện nơi đây. Điều này khiến cho Ngọc Mãn Thiên cảm thấy vô cùng buồn bực, cơ hồ lại muốn đi tìm Nam Cung Thiên Hổ đại chiến thêm một trận nữa. Chuyện là sau một trận đánh để đời ngày hôm qua, Nam Cung Thế Gia nhận được tin tức về đại tiệc rượu anh hùng thiên hạ, tại Mình Yên lâu, tất cả mọi người đều không ngừng bàn tán. Đúng lúc này, Nam Cung Ngọc lên tiếng. Nếu đúng, là Mình Yên lâu tổ chức đại tiệc với sự tham gia của toàn bộ anh hùng thiên hạ, thì sẽ không có vấn đề gì. Tất cả mọi người đều rõ. Một khi xảy ra vấn đề, Mình Yên lâu và thậm chí cả Thừa Thiên Đế quốc cũng đều trở thành mục tiêu công kích của cả thiên hạ. Trên toàn đại lục này, vô luận là quốc gia nào hay thế gia nào đi nữa, ngay cả Ngọc gia cũng không thể đỡ nổi sự trả thù của cả thiên hạ, vậy nên sẽ không ai dám giở trò tại nơi đây. Hơn nữa, với tính cách của vị Ngọc Tam gia kia, nhất định sẽ là người nôn nóng nhất muốn tới Mình Yên lâu, mà chỉ cần hắn tiến vào thì những thế lực khác đương nhiên cũng không muốn bị yếu thế, tất nhiên cũng tiến vào theo. Nếu chúng ta cứ chần chừ không quyết, trở thành người đến cuối cùng thì sẽ bị thiên hạ chê cười, không bằng bây giờ chấp thời cơ, trở thành người đầu tiên có mặt. Tỏ rõ cho thiên hạ thấy Nam Cung Thế Gia chúng ta không tầm thường như bọn họ. Nam Cung Thiên Long vỗ tay khen ngợi, liên thanh nói ý kiến hay. Chính vì vậy mà ngay từ chiều hôm qua, đoàn người của Nam Cung Thế Gia đã tiến vào nơi đây, ngay cả Nam Cung Nhị Gia đang bị trọng thương, cũng mạnh mẽ gắng gượng tự đi vào Mình Yên lâu. Ngọc Mãn Thiên tuy rằng hối hả từ sáng sớm, nhưng rốt cuộc vẫn là chỉ là người đến thứ hai. Thấy Nam Cung Thiên Hổ mặt mày sưng, như đầu heo nhưng vẫn mạnh mẽ gượng đứng ở trên tiểu lâu nhìn xuống phía mình, mà hắc hắc cười không ngừng, Ngọc Tam gia vô cùng buồn bực. Sau khi an bài thỏa đáng mọi chuyện, bất chấp Mình Yên lâu lâu chủ Cố Tịch Nhan nhiệt tình giữ lại, Ngọc Mãn Thiên vẫn lừ lừ đi ra ngoài, vẻ mặt lộ rõ sự chán nản. Đột nhiên, một cảm giác cực độ nguy hiểm nhưng thập phần quen thuộc tràn đến trong lòng Ngọc Mãn Thiên. Tuy nhiên, cảm giác này không những không lão sợ mà còn lấy làm mừng. Dương mắt nhìn tới, phía trước là một thiếu niên trong bộ hắc y kín mít, hai mắt như ưng nhìn chằm chằm về phía lão. Là tiểu tử ngươi, Tam gia ta tìm ngươi mãi không được. Ngọc Mãn Thiên chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra hắc y thiếu niên trước mặt đúng là Lăng Kiếm. Mặc dù lão không biết tên Lăng Kiếm, nhưng ngày đó hai người đánh nhau một trận tơi tả, là một trận hung hiểm nhất nhưng cũng là thống khoái nhất cuộc đời của lão. Chính vì vậy, làm sao lão có thể quên được tướng mạo, vóc dáng người đó đây? Lão chưa kịp nói tiếp câu nữa đã thấy mắt Lăng Kiếm lóe lên một tia sáng, rồi thấp giọng nói, đi theo ta, rồi xoay người đi liền. Ngọc Mãn Thiên mừng rỡ, không một chút do dự liền đi theo. Lão thậm chí không buồn nhớ rằng người đối diện mình kia chính là một siêu cấp sát thủ, lại cũng không một chút nghi ngờ, hay nghĩ ngợi xem liệu đối phương có an bài một cái bẫy để chờ mình hay không. Nói hắn là một vị võ si cũng đúng, mà là một kẻ ngốc chắc cũng không sai. Sau một trận đánh ngày hôm đó, Ngọc Mãn Thiên đương nhiên rất bội phục vị bạch y thiếu niên nọ, nhưng chung quy hắn vẫn tự nhận thực lực của mình nhỉnh hơn người kia, chỉ vì lúc đó chiến lực không đầy đủ, nên mặc dù nói là bội phục nhưng không có tâm phục. Tuy nhiên, đối với vị hắc y thiếu niên quật cường mà không sợ chết kia, lão không thể không trào lên một cảm giác ưa thích, cũng từ đó mà sinh ra một sự tiếc nuối vô hạn từ đáy lòng, vì hắn lại đi theo con đường của một sát thủ. Ngọc Mãn Thiên chính xác có một cảm giác người này có gì đó rất giống với mình thời còn trẻ. Lăng Kiếm đi phía trước dẫn đường, trong lòng cũng dâng lên một tâm lý tán thưởng. Ngọc Mãn Thiên mặc dù tính cách có chút lỗ mãng, thần kinh nhiều khi không ổn, nhưng thật sự vẫn là một hán tử đầy nhiệt huyết. Đối với người như vậy, Lăng Kiếm cũng có một cảm giác thưởng thức ở trong lòng. Đôi khi ngồi nghĩ tới người này, hắn cũng không tránh khỏi ý muốn có được một bằng hữu như vậy.
Đây thực sự là một chuyện lạ, lần đầu tiên một kẻ lãnh khốc như Lăng Kiếm lại có ý niệm kết giao bằng hữu ở trong đầu. Nếu như Lăng Thiên biết được điều này, khẳng định sẽ rất vui mừng. Nên biết rằng Lăng Thiên mặc dù từ nhỏ đã thu nhận Lăng Kiếm, cùng hắn lớn lên, bản thân Lăng Kiếm cũng vô cùng trung thành với hắn. Nhưng Lăng Thiên vẫn một tiếc nuối trong lòng, đó chính là việc Lăng Kiếm không bao giờ biểu đạt tình cảm, nội tâm của mình. Nói một cách bóng bẩy, cái này gọi là quá lạnh. Cho tới giờ, chưa một ai có thể khiến cho khuôn mặt lạnh như băng của Lăng Kiếm thay đổi, ngay cả bản thân Lăng Thiên cũng không phải ngoại lệ. Giờ phút này nếu Lăng Thiên có mặt ở đây chắc cũng phát sầu, lo lắng cho Lăng Kiếm không thôi, không hiểu hắn bị nội thương hay bị thần kinh gì không mà tự nhiên khuôn mặt lạnh như băng kia lại có vẻ như tan thành nước rồi. Hai người một trước một sau, chỉ quá thời gian một chén trà nhỏ đã ra khỏi cửa thành. Phía trước, Lăng Kiếm đột nhiên tăng tốc, Ngọc Mãn Thiên mấy lần muốn đuổi kịp hắn để hỏi mấy câu nhưng lại không thể đuổi được. Cứ tới gần bên người hắn thì hắn lại tăng tốc, chạy xa một chút hắn lại chậm lại, thủy chung giữ khoảng cách 10 trượng giữa hai người. Điều này khiến Ngọc Mãn Thiên buồn bực chỉ muốn nổi giận. Khinh công của đối phương rõ ràng hơn mình một cấp độ, sao có thể vậy được? Công lực của mình cao hơn hắn nhiều, vậy sao có chuyện lại chạy mãi không đuổi được hắn đây? Hai người tựa như hai làn khói nhanh nhẹn mà nhàn nhã lao vun vút đi về phía trước. Chạy được hơn nửa canh giờ nữa, phía trước đã hiện ra một rừng cây rậm rạp, Lăng Kiếm quay lại phía sau ra dấu cho Ngọc Mãn Thiên rồi thân thủ, như điện xẹt thẳng vào bên trong. Ngọc Mãn Thiên cũng không có chút do dự nào, tăng tốc chạy theo đúng hướng Lăng Kiếm vừa đi vào. Có thể nói những truyền thuyết giang hồ, những cái gì gọi là âm mưu thủ đoạn rồi gài bẫy hại người giờ này, đối với Ngọc Tam gia chỉ, như một cái giấm thoảng qua. Vừa qua bìa rừng một lát hiện ra một khoảng đất trống. Lăng Kiếm một thân hắc y đứng thẳng tắp, đôi mắt quyết liệt nhìn hướng Ngọc Mãn Thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp. Ngọc Mãn Thiên không một chút nghi kỵ gì, đối với mình khiến cho hắn cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Tin tưởng rằng nếu đám người Lăng Thần, Lăng Chỉ nhìn thấy cảnh này chắc vỡ tim mà chết vì khiếp sợ. Tiểu Kiếm Kiếm, kiếm ca mà lại có thể cười, hơn nữa lại cười một cách rất ôn hòa nữa chứ. Người mặc đồ trắng lần trước tên là gì? Là công tử của ngươi. Vào trong rừng không nhìn thấy người mình tìm kiếm bấy lâu nay khiến cho Ngọc Mãn Thiên không khỏi thất vọng, trợn mắt hét lên. Nếu hắn phái ngươi dẫn Tam gia ta tới đây, tại sao lại không ra gặp ta? Công phu của tiểu tử ngươi cũng khá lắm nhưng dù sao cũng chưa phải đối thủ của công tử nhà ta. Lăng Kiếm buồn cười mà nhìn Ngọc Mãn Thiên, ta nói lúc nào là công tử nhà ta sai ta dẫn ngươi tới đây? Cái gì? Không phải là công tử nhà ngươi cho mời ta tới luận võ sao? Ngươi dù gì cũng không phải là đối thủ của ta mà. Thôi được rồi, lần trước nội thương của ngươi sao rồi? Hình như không bị ác hóa mà còn bình phục rồi đó. Công lực của ngươi rõ ràng khá hơn cái gã Diệp Bạch Phi gì đó kia. Lần trước hắn đánh với ta, đại ca ta nói hắn phải tĩnh dưỡng ít nhất 100 ngày. Mà ngươi lần vừa rồi cũng bị trọng thương còn muốn nặng hơn, làm sao có thể thi triển khinh công mạnh mẽ như vậy? Ngọc Mãn Thiên rõ ràng có chút khó chịu. Lăng Kiếm mặc dù được Bạch Y thiếu niên kia dùng nội công chữa thương, nhưng ít nhất cũng phải qua 1 tháng gì đó, làm sao chỉ có mấy ngày mà công phu đã hồi phục hoàn toàn rồi. Làm phiền Tam gia quan tâm, công tử nhà ta bác đại tinh thâm cả về học thức lẫn võ công, thương thế như vậy chỉ cần 2 ngày là có thể phục hồi đầy đủ rồi. Mỗi khi nhắc tới công tử, trên mặt Lăng Kiếm luôn lộ rõ vẻ sùng kính tột độ. Như vậy thì cái tên Bạch Y tiểu tử công tử nhà ngươi kia là cao nhân rồi, ta cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mà hôm nay vốn gặp được ngươi tưởng rằng sẽ có thể cùng hắn tái đấu một trận tranh cao thấp, lần trước là ta thua nhưng có chút không phục. Rõ ràng khi đó ta đã cùng ngươi kịch đấu một hồi, chân khí tiêu hao hơn phân nửa, nếu không, công tử ngươi, dù có cao minh đến đâu cũng không có khả năng thắng ta trong vòng 3 chiêu như vậy. Giọng Ngọc Mãn Thiên lộ rõ ý tứ, ngày hôm qua mình lão đã đem tứ đại thế ra đánh một vòng, hết người này tới người khác mà toàn thắng hết. Trong lòng lão giờ đây tràn ngập sự tự tin chưa bao giờ có. Lão cảm giác lúc này nếu có một ngọn núi chắn trước mặt thì cũng chỉ một quyền là đánh bay ngay. Lúc này vô luận là khí thế hay công lực, trong lòng lão đã sớm tự phong cho mình danh hiệu thiên hạ vô địch, nếu không thì ít nhất cũng là thừa thiên vô địch. Trong lúc cảm giác tự tin tràn ngập như thế này, chỉ có một mong muốn cháy bỏng là tìm được gã tiểu tử kia đánh nhau với hắn một trận. Chắc chắn mình sẽ đập cho hắn tơi bời như tên Nam Cung Thiên Hổ kia. Hôm nay nhìn thấy Lăng Kiếm, hắn đương nhiên cho rằng đây là do gã Bạch Y công tử gì kia phái tới. Trên đường đi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, xem phải đánh thế nào, tiếp chiêu hắn ra sao, vân vân, nói chung là rất hưng phấn. Nhưng đột nhiên tới đây lại thấy rằng không phải là hắn, chỉ là tên hắc y kia thôi, cảm giác như đang lơ lửng trên mây bị rơi bịch xuống đất. Phốc một cái, Lăng Kiếm đã nhìn thấy lão ngồi xuống đất, bộ dạng như đứa trẻ hờn giận cha mẹ, giọng đầy ấm ức. Vậy ngươi gọi ta tới đây làm gì? Ngươi cũng không phải đối thủ của ta, Tam gia ta đã đánh với ngươi 1 lần rồi, giờ không có hứng thú nữa. Mặc dù nội thương của ngươi đã lành hẳn nhưng nếu chịu thêm 1 lần nữa,
sợ rằng công phu của ngươi sẽ mãi mãi dừng ở đây mà thôi. Trong mắt Lăng Kiếm đột nhiên phát lạnh rồi chợt bùng lên như hai ngọn lửa, bắn ra hai tia thần quang về phía Ngọc Mãn Thiên. Những lời này mặc dù xuất phát từ ý tốt của Ngọc Mãn Thiên, nhưng dù sao đối với Lăng Kiếm cũng là một sự vũ nhục. Cá tính hắn luôn là một kẻ cao ngạo coi trời bằng vung, làm sao có thể chịu được. Ngọc Mãn Thiên tuy vậy nhưng chẳng phát hiện chuyện này, bản tính lỗ mãng của lão khiến cho lão không biết rằng mình vừa nói mấy lời hết sức đắc tội với người ta. Tuy nhiên, lão vẫn tỏ vẻ rất thân thiết. Hắc Y tiểu tử, hay là ngươi đi gọi Bạch Y tiểu tử lại đây đi, tam gia ta thật sự không muốn đánh với ngươi mà. Muốn giao thủ với công tử nhà ta, nói thật võ công của tam gia chưa thể coi là đủ tư cách. Lần trước mặc dù chân khí tiêu hao, nhưng công tử nhà ta dù sao cũng chỉ đánh đúng 3 chiêu mà thôi. Lăng Kiếm còn muốn phát tiết nữa nhưng nghĩ lại những gì Lăng Thiên dặn dò, nên cố gắng đè ép sự xúc động trong lòng xuống, tuy vậy giọng điệu của hắn cũng đã trở nên băng lạnh hơn nhiều. Cái gì? Ta không đủ tư cách. Hắn đúng là chỉ ra có 3 chiêu, nhưng trước đó ta cùng ngươi giao thủ, cũng vì nương tay cho ngươi, sợ ngươi sẽ không bao giờ phục hồi được, nên ta mới mất thời gian lại tổn hao công lực như vậy, nếu không ta đã có thể giết ngươi trong vòng 100 chiêu rồi. Ngọc Mãn Thiên dãy nảy lên như con mèo bị dẫm vào đuôi, nhảy dựng dậy từ mặt đất, đôi mắt trợn tròn, ta không đủ tư cách. Hắn? Thì sao? Hắn đúng là. Ngươi cũng là. Một chuỗi dài tam tự kinh được Ngọc Tam gia đọc liên hồi, thao thao bất tuyệt, nhưng rốt cuộc cũng không hiểu nổi ý tứ gì, chỉ thấy lão mặt mày đỏ dần, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận cực kỳ. Lại dám xem thường Ngọc Mãn Thiên ta. Không thể nhẫn nại được nữa. Ngọc Tam gia nghiến chặt hàm răng phát ra tiếng kèn kẹt rung động. Trên mặt lộ rõ những gân xanh, cảm giác đã tới lúc không kìm nén nổi rồi. Trong lòng Lăng Kiếm dâng lên một trận khoái ý, nhìn Ngọc Mãn Thiên. Công tử nhà ta nói, chỉ cần tam gia thỏa mãn một điều kiện, thì không cần tam gia phải nhọc công tìm kiếm, công tử sẽ chủ động tới cửa nhà tam gia, cùng Ngọc tam gia đánh một trận thống khoái. Bất quá, nếu tam gia không dám đánh nữa thì cũng có thể ngồi đàm đạo uống rượu. Điều kiện gì? Ngọc Mãn Thiên nhất thời lại nhảy dựng lên, chạy thẳng tới trước mặt Lăng Kiếm, đưa tay muốn nắm lấy vạt áo hắn. Bàn chân Lăng Kiếm khẽ trượt nhẹ về sau, cả người như nước lượn trong bình, vô thanh vô tức lùi ra 3 trượng. Đột nhiên tay phải đè vào chuôi kiếm, nhẹ nhàng một cái trường kiếm đã ra khỏi vỏ một nửa. Keng! Trường kiếm của Lăng Kiếm vừa ra khỏi vỏ, nội lực tụ nơi thân kiếm khiến nó không ngừng rung lên, phát ra âm thanh lanh lảnh thật lâu không dứt. Theo âm thanh phát ra từ trường kiếm, 5 thân ảnh hắc y đồng loạt có mặt, xếp hàng thẳng tắp sau lưng Lăng Kiếm, đồng loạt kính cẩn lên tiếng. Kiếm ca! Lăng Kiếm khẽ gật đầu. Nhìn về phía Ngọc Mãn Thiên, đây là 5 tiểu huynh đệ của ta, tam gia, chỉ cần người phá được 5 bọn họ liên thủ, công tử nhà ta sẽ hiện thân cùng tam gia đánh một trận. Tên tiểu tử kia đúng là quá coi thường ta rồi, 5 người này sao? Tiểu quỷ, 5 người này. Ngọc Mãn Thiên ngưng mắt nhìn lại, đối diện với lão là 5 cặp mắt sát khí tận trời. Lão vội kìm hãm tiếng cười xé gió chuẩn bị phát ra, cái miệng đang cười cũng ngay lập tức ngậm lại, lông tóc trên người cũng dựng hết lên. Ta chửi. Ngọc Tam gia trong lòng mắng lớn. Đây là 5 người huynh đệ của ngươi sao? Mẹ kiếp, quả là 5 tiểu ác lang mà. Ngọc Mãn Thiên liếc mắt một cái đã nhìn ra, 5 thiếu niên trước mắt này mỗi người đều là một nhân vật lợi hại. Sát khí như thế kia chứng tỏ cho dù kém một chút so với Lăng Kiếm, nhưng cũng chỉ là hơn nhau một bậc mà thôi. Người nào nhìn cũng là thần tinh khí đủ, thần quang ẩn hiện trong mắt, rõ ràng tất cả đều là nội ngoại kiêm tu thật tốt. Ở độ tuổi này, làm sao có thể tu luyện được như vậy? Chẳng lẽ thiên hạ này những thiên tài như thế trở nên rẻ rúng hết rồi sao? Lão Thiên, tam gia, người sợ sao? Công tử nhà ta có nói qua, nếu như tam gia không nắm chắc có thể đối phó 3 người một lúc, thì để 2 người đi. Nhưng ta nói thật, 3 người bọn họ liên thủ căn bản không phải là đối thủ của công tử nhà ta. Nếu tam gia không đấu lại họ, vậy thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tình công tử nhà ta làm gì nữa. Đương nhiên, nếu như tam gia có tâm lý hoài nghi, ta cũng có thể để bọn họ từng người một từng bước lãnh giáo bản lĩnh của ngài. Chỉ cần ngài thắng cả 5 người như vậy cũng có thể xem như vượt qua kiểm tra rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lăng Kiếm ung dung dựa vào thân cây thản nhiên nói giọng đầy châm chọc. Cái gì? Tên tiểu tử hỗn đản kia. Từng người từng bước lãnh giáo cũng tính vượt qua kiểm tra. Không cần 3 người 1 sao. Quá coi thường tam gia ta rồi. Để cả 5 người bọn họ lên cùng một lượt đi. Hào khí của Ngọc Mãn Thiên bỗng nhiên đại khởi, vung tay lên giọng đầy tự tin. Tam gia không nên quá tự tin như vậy. Mọi người dù sao cũng có chỗ quan hệ quen biết, ta không muốn đánh một hồi khiến cho ai nấy quần áo bẩn dính đầy bùn đất. Ta là người làm chủ ở đây, cứ như vậy cũng không hay. Làm sao nhỉ? Lăng Kiếm vừa nói nhưng vẻ mặt như đang suy tư, giống như chỉ vì muốn tốt cho Ngọc Mãn Thiên mà lo lắng. Thế này đi, ta để 5 người bọn họ lần lượt lên đấu với tam gia để ngài kiểm tra công lực,
của họ, sau đó mới quyết định một lần đấu mấy người. Vậy được không? Tuy nhiên Tam gia không được hạ sát thủ, bọn họ đơn đả độc đấu khẳng định không phải đối thủ của ngài. Nếu những huynh đệ này bị thương tổn, ta rất khó giải thích với công tử. Ngọc Mãn Thiên vừa nghe, cảm kích vô cùng. Huynh đệ nói không sai. Công tử ngươi có thể địch ba người bọn họ, nhưng cũng là do hiểu rõ bọn họ như lòng bàn tay. Nếu Tam gia ta bốc lên mà liều lĩnh một chút thì thật có chút không công bằng. Yên tâm đi, Tam gia ta là người đại lượng, há có thể chấp nhặt cùng mấy tiểu tử xấu xa các ngươi. Lăng Kiếm Thần sắc không đổi, hướng bọn Lăng Chỉ quát lên. Nghe rõ chưa? Tam gia muốn chỉ điểm võ công cho các ngươi, còn không mau qua tạ ơn. Tam gia đây chính là tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc tiên thiên, đánh khắp thừa thiên không tìm thấy đối thủ, các người nhất định phải thật cố gắng, không được làm xấu mặt công tử. Năm người đồng thời dạ gian, quay đầu nhìn về phía Ngọc Mãn Thiên chắp tay cảm tạ, nhưng trong mắt ai cũng lóe lên sự háo hức. Trình tự xuất chiến năm người các người tự quyết định với nhau đi. Lăng Kiếm thản nhiên nói. Thanh âm của Lăng Kiếm vừa dứt, cả năm người đã đồng loạt vọt lên trước, năm thanh trường kiếm cũng nhất tề rời vỏ, chỉ nghe đồng thanh một tiếng choang vang vọng. Đúng là chẳng ai chịu nhường ai. Ngọc Mãn Thiên thấy vậy lại càng hoảng sợ. Đâu có kiểu đơn đả độc đấu gì mà cả năm người lên một như vậy. Cả năm tên nhìn thấy mình như cọp đói nhìn thấy miếng thịt béo. Không lẽ mình lại được hoan nghênh như vậy? Lăng Kiếm hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt năm người đồng thời biến đổi, thoáng nhìn nhanh sang đồng bọn rồi không hẹn mà cùng thu kiếm vào vỏ. Thân ảnh cũng một trận rối loạn nhưng cũng nhanh chóng đạt được thỏa thuận bằng mắt, có vẻ như thứ tự được phân chia theo tuổi tác. Bất quá Ngọc Mãn Thiên nhìn cũng không hiểu được mấy người này đã bàn bạc xong chưa. Bọn năm người Lăng Chỉ sớm đã biết người trước mặt chính là cao thủ lúc trước thiếu chút nữa giết chết Lăng Kiếm, tâm lý người nào cũng đã tràn đầy phấn khích. Năm người này không biết, trong lòng đã mắng chửi cái tên Ngọc Mãn Thiên kia bao nhiêu lần rồi, giờ nhìn thấy tận mặt, làm sao có thể khách khí được nữa đây. Người ứng chiến đầu tiên là Lăng Phong. Hắn đắc ý nhìn qua bốn huynh đệ rồi chậm rãi từng bước tiến lên. Keng một tiếng, trường kiếm rời vỏ, Lăng Phong hai tay ôm kiếm thi lễ. Xin mời Tam gia chỉ điểm. Nét mặt Ngọc Mãn Thiên cũng trở nên ngưng trọng. Bản thân lão mặc dù cuồng ngạo nhưng sâu trong xương cốt chính là một tên võ si, cho tới giờ cũng chưa bao giờ xem thường bất cứ đối thủ nào của mình. Hơn nữa thiếu niên trước mắt này lại đang tạo cho lão một cảm giác nguy hiểm cực kỳ. Trong mắt hắn mơ hồ ẩn hiện sát khí, xem ra đang hận không thể đem mình một kiếm chém thành hai nửa. Sát khí này dường như không dưới hắc y tiểu tử kia. Phát hiện này khiến lão ngẩn người. Lúc này chợt nhớ ra vừa rồi tên tiểu tử kia còn nói mình không được sát thương hắn, nhưng cái vẻ mặt này chắc gì đã không dùng sát chiêu với mình đây. Nghĩ vậy không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Kiếm một cái. Lúc này toàn bộ mọi người đều không phát giác, vừa rồi khi Lăng Phong rút kiếm tiến lên đã xuất hiện một bóng đen lặng lẽ, không một tiếng động bay vào trong rừng. Bóng đen này bay lên một cành cây rậm rạp trên cao, đôi mắt tinh quang chớp nhìn chiến cuộc phía dưới. Hình như rất quan tâm tới cuộc chiến giữa hai người này. Người này đúng là Lăng Thiên. Cuộc chiến hôm nay Lăng Thiên vốn không định tới, hết thảy giao cho Lăng Kiếm chủ trì. Như sau khi thu được tin tức của Lăng Kiếm hắn lại thay đổi chủ ý, bí mật chạy tới quan sát. Chỉ là khinh công của Lăng Thiên đã đạt tới cảnh giới cực điểm cao thâm, tất cả mọi người ở dưới không ai phát hiện ra. Ngay cả tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ Ngọc Mãn Thiên cũng không phải là ngoại lệ. Đối với năm người Lăng Chỉ, Lăng Kiếm không thể nghi ngờ là một huynh trưởng tốt, một thủ lĩnh lý tưởng. Hơn nữa bản thân hắn võ công cũng đã tiến vào cảnh giới thứ 7, xứng đáng là đệ nhất nhân dưới trướng Lăng Thiên. Lăng Thần mặc dù võ công cao nhưng tính tình quá ôn hòa, Lăng Thiên cũng không hy vọng nàng dính dáng quá nhiều tới máu tanh, cho nên chưa bao giờ giao cho nàng một nhiệm vụ giết người nào cả. Lăng Kiếm là một sát thủ cực kỳ xuất sắc nhưng lại không phải một sư phụ tốt. Trong mắt hắn chỉ luôn chú trọng tới kết quả, không quan tâm gì tới quá trình. Điều này đương nhiên cực kỳ tốt đối với một sát thủ, nhưng lại là uy hiếp cực kỳ lớn với các huynh đệ mỗi khi hắn ra tay giáo huấn bọn họ. Đây cũng chính là khó khăn nhất khiến Lăng Thiên đau đầu mãi không thôi. Lăng Phong cùng mấy người kia lần lượt từng người đối chiến với Ngọc Mãn Thiên, tất nhiên bọn họ sẽ đánh một trận hết mình, cũng sẽ lộ ra ưu điểm, nhược điểm của mình. Đây cũng chính là cơ hội ngàn năm có một để họ tăng thêm công lực, nhất là khi Ngọc Mãn Thiên không hạ sát thủ, mà bọn họ lại có thể toàn lực ứng chiến, không kiêng nể cái gì, sát chiêu cũng có thể tung ra. Thật là khó mà có thể tìm được một cái bia lý tưởng như vậy. Chính vì thế Lăng Thiên cuối cùng cũng quyết định tới xem náo nhiệt. Lăng Phong xuất chiêu kiếm ảnh như mưa rào, ỷ vào thân pháp nhẹ nhàng khéo léo của mình từ bốn phương tám hướng tiến công không ngừng, xa xa nhìn lại giống như một con ngân xà lấp lánh vây quanh thân thể Ngọc Mãn Thiên, mỗi một lần công kích đều giống như sóng trào biển động, khí thế ngút trời. Ánh mắt Ngọc Mãn Thiên ngưng trọng, thanh kiếm trong tay đâm chém, đỡ gạt nhưng thủy chung cũng chỉ là thủ mà không công, đâm chém cũng chỉ công để hoàn thủ. Tuy vậy thân thể lão nhìn rất tự nhiên, như nước chảy mây trôi,
mặc cho đối thủ chuyển động như phong ba, ta bất động. Lăng Thiên than thầm, vừa mới chiến không lâu, ngươi công không thèm thủ, liên miên không ngừng công kích, công lực, khí lực tiêu hao gấp bội so với đối thủ nhàn nhã đứng thủ. Hơn nữa người ta là tiên thiên cao thủ, công lực dồi dào, tiêu rồi lại sinh, lại tỉnh táo áp dụng chiến thuật đánh lâu dài, giữ sức cho những trận sau. Tình hình này Tiểu Phong thất bại trong vòng 50 chiêu, 10 chiêu, 20 chiêu, 40 chiêu. Rốt cuộc Ngọc Mãn Thiên bắt đầu thực sự phản kích trở lại, trường kiếm mơ hồ giống lên như tiếng sấm nổ, khí thế trầm hùng mãnh liệt. Thân kiếm không ngừng tỏa ra kình phong áp bức đối thủ. Thân hình Ngọc Mãn Thiên cũng chậm rãi từng bước tiến lên, kình phong tạo ra cũng ngày một lớn. Lão vận nội lực khiến cho kiếm thế của Lăng Phong trở nên tán loạn, trường kiếm trở nên mất mục tiêu, lúc này chỉ còn dựa vào thân thể linh hoạt, miễn cưỡng chống đỡ mà vô phương công kích lại. Thế nhưng cục diện này, chứng tỏ rằng kinh nghiệm chiến đấu của Ngọc Mãn Thiên vô cùng phong phú. Lão biết rõ sắp tới ba người hợp chiến mới là quan trọng cho nên trận đầu tiên này, cố ý bảo lưu thực lực, cũng cố ý quan sát kiếm thế, kiếm lộ của Lăng Phong để từ đó tìm phương pháp hóa giải. Cho đến sau 40 chiêu, lão đã tự tin hiểu rõ võ công của Lăng Phong mới đột nhiên ra tay phản kích. Chanh! Một tiếng vang nhỏ cất lên, trường kiếm của Lăng Phong đã rời tay bay ra. 9 chiêu! Kết quả này dù sao cũng ngoài định liệu của Ngọc Mãn Thiên. 40 chiêu trước chỉ là thăm dò võ công của Lăng Phong, cũng có ý làm tiêu hao khí lực của hắn nên chỉ thủ chứ không công. Cuối cùng là mất đúng 9 chiêu, Ngọc Mãn Thiên đã phát huy 7 thành công lực, lấy thần tốc để đánh bại Lăng Phong. Điều bất ngờ ở đây chính là, mặc dù dùng 7 thành công lực có thể bức Lăng Phong tiêu hao đại bộ phận khí lực, nhưng đến chiêu cuối cùng, thì Ngọc Mãn Thiên lại phải sử dụng đến 8 thành công lực mới có thể đánh bay kiếm của Lăng Phong. Một tên vô danh tiểu tử mà có thể bức Ngọc Mãn Thiên sử dụng 8 thành công lực, chống được gần 10 chiêu. Cái này mà lộ ra ngoài thì Lăng Phong hoàn toàn có thể vang danh thiên hạ. Có thể kịch đấu với đại cao thủ cấp bậc kim ngọc của Ngọc gia qua gần 50 chiêu, lấy tuổi của Lăng Phong hiện nay mà nói, là một chuyện thật khó tin. Nhưng điều này cũng không khiến Ngọc Mãn Thiên quá ngạc nhiên mà lão chính thức kinh dị chính là, việc thiếu niên này sau khi thua bị đánh bay kiếm, trên mặt không hề lộ vẻ thất bại, tinh thần sa sút hay hưng phấn gì cả. Tất cả vẫn là một vẻ thản nhiên như cũ, tựa hồ vừa rồi không phải hắn bị người ta đánh bại vậy. Trừ dáng điệu nặng nề cùng với tiếng thở dốc, với hai mắt đỏ dần biểu hiện của một hồi kịch chiến, thân thể hắn nhìn không khác một kẻ mới thong dong đi dự tiệc trở về vậy. Chỉ tính riêng khả năng tu dưỡng bậc này, cũng khiến cho người khác phải phi thường bái phục rồi. Ta thất bại. Tam gia quả nhiên cao minh. Lăng Phong đối mặt với Lăng Kiếm, khoanh tay đứng thẳng, thản nhiên nói. Lăng Kiếm chau mày. Bại trước hắn cũng không có gì lạ, ngươi đứng sang một bên, kế tiếp là ai? Lăng Phong dạ một tiếng, quay lại nhặt kiếm của mình rồi đi tới đứng cùng mấy huynh đệ, nhắm mắt vận công điều tức trong tư thế đứng thẳng. Người thứ hai là Lăng Vân lúc này cũng đã rút trường kiếm cuốn lấy Ngọc Mãn Thiên rồi. Lăng Thiên ở trên cây chăm chú nhìn Lăng Phong đang nhắm mắt điều tức, cũng không buồn chuyển mắt nhìn sang phía hai người đang chiến đấu. Ánh mắt hắn lóe lên một tia cuồng nhiệt, thở dài một tiếng sâu trong lòng. Hôm nay mình may mắn thay đổi quyết định mà chạy tới đây, nếu không sợ rằng đã bỏ qua một cơ hội nhìn thấy thực lực năm người này tăng tiến mạnh mẽ như vậy rồi. Nhưng mà lúc này không hiểu tại sao Lăng Phong có thể nhắm mắt điều tức cơ chứ. Hai cao thủ cũng vào giai đoạn giao đấu kịch liệt, mà một người trong đó chính là huynh đệ mình Lăng Vân, người kia lại là kẻ vừa đánh bại mình. Đây chính là cơ hội cực lớn để Lăng Phong tham quan học đề cao kinh nghiệm. Huynh đệ Lăng Vân về kiếm pháp cũng như thân thủ đều không khác Lăng Phong mấy, ngay cả phong cách tấn công mãnh liệt không buồn hoàn thủ cũng đồng dạng. Có thể nói đây chính là lúc tốt nhất để Lăng Phong nhìn lại cảnh mình đánh nhau lúc trước. Hai mắt hắn đáng ra phải mở to hết mức, chỉ giận không thể to hơn được nữa. Đương nhiên lúc này chính là thời điểm mấu chốt của Lăng Phong, cần phải nhắm mắt dưỡng thần, trong người hắn nội tức đang chạy loạn hết cả lên. Tuy nhiên mở mắt ra từ từ, vừa chứng kiến vừa điều tức thì có sao đâu chứ. Trong khi đó Lăng Kiếm ở bên vẻ mặt háo hức không kém gì các huynh đệ, chỉ muốn nhảy vào thử sức, hắn đương nhiên không nhìn tới Lăng Phong, làm sao mà biết để nhắc nhở nữa đây. Điều này khiến Lăng Thiên chỉ muốn nhảy xuống đạp cho hắn một cước, thực không xứng làm huynh trưởng mà. Đang nhắm mắt điều tức đột nhiên Lăng Phong cảm thấy sau lưng có gì đó đâm nhẹ vào, trong lòng cả kinh, đang định quay đầu lại thì nghe bên tai truyền tới. Ngu ngốc, bây giờ là lúc điều tức sao? Mở mắt ra cho ta, cẩn thận mà nhìn. Lăng Phong cả người run lên, nghe xong đương nhiên biết đây chính là thanh âm của công tử, vậy là công tử cũng tới đây. Nhất thời trên mặt hiện lên một vẻ kính sợ, ánh mắt tôn kính, ngoan ngoãn mở rộng hai trong mắt. Nhìn hai người Ngọc Mãn Thiên và Lăng Vân đánh nhau. Lăng Phong phát hiện ra mình suýt nữa thì bỏ lỡ cơ hội quý báu này, không khỏi cảm thấy hối hận vô cùng, hai mắt mở to không chớp, cũng không dám rời đi chỗ khác. Cùng lúc đó bên tai Lăng Kiếm cũng truyền tới thanh âm của Lăng Thiên. Hỗn đản A Kiếm, ngươi dạy đồ đệ như thế sao?
đánh xong mà không nghe không thấy cũng không buồn hỏi. Hỗn trướng! Lăng Kiếm cả kinh, nhất thời mặt đỏ dần rồi chuyển thành tái nhợt. Hắn không khỏi tự trách mình, nhìn thấy chàng đấu kịch liệt phía trước liền quên đi tất cả, kể cả mục đích chủ yếu của cuộc đấu ngày hôm nay. Nếu không có công tử gia âm thầm đi tới, hôm nay chỉ sợ chính mình đã làm hỏng đại sự rồi. Ngọc Mãn Thiên bắt đầu có dấu hiệu thở dốc. Hôm nay đến thời điểm hiện tại đã chiến đấu 4 trận, lão cảm giác được mình dường như không phải đấu với 4 gã thiếu niên miệng còn hôi sữa, mà chính là 4 con dã thú. 4 con sói đói tới cực điểm. Thể lực hao tổn thật lớn, bực nhất lại không thể hạ sát chiêu, cái này đối với Ngọc quả là hành hạ mà. Tuy nhiên mấy tên tiểu ác lang kia thì cái gì cũng không cố kỵ, chiêu nào cũng như lấy mạng đổi mạng. Ngọc Tam gia đau đầu đến cực điểm, ai nghĩ được một kẻ ham chiến như lão mà giờ đây, cảm thấy đau đầu muốn chết vì đánh nhau đây. Tuy vậy 4 tiểu tử kia cũng may là công lực có hạn, Ngọc Mãn Thiên ứng phó cũng có chút dễ dàng. Những đối thủ của lão kẻ nào cũng một thân cẩm bào bị chia 5 x 7, cơ hồ muốn rơi hết ra ngoài. Trên người cũng hơn 7-8 chỗ lộ ra vài nét vẽ bằng kiếm. Rõ ràng là Ngọc Mãn Thiên đã có chút hạ thủ lưu tình, nếu không bằng vào bản tính nóng nảy của hắn chỉ sợ kết quả đã không được nhẹ nhàng. Như vậy, giờ đây chỉ còn lại một người, Ngọc Tam gia thở hổn hển, tâm lý cũng trùng xuống một chút. Đánh xong trận này phải tạm dừng một chút mới được, mẹ kiếp, như vậy là xa luân chiến rồi, người sắt cũng không chịu nổi mà. Lăng Chỉ chậm rãi tiến lên trước một bước, nhìn Ngọc Mãn Thiên hô hấp gấp rút, hơi do dự rồi đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Trường kiếm soạt một tiếng đã chui lại vào vỏ. Tam gia, người nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong cũng không buồn để ý phản ứng của Ngọc Mãn Thiên, nhắm hai mắt lại, sắc mặt vẫn tỉnh queo. Đương nhiên hắn đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên cây là Lăng Thiên, dưới cây là Lăng Kiếm, trước mặt là Ngọc Mãn Thiên, tất cả đều lộ ra vẻ tán thưởng. Không luận võ công hắn thế nào, nhưng với khí độ như thế này, Lăng Chỉ hoàn toàn đã có phong độ của một đại tướng. Lăng Vân, Lăng Lôi, Lăng Điện ba người trên mặt đồng thời xuất hiện một tia hổ thẹn, không khỏi cùng cúi đầu. Lăng Kiếm đưa ánh mắt sắc như điện xẹt qua ba người. Ngẩng đầu lên cho ta, xem bộ dáng các ngươi đi. Lăng Chỉ kính nể địch nhân. Anh hùng trọng anh hùng. Mặc dù chỉ là một chút thở dốc, nhưng đó cũng đáng được coi là một hành động anh hùng. Tuy nhiên các ngươi cũng không có làm sai. Phải nhớ được chủ muốn các ngươi làm việc gì. Trong mọi trường hợp phải nhớ tận lực bảo toàn chính mình, giết địch nhân mới là trọng yếu. Hôm nay cùng Tam gia đánh một trận, cũng chỉ là luận bàn võ công cho nên Lăng Chỉ làm vậy có thể hiểu được. Nhưng nếu là lúc sinh tử đối đầu thì hành động đó chỉ là ngu ngốc, tuyệt đối không phải anh hùng. Năm người đồng thời cúi đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Lăng Kiếm dừng một lúc rồi tiếp. Các ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ. Địch nhân chính là địch nhân. Cho dù đó là một anh hùng hảo hán, một thánh nhân được cả thiên hạ kính ngưỡng. Nhưng tại lúc sinh tử, mọi thân phận của hắn đều biến mất, chỉ có đúng một điều không đổi, đó chính là... Hắn có thể muốn tính mạng của ngươi. Hắn cùng ngươi là địch nhân. Hiểu không? Những lời này của Lăng Kiếm không thể phủ nhận rằng có chút cực đoan. Nhưng với đặc thù nghề nghiệp của hắn cùng những tiểu tử kia thì không phải không có lý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vừa nói xong thì cả năm tiểu tử đều yên lặng gật đầu. Ngay cả Ngọc Mãn Thiên đang nhắm mắt điều tức cũng không nhịn được. Mở mắt ra suy tư về những lời Lăng Kiếm vừa nói. Lăng Thiên ẩn thân trên cây, cẩn thận nghĩ lại lời nói của Lăng Kiếm một phen, cảm giác có chỗ nào đó không ổn. Suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện, Lăng Kiếm dưới bàn tay đào tạo khắt khe của mình giờ cũng đã có chút cực đoan, hoặc là cũng có thể nói đạo đức trong lòng Lăng Kiếm mơ hồ xuất hiện chút vặn vẹo. Lăng Thiên quả thật hy vọng Lăng Kiếm có thể trở nên vô tình, có thể tự bảo vệ chính mình không bị thương tổn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn Lăng Kiếm trở thành một kẻ tuyệt tình, một kẻ không phân biệt được phải trái trước sau, một kẻ sát nhân điên cuồng. Lăng Kiếm, thậm chí kể cả đám người Lăng Phong, Lăng Trì, ở trong lòng Lăng Thiên đều là những thuộc hạ trung thành cẩn cẩn, tín nhiệm tuyệt đối, đồng thời cũng là những huynh đệ tốt. Lăng Thiên nhìn mấy người bọn hắn, hy vọng rằng mỗi người cũng có một thân bản lãnh không tầm thường, mỗi người đều có khả năng làm nên một phen sự nghiệp, cũng hy vọng mỗi người có thể tìm được một nữ tử mình thật lòng ngưỡng mộ, hưởng thụ một chút hạnh phúc của con người. Tương lai một khi đại sự thành công, có hồng nhan tri kỷ làm bạn, ngao du thiên hạ mới là giấc mộng tột cùng của Lăng Thiên. Có thể cùng hoạn nạn, cũng có thể cùng hưởng phú quý, ngay cả khi bản thân mình quyền khuynh thiên hạ, đại phú đại quý nhưng cũng sẽ sẵn sàng buông tay tất cả, chuẩn bị cho mấy vị huynh đệ này một tương lai tốt. Nhưng nếu cứ như tình huống ngày hôm nay mà phát triển, sợ rằng mấy người kia chưa kịp hiểu gì, về hạnh phúc nhân gian đã biến thành mấy cỗ lợi khí tử vong, hoàn toàn đem nội tâm phong bế. Như vậy nhất định sẽ trở thành những đao phủ lãnh huyết vô hình. Lăng Thiên không hề muốn điều này, hắn muốn có những thuộc hạ thế lực cường đại. Nhưng cũng muốn có mấy vị huynh đệ có máu có thịt đầy đủ. Tranh giành thiên hạ cũng tốt,
vang danh giang hồ cũng được, miễn là trong tay có một cỗ lực lượng cường đại, bản thân là được. Càng nghĩ Lăng Thiên càng thấy rằng, sắp tới phải bổ túc cho mấy tên này một khóa về tư tưởng chính trị mới được. Rốt cục, Ngọc Mãn Thiên cũng đã đứng lên, cùng lúc đó, Lăng Chỉ ở phía đối diện cũng ở tư thế sẵn sàng. Chen một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lòe lòe, nghiêng nghiêng trước ngực, mũi kiếm chỉ xéo về phía Ngọc Mãn Thiên. Xin mời, xin mời. Hai người không hẹn mà cùng nói ra một câu. Ngọc Mãn Thiên trên mặt biểu hiện sự thận trọng khác hẳn so với bốn trận trước. Không phải vì thực lực của đối phương, mà là vì khí độ của đối phương. Đây đúng là một phong độ lỗi lạc, hơn nữa với một sát thủ, có được điều đó càng khó. Cho nên, Ngọc Mãn Thiên cảm nhận được, vô luận đối phương có thực lực như thế nào cũng đáng để mình tôn trọng. Sự thật thì gần đây võ công Lăng Chỉ tăng tiến ngày một nhanh, đã vượt xa đám người Lăng Phong, thậm chí cũng không có dưới nhiều so với Lăng Kiếm. Biết rõ Ngọc Mãn Thiên vì thân phận nên sẽ không động thủ trước, Lăng Chỉ cũng không khách khí, trường kiếm đâm thẳng tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xé tan không khí, phát ra một tiếng suy. Đây không phải tiếng gió gào thét, mà là tiếng trường kiếm cọ sát cùng không khí. Tốc độ thật đáng nể. Chỉ với một kiếm này cũng đủ khiến cho Ngọc Mãn Thiên thêm một phen hoảng sợ nữa. Ngay cả Lăng Thiên ở trên cây cũng không nhịn được, hai mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra tiểu tử này lại có thể tiến bộ đến như vậy, thật là thống khoái. Ngọc Mãn Thiên vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến, trường kiếm không vội không hoãn đâm ra, tùy theo phương vị công kích của Lăng Chỉ mà biến hóa. Đối với địch thủ lần này, Ngọc Mãn Thiên rõ ràng công lực hắn hơn hẳn bốn người kia, nên đã trực tiếp để thăng công lực của mình lên tới 8 phần cảnh giới, lấy thủ vi công. Trường kiếm của Lăng Chỉ vừa tiếp xúc với kiếm của Ngọc Mãn Thiên được vài nháy mắt đã đột nhiên chuyển hướng, thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển như nước chảy mây trôi, thoáng một cái đã tới bên trái Ngọc Mãn Thiên liên tiếp đâm ba kiếm, chắc chắn Ngọc Mãn Thiên phải chống đỡ. Thế nhưng khi Ngọc Tam gia vừa hoành kiếm chuẩn bị đón đỡ, thì thân pháp Lăng Chỉ lại biến, vòng tới phía sau, đồng dạng đâm ra ba kiếm. Quả nhiên tiền chiêu chưa dứt, hậu chiêu đã xuất. Kiếm chiêu ban đầu đâm bên trái, địch nhân chưa kịp xoay trở đã muốn đâm ra phía sau. Thế công này thật hiếm thấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.